Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 34. Tiêu Phàm duỗi xuất thủ trưởng, con bướm kia vững vàng rơi vào lòng bàn tay Tiêu Phàm, hồn lực Tiêu Phàm bao phủ hồn điêu thú, một chút tin tức trong nháy mắt lóe qua trong đầu hắn. Hồn điêu thú cùng hắn tâm niệm tương thông, chỉ là trước đó cách xa nhau quá, không cách nào truyền lại cho hắn mà thôi. Bất quá khi Tiêu Phàm xem những hình ảnh mà con bướm thấy lúc trước, thần sắc hắn lại trở nên ngưng trọng lên. Vẫn còn có rất nhiều người đánh chủ ý vào Phong Hoàng Tương, khó trách 10 con bướm chỉ trở về một con, nguyên lai Tinh Huyễn Phong sớm đã kịp chuẩn bị. Tiêu Phàm nhẹ giọng tự nói, dường như đang nói mê. Con bướm này trở về truyền lại cho hắn rất nhiều tin tức, bọn chúng phát hiện mấy chỗ thủ vệ thập phần nghiêm ngặt. Hơn nữa, còn có không ít người ẩn núp đi qua, muốn đánh cắp Tinh Huyễn Phong. Tinh Huyễn Phong cùng một chút tu sĩ giao chiến cùng một chỗ, nếu như không phải con bướm này chạy trốn nhanh, đoán chừng cũng đã không về được. Xem ra 9 con bướm còn lại có khả năng đã bị tiêu diệt rồi. Làm Tiêu Phàm kinh ngạc là hắn ở chỗ này vậy mà không có cảm nhận được bất luận hồn lực ba động gì, điều này cũng làm cho hắn đối với người tham gia sát phương thí luyện lau mắt mà nhìn. Là sát thủ, thủ đoạn ẩn tàng khí tức thật đúng là không phải bình thường. Nếu như không phải hắn vừa mới nhìn thấy bóng người kia, hắn còn không biết không chỉ một mình hắn đánh chú ý đến Phong Hoàng Tương. Tiêu Phàm nhất thời có chút nhức đầu, những Tinh Huyễn Phong này đã kịp chuẩn bị, muốn tùy tiện lấy được Phong Hoàng Tương sẽ không còn là sự tình đơn giản. Nếu như hắn là người thứ nhất đến, ngược lại là có hy vọng rất lớn thừa dịp Tinh Huyễn Phong chưa chuẩn bị, trộm đi một chút Phong Hoàng Tương. Chỉ là hiện tại không có khả năng. Tinh Huyễn Phong thân làm hồn thú thất giai nên trí tuệ không thấp, nếu bọn chúng tăng cường phòng vệ thì sẽ không có ai có thể đánh cắp được Phong Hoàng Tương. Chẳng lẽ đem những Tinh Huyễn Phong hạ độc chết hết? Tiêu Phàm lắc đầu, bản thân chỉ là hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi, không cần thiết hạ độc chết đến hàng vạn sinh linh, nói không chừng sẽ không thể lấy được Phong Hoàng Tương. Huống chi Phong Hoàng Tương do Tinh Huyễn Phong sinh ra là vật liệu luyện dược cực phẩm, cứ như vậy hạ độc chết thì cũng quá đáng tiếc. Trầm tư hồi lâu, Tiêu Phàm quyết định đợi thêm một chút, vạn nhất qua 1-2 ngày lại nghĩ ra được biện pháp khác thì sao? Thời hạn 1 tháng mới chỉ qua có nửa tháng mà thôi, còn có thời gian nửa tháng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này thì hắn liền có thể có được 28 điểm tích lũy, tại bên trong sát phương thí luyện, thành tích tuyệt đối sẽ không quá kém. Dù sao người lựa chọn nhiệm vụ ngũ tinh là thập phần thưa thớt. À cũng đúng lúc này. Nơi sâu trong biển hoa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vang vọng trong bầu trời đêm, làm rất nhiều chim thú náo động. Sau đó, Tiêu Phàm nhìn thấy từng đạo hắc ảnh từ trong biển hoa phóng lên tận trời, hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Không thể nào, Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm, hồn lực hắn vừa mới quét qua, có khoảng chừng 30 người từ trong biển hoa chạy ra, số người này quả thực vượt quá hắn dự liệu. Rất hiển nhiên. Những người này vô cùng có khả năng vì chiếm lấy Phong Tương Tinh Huyễn Phong mà đến, đương nhiên cũng có thể là nhiệm vụ khác, tỉ như lấy một vật gì đó từ Tinh Huyễn Phong. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trước đó hắn chìm vào bên trong hồn điêu chi thuật quá mức nghiêm túc, vậy mà không phát hiện có nhiều người lặng yên tới gần như vậy, may mắn là không có người thừa dịp hắn không chuẩn bị đánh lén hắn. Nếu không, ta cũng đi thử xem, vừa rồi nhiều người như vậy chạy trốn. Tinh Huyễn Phong rất có thể cho rằng không ai dám lại tới gần, ta lại xuất kỳ bất ý. Tiêu Phàm cau mày một cái. Nói làm liền làm, hắn thi triển hồn biến liếm tức thuật thu liếm khí tức toàn thân, tại phóng thích ra u linh chiến hồn bao phủ toàn thân, cả người tựa như cùng màn đêm hòa làm một thể. Chính như tên u linh chiến hồn, Tiêu Phàm giờ phút này chính là u linh. Hô một tiếng, Tiêu Phàm bỗng biến mất, hóa thành một trận gió, xông vào bên trong biển hoa. Tốc độ của hắn rất nhanh, lúc trước hắn có hồn điêu thú dò đường, hắn thuận tiện hơn rất nhiều. Tiêu Phàm mười mấy hô hấp đã đi tới chỗ sâu trong biển hoa, lúc này, hắn bỗng nhiên ngừng thân hình, kinh ngạc nhìn cách đó không xa. Nơi đó có một cái tổ ong to lớn, mấy cái lỗ nhỏ to như những cái phòng, lỗ thủng vô số, từng con Tinh Huyễn Phong to như nắm đấm bay múa ở 4 phía, cảnh giới nhìn xung quanh. Mẹ nó, nguyên lai Tinh Huyễn Phong lớn như vậy. Đây vẫn chỉ là Tinh Huyễn Phong lục giai mà thôi, những con trưởng thành há không phải càng lớn. Tiêu Phàm giận mắng một tiếng. Trước đó cách xa nhau quá xa, Tiêu Phàm nhất thời không chú ý đến kích cỡ Tinh Huyễn Phong. Run run cái mũi một cái,
một cỗ mùi thơm nhàn nhạt từ bên trong tổ ong lan ra, Tiêu Phàm không khỏi tham lam hít sâu mấy khẩu khí, cảm giác toàn thân thư thái. Trong này khẳng định có phong tương. Tiêu Phàm thập phần khẳng định nói, hắn rất muốn nếm thử phong tương của Tinh Huyễn Phong có vị như thế nào. Hai mắt Tiêu Phàm không khỏi có chút phát sáng, trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh, nghe đồn bên trong phong tương do hồn thú chế tạo có ẩn chứa thiên địa linh khí khổng lồ, năng lượng hồn lực thuần khiết hơn so với hồn tinh rất nhiều. Nếu như có thể được, ta hoàn toàn có thể mượn nhờ phong hoàng tương đột phá chiến hoàng đỉnh phong, lúc ấy căn bản không cần phải luyện hóa liền có thể đột phá một bước kia. Nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Phàm không khỏi trở nên có chút kiên định, phong hoàng tương này đã không chỉ là vật phẩm nhiệm vụ, hơn nữa còn là cực phẩm linh vật để đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Chỉ là nhìn thấy tổ ong phòng thủ nghiêm mật như vậy, trong lòng Tiêu Phàm liền khó chịu một trận, thân ở Bảo Sơn trước nhưng lại không thể làm gì, cảm giác này vô cùng khó chịu. Hay là liều mạng, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Siêu, đột nhiên, một đạo hắc ảnh lóe lên từ trong bụi hoa, tốc độ nhanh vô cùng, giống như một con thỏ. Thời điểm hắn đạt độ cao tối đa, bóng đen kia đột nhiên đánh ra một chưởng, một cỗ hấp lực to lớn tại lòng bàn tay hắn sinh ra, tổ ong mãnh liệt rung động một cái, ngay sau đó, một đạo quang mang thất thải chi sắc từ bên trong tổ ong bắn ra. Trong tay hắc ảnh kia đột nhiên nhiều thêm một cái bình ngọc, nhắm ngay vào thất thải quang mang đang bao phủ tới. Lúc bóng đen kia tưởng mình đã đắc thủ, đột nhiên dị biến xảy ra. Phong tương, chỉ thấy thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, chân đạp lưu quang trích tinh bộ xông ra tựa như tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí thất thải quang mang. Tay áo nhẹ nhàng giương lên, thất thải lưu quang kia đột nhiên cải biến phương hướng, trực tiếp rơi thẳng vào trong miệng Tiêu Phàm. Ngọt, nhuận, thoải mái, đây là cảm giác đầu tiên khi Tiêu Phàm nuốt vào phong tương kia, trên mặt lộ ra tiếu dung sán lạn, kiếp trước mặc dù cũng nếm qua mật ong nguyên chất, nhưng so sánh cùng phong tương này thì kém quá nhiều. Chỉ là thiên địa linh khí bàng bạc ẩn chứa không kém gì lục phẩm hồn tinh. Phong vương tương. Tiêu Phàm đối với phong tương trong nháy mắt có một sự nhận biết, chỉ có phong vương tương mới có cái hiệu quả này, nếu như là phong hoàng tương, vậy thì càng thêm không được. Tiểu tử, người tự tìm cái chết. Lúc Tiêu Phàm quên hết tất cả, một đạo âm thanh khàn khàn phẫn nộ vang lên, chỉ thấy một lợi chảo xông thẳng đến Tiêu Phàm. A! À, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, đưa tay chém ra một kiếm, kiếm khí khuấy động, chấn cái móng vuốt kia, sau đó hướng về tổ ong phóng đi. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một đạo hắc sắc hào quang lóe lên, cả người hắn như là tia chớp lao đi. Hỗn trướng! Ngươi muốn làm gì? Hắc y nhân nổi giận gầm lên một tiếng, không chần chờ chút nào, nhấc chân chạy. Phốc phốc phốc, kiếm khí vũ động xé rách tổ ong, ngay sau đó, từng tiếng vù vù phẫn nộ vang lên, hắc y nhân cảm giác phía sau lưng phát lạnh, tốc độ lần nữa tăng tốc mấy phần. Trong lòng hắn đem 18 đời tổ tông Tiêu Phàm ân cần thăm hỏi một lần, tiểu tử này cướp đi phong vương tương của hắn không nói, lại còn cố ý khích giận Tinh Huyễn Phong. Nếu như không phải hắn kịp thời chạy trốn, đoán chừng đã trở thành vong hồn dưới vuốt Tinh Huyễn Phong rồi. Nghĩ vậy, hắc y nhân phẫn nộ tới cực điểm, thân ảnh đuổi theo Tiêu Phàm gắt gao không thả, gầm thét lên, tiểu tử, đắc tội ưng chảo lão nhân ta còn muốn chạy. Không có lấy được phong vương tương, hắc y nhân giận dữ vô cùng, có một loại cảm giác không chết không thôi. La sinh môn ưng chảo lão nhân, lão bất tử lần này lại tới tham gia sát phương thí luyện. Mẹ nó, đều là người sắp xuống mồ, làm sao còn không hết hy vọng, cho dù được hạng nhất thì có thể làm gì. Ưng chảo lão nhân liên tục tham gia 8 đợt sát phương thí luyện. Khá lắm, chớ cùng lão bất tử này ở cùng một chỗ, ta trốn trước, nhiệm vụ mấy ngày sau lại hoàn thành vậy. Có không ít người ẩn nấp nghe được cái tên ưng chảo lão nhân này, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, có ít người càng trực tiếp rời đi. Cũng không phải là người này lợi hại đến mức nào. Mà là ưng chảo lão nhân bốn chữ này quá vang dội, như sấm bên tai. Tham gia 8 lần sát phương thí luyện mà không chết, đây chính là một loại năng lực, phải biết tỷ lệ đào thải trong sát phương thí luyện vô cùng cao. Ưng chảo lão nhân có thể sống sót, trở thành lão quái vật sát phương thí luyện danh phù kỳ thực, cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm. Hơn nữa có nghe đồn, phàm là người đắc tội hắn, tất cả đều chết, không có một ai có thể sống.
Tiêu Phàm tự nhiên không biết tên Ưng Chảo lão nhân, hắn cũng căn bản không quan tâm, lấy tốc độ của hắn, rất nhanh liền có thể đem Ưng Chảo lão nhân vứt bỏ. Bất quá, Tiêu Phàm lại là cố ý giữ tốc độ, trong biển hoa nhanh chóng xuyên động, có thời điểm cố ý phóng xuất ra hồn lực, theo Ưng Chảo lão nhân thấy thì Tiêu Phàm đang cố ý khiêu khích hắn. Kỳ thật thì Tiêu Phàm chỉ đang hấp dẫn lực chú ý của Tinh Huyễn Phong mà thôi. Bởi vì tại vị trí tổ ong trước đó, lại xuất hiện một thân ảnh kia thập phần quỷ dị, hắn đứng cách tổ ong bị vỡ kia không xa trong biển hoa, nhưng Tinh Huyễn Phong lại không chú ý tới hắn. Lúc những Tinh Huyễn Phong đó truy sát Tiêu Phàm cùng Ưng Chảo lão nhân, bóng đen liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy những Tinh Huyễn Phong đó trong lúc nhất thời đều không thấy tăm hơi, bóng đen trong nháy mắt chớp động, xuất hiện ở bên cạnh tổ ong rách nát. Đưa tay vung lên, một đạo hào quang lóe lên, toàn bộ tổ ong đột nhiên biến mất, hiển nhiên là được thu vào hồn giới bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, bóng đen trong nháy mắt biến mất. Không bao lâu, một trận tiếng hét phẫn nộ lớn từ đằng xa truyền đến, trên mặt Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, liếc nhìn bóng đen ở phía sau nói, không chơi cùng ngươi nữa. Để lại một câu nói, tốc độ Tiêu Phàm đề thăng, lắc mình một cái liền biến mất không thấy tăm hơi. Danh con, có gan đừng chạy. Ưng Chảo lão nhân hét giận dữ, đứng tại chỗ gào thét, đáng tiếc tốc độ Tiêu Phàm quá nhanh, đã không còn thấy tăm hơi. Mấy tức sau, Tiêu Phàm xuất hiện ở nơi xa trong rừng rậm, nơi đó đã có một đạo thân ảnh đang chờ hắn, Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, thành công. Vâng, chủ nhân. Bóng đen gật đầu, thay cho Tiêu Phàm một chiếc hồn giới, bóng đen không phải người khác, chính là U Linh Nhất Hào. Tiêu Phàm liếc mắt quét hồn giới, lập tức cười híp mắt thành một đường, nói cái này chỉ ít có 3 cân phong vương tương đi, thật đúng là đồ tốt, ta phỏng đoán quả nhiên không sai. Tinh Huyễn Phong căn bản không phát hiện được ngươi tồn tại. Tiêu Phàm sở dĩ không hề cố kỵ xuất thủ, chính là đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, chính là lưu lại U Linh Nhất Hào thu phong vương tương, hắn đem Ưng Chảo lão nhân cùng Tinh Huyễn Phong dẫn đi. Dẫn đi Ưng Chảo lão nhân dễ dàng, nhưng là muốn dụ Tinh Huyễn Phong đi cũng không dễ, cho nên Tiêu Phàm dứt khoát phá hư tổ ong Tinh Huyễn Phong, hấp dẫn lực chú ý của chúng. Như hắn sở liệu, tổ ong bị phá hư, Tinh Huyễn Phong quả nhiên giận tím mặt, bắt đầu đuổi đánh tới cùng, thời khắc Tiêu Phàm điệu hổ ly sơn xem như thành công. Đương nhiên, quan trọng nhất là Tiêu Phàm chứng thực một chút, chính là tầm mắt Tinh Huyễn Phong ban đêm rất kém cỏi, chỉ có thể dựa vào hồn lực truy tung địch nhân. Nhưng U Linh Nhất Hào vốn là hồn điêu, căn bản không có bất luận là sóng năng lượng nào, hoặc có lẽ là hồn văn thần bí ba động không phải Tinh Huyễn Phong có thể bắt được. Tiêu Phàm cũng không phải là vì 3 cân phong vương tương mà vui mừng, mà là vì hắn nghĩ tới biện pháp chiếm được phong hoàng tương mà vui mừng. Nếu lần này có thể dẫn đi Tinh Huyễn Phong, vậy lần sau phải chăng cũng có thể. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Phàm quyết định hôm nay lại tiếp tục hành động, dù sao, tối nay cướp đi 3 cân phong vương tương, Tinh Huyễn Phong nhất định sẽ bạo tẩu, muốn tiếp tục xuất thủ, khả năng thành công rất nhỏ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thu hồi U Linh Nhất Hào, đồng thời thu liếm khí tức, hướng về nơi xa lao đi, hiện tại hắn muốn làm chính là điêu khắc một chút hồn điêu thú nhỏ, tìm kiếm vị trí phong hoàng tương. Bởi vì dạng cơ hội này không phải có quá nhiều, bị chọc vào một lần thì Tinh Huyễn Phong phòng thủ nhất định sẽ càng thêm nghiêm mật, hơn nữa, đây vẫn chỉ là phong vương tương mà thôi mà đã thủ vệ xâm nghiêm như thế, huống chi phong hoàng tương. Thời gian trôi qua, thoáng cái qua 3 ngày. 3 ngày này Tiêu Phàm tựa như tiêu thất trong hư không. Cũng ở nơi này trong vòng 3 ngày, có mấy chục đạo thân ảnh tìm kiếm đến địa phương này, đều là vì nhiệm vụ thí luyện mà đến. Đối chiến hoàng cảnh trung kỳ, đánh cắp phong hoàng tương là nhiệm vụ tứ tinh, nhưng là đối với chiến hoàng cảnh sơ kỳ mà nói, đây chính là nhiệm vụ ngũ tinh. Đồng dạng, đối với tu sĩ chiến vương cảnh mà nói, ăn cắp phong vương tương cũng có khả năng là tứ tinh cùng ngũ tinh. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều người tụ tập ở xung quanh mảnh biển hoa này. Thậm chí, có thật nhiều người vì hoàn thành nhiệm vụ đã kết thành một đội, dù phát hiện sát thủ khác cũng không có tự tiện xuất thủ, sợ tiếng vang lớn kinh động Tinh Huyễn Phong. Cho nên 3 ngày nay lại yên tĩnh lạ thường, trừ buổi tối có người hành động ra thì ban ngày đều yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao, so với ban đêm, ban ngày thực sự quá nguy hiểm, một khi bị Tinh Huyễn Phong phát hiện. Đến lúc đó hàng ngàn hàng vạn Tinh Huyễn Phong cùng nhau theo lên,
cho dù là chiến hoàng đỉnh phong cũng ngăn không được. Lúc đến đêm khuya, Tiêu Phàm rốt cục đình chỉ tiếp tục điêu khắc hồn điêu thú, bên cạnh hắn xuất hiện đủ loại hồn điêu thú, phi cầm tẩu thú, mọi thứ đều có. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất cả là nhờ vào lần trước tại Thiên Cơ Môn trong cổ địa bí cảnh thu hoạch được không ít hồn văn, qua mấy tháng lĩnh ngộ, những hồn văn này hắn đã nhớ kỹ trong lòng. Rất nhiều hồn điêu thú thể nội chứa một chút thượng phẩm hồn thạch, ngay sau đó từng đạo hồn lực kích hoạt hồn văn trên người bọn chúng, một đám hồn điêu thú đột nhiên động. Đi thôi, tìm tới nơi tinh huyễn phong thủ vệ xâm nghiêm nhất. Tiêu Phàm cho hồn điêu thú một đạo mệnh lệnh, dưới cái nhìn của hắn, vị trí phong hoàng tương nhất định là nơi thủ vệ xâm nghiêm nhất. Trong lòng hắn cũng đối với hồn điêu thú tràn ngập tự tin, lần trước điêu khắc 10 con bướm đại bộ phận cũng chỉ là tứ giai hồn điêu thú, nhưng lại không có bị lục giai tinh huyễn phong phát hiện. Hiện tại hắn điêu khắc cái này mấy chục cái đều là ngũ giai, thậm chí lục giai hồn điêu thú, tinh huyễn phong muốn phát hiện càng không dễ dàng. Trên mặt Tiêu Phàm hiện lên một vòng tiếu dung, tựa như đã thấy tràng cảnh thu hoạch phong hoàng tương, hắn lại không biết nguy hiểm đang lặng yên đến. Tiêu Phàm đi theo một đám hồn điêu thú lặng lẽ tới gần biển hoa, giờ phút này đêm đã khuya, trong biển hoa vô cùng an tĩnh, chỉ có từng đợt mùi thơm tràn ngập. Ngẫu nhiên một cơn gió nhẹ thổi lất phất qua, chập chờn ngàn vạn đóa hoa, bên dưới nguyệt quang tinh khiết ngẫu nhiên tản ra u quang dị sắc. Tiêu Phàm lần nữa tiến vào bên trong biển hoa, bất quá hắn vừa đi mấy bước thì bỗng nhiên dừng lại, nhún nhún cái mũi. Không đúng, cái mùi này khác với mấy hôm trước. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, cái mũi của hắn đối với mùi hương thập phần nhạy cảm, trong nháy mắt đã cảm ứng được chỗ khác biệt. Về phần khác biệt ở chỗ nào, Tiêu Phàm nghĩ không được, bất quá hắn lại bắt đầu đề phòng lên. Ở bên trong nơi sát phương thí luyện này, việc gì đều có thể phát sinh, có người vì muốn lấy được phong vương tương và phong hoàng tương, dù là sự tình mổ gà lấy trứng cũng chưa chắc sẽ không làm. Chỉ là Tiêu Phàm từ trong biển hoa căn bản không có cách nào phân biệt có độc hay không, chỉ ít cho đến bây giờ, U Linh chiến hồn vẫn chưa có cảnh báo. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm vẫn là triệu hồi ra U Linh chiến hồn bao phủ bên ngoài cơ thể. Hạ độc chết tinh huyễn phong rồi tới lấy phong hoàng tương, biện pháp này Tiêu Phàm cũng đã nghĩ tới, chỉ là cuối cùng hắn từ bỏ mà thôi, bởi vì mê dược đối với tinh huyễn phong căn bản không có tác dụng gì. Mà độc dược mặc dù có thể giết chết tinh huyễn phong, nhưng lại quá mức tàn nhẫn. Biển hoa yên tĩnh dị thường, Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí tới gần, hắn đã phát hiện mấy đạo thân ảnh ẩn nấp cách đó không xa, cũng đang dần dần tiến vào bên trong biển hoa. Hôm nay làm sao nhiều người như vậy? Tiêu Phàm cau mày, lúc này mới xâm nhập 200-300 mét bên trong biển hoa, hắn đã phát hiện tầm 10 đạo thân ảnh, nhưng mà đây chỉ là một phương hướng, vậy còn những phương hướng khác thì sao? Thậm chí nơi này cách chỗ sâu nhất trong biển hoa, khoảng cách còn ít nhất hơn 1000 mét, khẳng định cũng có không ít sát thủ ẩn núp. Sớm biết thế thì 2 ngày trước đã động thủ cho rồi. Trong lòng Tiêu Phàm có chút hối hận, mới chỉ có qua 3 ngày vậy mà có nhiều người tìm được nơi này như vậy. Cũng không phải hắn sợ những người này, mà là lo lắng kinh động tinh huyễn phong, làm hắn thất bại trong gang tấc. Hiện tại 3 cái nhiệm vụ hắn mới chỉ hoàn thành 1 cái. Vẹn vẹn được 8 điểm tích lũy, thành tích này chưa chắc có thể tiến vào trước 50%. Chi chi, cũng đúng lúc này, một con chuột nhỏ từ đằng xa chạy đến, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, lập tức mở bàn tay ra, chuột nhỏ trong nháy mắt rơi vào lòng bàn tay Tiêu Phàm. Đây chính là chỗ tốt của hồn điêu thú, có ý niệm dẫn dắt, nó có thể nhẹ nhàng tìm tới chỗ Tiêu Phàm. Hồn lực bao phủ chuột nhỏ, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ vui mừng, mừng thầm nói. Xem ra, tồn công 3 ngày cũng không phải uổng phí, vậy mà tìm được nơi phòng thủ nghiêm mật nhất. Mang ta đi. Tiêu Phàm buông chuột nhỏ xuống, chuột nhỏ chi chi hai thân, liền nhanh chóng chạy qua lại trong bụi hoa. Bụi hoa thập phần dày đặc, san sát với nhau, cao thấp chập trùng, chỗ cao nhất tới cả 2-3 mét, nơi thấp nhất cũng đã cao tới eo người thường. Bất quá mấy trăm người ẩn nấp ở bên trong cũng hoàn toàn không thấy được, huống chi còn là ban đêm. Không dùng hồn lực quan sát, căn bản không cảm nhận được. Hơn nữa càng đi vào sâu trong biển hoa, bụi hoa lại càng dày đặc, đồng thời cũng càng cao lớn, ở nơi này đã không thể gọi là bụi hoa nữa rồi, mà nên gọi là rừng hoa. Trong lúc đó,
Tiêu Phàm xuyên qua nguyên một đám tổ ong to lớn, nếu như không phải U Linh chiến hồn hộ thể, lại tăng thêm hồn biến liếm tức thuật, đoán chừng hắn sớm đã bị Tinh Huyễn Phong phát hiện. Trái tim nhỏ của Tiêu Phàm cũng phù 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 nhảy không ngừng, đến nơi này, một khi bị Tinh Huyễn Phong phát hiện thì gần như xong đời rồi. Một khi bị phát hiện, tất nhiên có hàng ngàn hàng vạn Tinh Huyễn Phong bao vây, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng hình ảnh kia đáng sợ đến cỡ nào. Nơi này đã là chỗ sâu nhất bên trong biển hoa, hắn nhìn thấy kích cỡ Tinh Huyễn Phong lớn hơn rất nhiều, to bằng cả cái đầu người, có thể hoàn toàn chắc chắn những con Tinh Huyễn Phong này chí ít cũng là thất giai sơ kỳ. Bọn chúng rong chơi phía trên đóa hoa to lớn, đã bắt đầu ngủ say, bất quá thường cách một đoạn thời gian vẫn có Tinh Huyễn Phong đi tuần tra. Tiêu Phàm dựa vào linh giác cường đại, từng cái tránh thoát, nhưng phía sau lưng hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Kích cỡ những con Tinh Huyễn Phong này tuy nhỏ, nhưng thực lực lại cực kỳ cường đại, nhất là độc đâm kia, một khi bắn chúng, cho dù là hắn thì nhất định cũng gặp phải phiền phức. Thời gian khoảng chừng nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm rốt cục dừng lại, phía trước hắn có một cái tổ ong to lớn, to đến hơn 10 mét, giống hệt một tòa cung điện khổng lồ. Tổ ong hiện lên đủ loại màu sắc, óng ánh trong suốt, tản ra quang hoa nhàn nhạt, giống như hoa văn một kiện trang sức hoàn mỹ. Phía trên tổ ong có rất nhiều đường vân lít nha lít nhít, cho người ta một loại cảm giác thập phần rối loạn, Tiêu Phàm nhìn vài lần đều cảm giác có chút váng đầu hoa mắt. Cái tổ ong này lại là hồn văn. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, khó trách bác lão nói, hồn văn chính là từ trong thiên nhiên rộng lớn lĩnh ngộ ra, Tinh Huyễn Phong nghiễm nhiên chính là hồn điêu sư thiên sinh. Tiêu Phàm cẩn thận đánh giá mỗi một góc, phát hiện rất nhiều Tinh Huyễn Phong xoay quanh tổ ong, cảnh giới nhìn chăm chú bốn phía. Hắn nhún nhún cái mũi, một mùi thơm phả vào mặt, bên trong mùi thơm ẩn chứa thiên địa linh khí nồng đậm, so với phong vương tương lúc trước đều phải nồng đậm hơn rất nhiều. Nhất định là phong hoàng tương, Tiêu Phàm vô cùng chắc chắn nói. Chỉ là vừa nghĩ tới muốn đột phá một đám Tinh Huyễn Phong cản trở, Tiêu Phàm cũng có chút đau đầu, kế điệu hổ ly sơn lần trước không chắc có thể thực hiện lại. Dù sao Tinh Huyễn Phong ở đây quá nhiều, có bọn chúng thủ hộ, tổ ong này cũng không thể bị hủy diệt dễ dàng như thế. Mặt khác, một khi hắn xuất thủ, Tinh Huyễn Phong nhất định sẽ phát cuồng, đến thời điểm đó. Ngoài Tinh Huyễn Phong ở đây thì khẳng định những nơi khác cũng sẽ chạy đến, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ bị Tinh Huyễn Phong vây quanh. Về phần vụng trộm ẩn núp đi vào, điều đó càng không có khả năng. Tiêu Phàm cảm giác có chút đau đầu, thân ở Bảo Sơn trước, hiện tại vẫn không biết cách nào để vào lấy. Mặc dù nhiệm vụ của hắn chỉ cần nửa lượng phong hoàng tương, nhưng tình huống hiện tại, đừng nói nửa lượng, đến nửa giọt còn không lấy được kìa. Ha! Cũng ngay vào lúc Tiêu Phàm rầu rĩ, đột nhiên bên trong hồn hải truyền đến một trận dị động, Tiêu Phàm lập tức trừng lớn hai mắt, chỉ thấy kén của phệ hồn huyết tàm vậy mà quỷ dị vỡ ra. Rốt cuộc đã phá kén ra, trong lòng Tiêu Phàm hơi kích động, phệ hồn huyết tàm trước đó là thất giai đỉnh phong, bây giờ đột phá lần nữa há không phải trở thành bát giai. Phệ hồn huyết tàm thất giai đã thập phần đáng sợ, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, phệ hồn huyết tàm bát giai sẽ như thế nào. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền buồn bực, bởi vì phệ hồn huyết tầm bên trong hồn hải hắn vậy mà bắt đầu điên cuồng thôn phệ hồn lực bốn phía, muốn thuế biến, nó nhất định phải dùng vô tận hồn lực để chèo chống. Giờ phút này phệ hồn huyết tầm tựa như một hài tử đói khát, cần thôn phệ hồn lực vô cùng vô tận. Hồn thạch và hồn tinh trên người hắn đều có không ít, nhưng ở nơi này hắn căn bản không dám lấy ra, một khi lấy ra, tất nhiên sẽ bị Tinh Huyễn Phong cảm ứng được. Hơn nữa lúc phệ hồn huyết tàm đột phá, nhất định sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn, cho dù là hắn cũng không có khả năng ngăn chặn cỗ hồn lực ba động này. Má nó, sớm không đột phá, trễ không đột phá, hết lần này tới lần khác lại chờ đến bây giờ mới đột phá, đây không phải muốn mạng của lão tử sao? Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng, sắc mặt thập phần khó coi, hắn lúc này mới phát hiện phệ hồn huyết tàm đột phá chẳng hề quan tâm đến thời gian là lúc nào. Oanh cũng đúng lúc này. Từng đạo hỏa quang từ bốn phương tám hướng biển hoa phóng lên tận trời, ngay sau đó truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh, sắc mặt Tiêu Phàm trong nháy mắt trắng bệch. Giống giống, âm thanh phẫn nộ vang lên chân trời, Tinh Huyễn Phong triệt để phẫn nộ phát ra một trận tiếng gào thét như dã thú, từng đạo chùm sáng bảy màu phóng lên tận trời, đem toàn bộ biển hoa chiếu sáng.
Ta nói bên trong mùi thơm vừa rồi kia làm sao có chút dị thường, nguyên lai là khí tức đặc thù của hỏa tinh thạch, con mẹ thằng nào nghĩ ra được chủ ý này, vậy mà muốn diệt tất cả tinh huyễn phong. Tiêu Phàm giận mắng không thôi. Hỏa tinh thạch là một loại vật liệu rèn đúc đặc biệt, có thể luyện chế một loại hồn binh hỏa tinh lôi đặc biệt, hỏa tinh lôi chính là một loại hồn binh đáng sợ chỉ dùng duy nhất một lần. Một khi phát sinh va chạm mãnh liệt thì hỏa tinh lôi sẽ nổ, nó nắm giữ uy lực đáng sợ, cho dù hồn thú thất giai cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Hơn nữa sau khi hỏa tinh lôi bạo tạc còn sẽ bốc cháy hỏa diễm hừng hực, hỏa diễm cực kỳ hung mãnh, bá đạo vô cùng, chỉ cần hồn lực đầy đủ thì có thể thiêu đốt mãi. Cũng khó trách Tiêu Phàm tức giận như thế, sử dụng hỏa tinh lôi còn không bằng sử dụng độc dược nữa. Chí ít, dùng độc dược hạ độc chết tinh huyễn phong. Phong vương tương và phong hoàng tương còn có thể bảo trì hoàn hảo, nhưng hỏa tinh lôi bạo tạc lại chính là tổn thất hoàn toàn đó. Đến thời điểm tinh huyễn phong không bị nổ chết, mà phong tương bị nổ không còn một mảnh thì những người nhận nhiệm vụ kia sẽ không còn chỗ để khóc luôn. Không tốt. Đột nhiên Tiêu Phàm cảm giác như bị vài đôi mắt sắc bén tiếp cận, không đợi hắn tới kịp chạy trốn, mấy đạo tia chớp bỗng xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ lại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, quang mang kia vậy mà gây tê kinh mạch và thần kinh toàn thân của hắn, trong lúc nhất thời căn bản không thể động đậy được. Thậm chí ngay cả hồn lực cũng giống như bị phong cấm, Tiêu Phàm đầu tựa như sét đánh, thiếu chút nữa thì nhắm hai mắt lại. Dù là U Linh chiến hồn cũng chưa kịp ngăn cản, Tiêu Phàm đã trúng chiêu. Bất quá, làm hắn cảm giác may mắn là U Linh chiến hồn ngăn cản quang mang ăn mòn đại não kia. Ý thức hắn rất nhanh liền khôi phục thanh minh, chí ít, bản thân còn có thể nghĩ biện pháp đánh cược một lần. Sau một khắc, Tiêu Phàm trực tiếp dẫn ra vô tận chiến hồn, kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn lượn lờ toàn thân, hỏa khí hung mãnh xông thẳng bốn phương tám hướng, một đám tinh huyễn phong bị dọa đến điên cuồng thối lui về phía sau. Bọn chúng sợ lửa, ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, trong ý thức hắn, loại động vật họ ong đều sợ lửa, nguyên bản hắn chỉ muốn thử nghiệm một chút. Không ngờ thật sự thành công. Bất quá hắn rất nhanh thoải mái, những tên kia dùng hỏa tinh lôi đánh lén tinh huyễn phong, không phải là nghĩ đến tinh huyễn phong sợ lửa sao. Theo vô tận chiến hồn thiêu đốt, thân thể Tiêu Phàm cũng trong nháy mắt khôi phục thanh minh, hắn rất muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng mà phệ hồn huyết tầm đang đột phá đến thời khắc mấu chốt, nếu như không cho nó đủ hồn lực, rất có thể sẽ thuế biến thất bại. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu một hơi lấy ra mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch, U Linh chiến hồn bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, hồn lực cuồn cuộn tiến vào bên trong hồn hải. Phệ hồn huyết tầm tựa như cũng cảm nhận được hồn lực tồn tại, quanh thân huyết sắc kim quang phát ra, hấp thụ hồn lực khổng lồ. Theo hồn lực thôn phệ, quang mang phệ hồn huyết tầm càng ngày càng rực rỡ, đồng thời, vết nứt trên cái kén kia càng lúc càng nhiều. Có vô tận chiến hồn và U Linh chiến hồn hộ thể. Tiêu Phàm nhất thời cũng không lo lắng tinh huyễn phong công kích, xung quanh hắn có vô số tinh huyễn phong nhưng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Tiêu Phàm bị bọn chúng nhìn chằm chằm khiến toàn thân run lên, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Bên ngoài, thanh âm hỏa tinh lôi bạo tạc thỉnh thoảng truyền đến, may mắn là nơi này là nơi sâu nhất bên trong biển hoa, đều là tinh huyễn phong thất giai trở lên, những hỏa tinh lôi đó không cách nào ném tới chỗ này. Bằng không không chỉ tinh huyễn phong phải xui xẻo, ngay cả Tiêu Phàm cũng phải ăn hành. Sau nửa ngày, hỏa diễm đã trải rộng toàn bộ biển hoa, vô cùng vô tận đóa hoa bị hỏa diễm thiêu cháy, biến thành phế tích, trong không khí tràn ngập nồng đậm sát khí và huyết tinh. Mặt khác, còn kèm theo mùi cháy khét nồng đậm, có không ít tinh huyễn phong cấp thấp bị hỏa diễm hỏa tinh lôi đốt cháy, tử thương thảm trọng. Là quần thể hồn thú thất giai. Nhưng tinh huyễn phong đơn thể công kích cũng không phải rất mạnh, phòng ngự hết sức có hạn, bằng không thì hồn thú sơn mạch này sớm đã là thiên hạ của tinh huyễn phong. Cũng ngay tại lúc này, từng bóng người cấp tốc hướng về bên trong biển hoa vọt tới, thẳng đến những cái tổ ong, hiển nhiên là muốn cướp đoạt phong tương. Ong ong từng đạo quang mang màu sắc rực rỡ tại hư không phát ra, ngưng tụ thành một kết giới to lớn màu sắc rực rỡ, kết giới màu sắc rực rỡ chậm rãi hướng về bốn phía khuếch tán. Tinh huyễn phong cũng tiến hành phản kích, một khi tu sĩ chạm đến kết giới màu sắc rực rỡ kia, rất dễ dàng lâm vào bên trong huyễn cảnh, đến thời điểm đó, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Tiêu Phàm có thể nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt âm thanh chiến đấu kịch liệt, sắc mặt hắn nghiêm túc vô cùng,
trong lòng sớm đã đem 18 đời tổ tông những tên không kiêng nể gì đánh lén Tinh Huyễn Phong kia ân cần thăm hỏi 100 lần. Trễ không đánh lén, sớm không đánh lén, hết lần này tới lần khác chờ ta đi tới nơi đây mới bắt đầu, hơn nữa Xảo Huyệt Phong Hoàng lại cách đây không xa, nếu như không phải có vô tận chiến hồn, hắn có khả năng đã bị gặm đến cả cặn cũng không còn. Cộng thêm phệ hồn huyết tầm thuế biến vào lúc này, hiện tại đột phá đối với hắn là vướng víu rất lớn. Mấy trăm vạn hồn thạch trong nháy mắt hao hết, Tiêu Phàm lại lấy ra hơn ngàn vạn thượng phẩm hồn thạch, trong lòng kém chút thổ huyết, hồn lực phệ hồn huyết tầm đột phá cần vậy mà không hề ít hơn hắn, sau này mình làm sao nuôi nổi nó đây. Thời gian nửa chén trà nhỏ sau, hơn ngàn vạn hồn thạch lần nữa hóa thành bột mịn, nhưng mà kén phệ hồn huyết tầm mới vỡ ra một nửa, lòng Tiêu Phàm đang rỉ máu. Mẹ kiếp, người đột phá như thế, lần sau ta lấy gì đột phá đây? Tiêu Phàm giận mắng không thôi, nếu như không phải trộm không bảo khố của Hoa gia, thật đúng là không đủ cho phệ hồn huyết tầm tiêu xài. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm lại lấy ra 3.000 khối cực phẩm hồn thạch, lúc hồn lực bàng bạc tràn vào bên trong hồn hải, phệ hồn huyết tầm vậy mà bắt đầu kích động run rẩy lên. Rất hiển nhiên, nồng độ hồn lực thượng phẩm hồn thạch cùng cực phẩm hồn thạch ẩn chứa căn bản không cùng một cái cấp độ. Rốt cục, kén phệ hồn huyết tầm hoàn toàn phá toái ra, kén tầm kia sau đó lại bị phệ hồn huyết tầm thôn phệ xuống. Bên trong hồn hải, toàn thân phệ hồn huyết tầm phóng ra huyết sắc kim quang hừng hực, giống như một mặt trời màu đỏ rực vậy. Hình thể nó mặc dù rất nhỏ, nhưng khí tức phát ra lại vô cùng đáng sợ, làm Tiêu Phàm hãi hùng khiếp vía một trận. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm giác được phệ hồn huyết tàm mạnh lên, nhưng là mạnh lên chỗ nào thì Tiêu Phàm lại không biết. Cũng đã đột phá bát giai. Tiêu Phàm nghĩ thầm, tâm thần hắn cùng phệ hồn huyết tàm tương liên, dù là phệ hồn huyết tàm đột phá bát giai, nhưng chỉ cần Tiêu Phàm muốn giết nó thì vẫn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Hỗn trướng, Phong Vương Tương là của ta. Ai cướp được là người đó, động thủ lần nữa, đừng trách ta xé ngươi. Đi mau. Là La Sinh Môn bại vô ngân, còn có Diêm La Phủ vô tâm. Đột nhiên, từng tiếng hét phẫn nộ truyền đến, ngay sau đó đao quang kiếm ảnh lấp lóe, bọn sát thủ cướp đoạt đó Phong Tương rốt cục bắt đầu tự giết lẫn nhau. Nhìn Tinh Huyễn Phong bốn phía lên cơn giận dữ, Tiêu Phàm cau mày. Việc đã đến nước này, nếu như còn không chiếm được Phong Hoàng Tương, vậy thì về sau sẽ càng khó. Phệ hồn huyết tầm và đám người âm thầm đánh lén Tinh Huyễn Phong đã triệt để làm xáo trộn kế hoạch của Tiêu Phàm. Có vô tận chiến hồn, bọn chúng chưa chắc có thể làm gì được ta, liều. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lách mình liền hướng về tổ ong phóng đi. A, à, Tiêu Phàm vừa mới tới gần tổ ong thì đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy một đạo hắc ảnh bay vụt đến hắn, đồng thời một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Tiêu Phàm tay mắt lanh lẹ. Đưa tay một trường chống đỡ phía sau đạo hắc ảnh kia, khi hắn thấy rõ hắc ảnh kia, khóe miệng lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Là ngươi, Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc nhìn bóng đen kia. Danh con, lại là ngươi đang làm trò quỷ. Bóng đen kia cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, phẫn nộ quát ầm lên. Hắc y nhân chính là ưng chảo lão nhân mấy ngày trước Tiêu Phàm gặp được, cũng khó trách hắn tức giận như thế, lần trước hắn ăn cắp Phong Vương Tương lại bị Tiêu Phàm phá hư. Lần này, hắn tốn 2-3 canh giờ, tìm tòi đến chỗ sâu trong biển hoa, nhìn thấy tổ Phong Hoàng, đang lúc hắn chuẩn bị động thủ chiếm lấy Phong Hoàng Tương, hư không đột nhiên nổ vang liên tục, ngay sau đó ánh lửa phóng lên tận trời. Lúc ấy mặt ưng chảo lão nhân đều bị dọa đến xanh mặt, hắn cũng phản ứng cực nhanh, trực tiếp đạp không mà lên, hướng về không trung phóng đi, bất quá tốc độ hắn vẫn chậm nửa nhịp, mấy chục con Tinh Huyễn Phong trong nháy mắt khóa chặt hắn. Mấy chục quang mang màu sắc rực rỡ bao phủ hắn, nếu là thường nhân, đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá ưng chảo lão nhân lại không phải là người bình thường. Hắn tham gia sát phương thí luyện 8 lần, đồng thời 8 lần đều sống sót, điều này đủ để chứng minh năng lực sinh tồn của hắn thật sự khủng bố. Thời điểm quang mang sắp bao phủ, hắn đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc, gỡ ra nắp bình, một mùi hôi thối khó mà hình dung tràn ngập tỏa ra. Tinh Huyễn Phong đối với mùi hương cực kỳ mẫn cảm, hơn nữa ghét nhất chính là mùi thối, lúc ấy bọn chúng bị dọa thối lui giống như thủy triều. Bất quá bọn chúng cũng không rời đi, mà là ở xa xa đề phòng nhìn ưng chảo lão nhân, thiên thượng địa hạ, cơ hồ tất cả đường lui đều bị chặn. Ưng chảo lão nhân khóc không ra nước mắt,
dược dịch hôi thối vô cùng này là do hắn cố ý thu thập, là vì đề phòng vạn nhất, nhưng dược dịch này cũng có thời gian hạn chế, có thể gắng gượng qua thời gian một nén nhang đã xem như rất lợi hại rồi. Ngay vừa rồi, dược dịch phát ra mùi thối càng ngày càng mỏng manh, ưng chảo lão nhân bất đắc dĩ đành phải liều mạng. Chẳng qua là khi hắn chuẩn bị chạy trốn, tất cả tinh huyễn phong đều chen chúc đánh tới. Nếu như không phải hỏa tinh lôi làm bừng tỉnh đại bộ phận tinh huyễn phong, kế hoạch của ưng chảo lão nhân đã thành công, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, hắn tự nhiên tưởng là Tiêu Phàm đang làm trò quỷ, việc này khiến hắn như thế nào không giận. Thậm chí, ưng chảo lão nhân cảm thấy tiểu tử này chính là khắc tinh trong số mệnh của hắn, trước kia mọi việc hắn làm đều thuận lợi, trong ngắn ngủi mấy ngày vậy mà liên tiếp hố hai lần. Giờ phút này, hắn toàn thân rách nát, máu tươi chảy đầm đìa, nhưng đáng mừng là vẫn chưa đến mức động vào gân cốt. Thực không phải ta. Tiêu Phàm một trường đẩy ưng chảo lão nhân ra, nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói. Thực không phải ngươi, ưng chảo lão nhân nửa tin nửa ngờ nhìn Tiêu Phàm nói. Thực không phải ta. Tiêu Phàm khẳng định gật đầu, nếu như để cho ta biết là ai làm, nhất định đem đầu hắn vặn xuống làm cầu để đá. Nói Tiêu Phàm không phẫn nộ là không có khả năng, nếu là đem Phong Vương Tương cùng Phong Hoàng Tương nổ tung thì lãng phí biết bao. Tiểu tử, người rất hợp khẩu vị của ta, việc này 89 phần 10 là người Diêm La Phủ làm, cũng chỉ có bọn chúng mới có những con hàng dám làm ra loại sự tình này. Ưng chảo lão nhân nghiến răng nghiến lợi nói, người Diêm La Phủ con mẹ nó quá thất đức rồi, lão tử chỉ là muốn trộm một ngụm Phong Hoàng Tương mà thôi, bọn chúng thì hay rồi, vậy mà muốn đem tinh huyễn phong toàn diệt. Ưng chảo lão nhân phẫn nộ tới cực điểm, chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi vào những tinh huyễn phong đang dương nanh múa vuốt, sắc mặt lại động một cái, đáng tiếc, thiên hạ đệ nhất hôi thối đã sử dụng hết, ưng chảo ta muốn sáng tạo kỳ tích 9 lần sát phương thí luyện không chết, lại không nghĩ rằng vậy mà phải chết ở chỗ này. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn ưng chảo lão nhân, lão bất tử này tham gia 9 lần sát phương thí luyện. Lão đầu, người thật sự tham gia 9 lần sát phương thí luyện. Tiêu Phàm nhìn không được hỏi, có vô tận chiến hồn tại, những tinh huyễn phong đó nhất thời cũng không dám tới gần. Cộng thêm lần này là 9 lần. Ưng chảo lão nhân đề phòng nhìn Tiêu Phàm nói, sau đó con ngươi đột nhiên sáng lên, tiểu tử, hỏa diễm này ở đâu có được. Cho ta một chút đi, yên tâm, ta sẽ cho ngươi đủ hồn thạch. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, đây là chiến hồn chi hỏa của ta mà, chẳng lẽ lão bất tử này ngay cả điểm ấy cũng không nhìn ra. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền thoải mái, bởi vì U Linh chiến hồn bao phủ lấy vô tận chiến hồn. Vô tận chiến hồn căn bản không có tản ra khí tức cực nóng của hỏa diễm, ngược lại vô cùng âm lãnh, ưng chảo lão nhân không nhận ra cũng rất bình thường. Ta chỉ có nhiêu đây. Tiêu Phàm lắc đầu, đây là chiến hồn của, làm sao có thể cho ngươi đây? Tiêu Phàm lập tức vội vàng nói tránh đi, đúng rồi, người mới vừa nói thiên hạ đệ nhất hôi thối là thứ gì? Đó là dược dịch luyện dược sư luyện dược thất bại, ta đem bọn chúng trộn cùng một chỗ liền trở nên hôi thối khó ngửi. Đối với một ít hồn thú có thể có tác dụng. Ưng chảo lão nhân giải thích nói, bên trong ánh mắt còn lóe qua một tia đắc ý. Tinh huyễn phong sợ mùi thối. Đó là đương nhiên, trừ những hồn thú vốn sinh hoạt trong hoàn cảnh hôi thối khó ngửi, những hồn thú khác đều sợ mùi thối. Ưng chảo lão nhân gật đầu nói. Vậy ngươi cảm thấy thứ này như thế nào? Trong tay Tiêu Phàm đột nhiên có thêm một cái bình ngọc, trực tiếp mở nắp bình ra. Một cỗ mùi thối khó mà hình dung tràn ngập ra, Tiêu Phàm ngừng thở trước tiên. Nhưng ưng chảo lão nhân cùng một đám tinh huyễn phong lại không có may mắn như vậy. Quẹ ngũ tạng lục phủ của ưng chảo lão nhân nhộn nhạo lên không thôi, bữa cơm ăn đêm qua đều phun ra, cả người quỳ trên mặt đất, toàn thân co quắp. Nhưng như thế vẫn còn tốt, tinh huyễn phong bốn phía lúc ngửi được mùi hôi thối này liền trực tiếp hôn mê, phù 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 rơi xuống mặt đất. Khứu giác tinh huyễn phong linh mẫn vô cùng, ngay cả ưng chảo lão nhân đều không chịu được mùi thối kia, bọn chúng làm sao có thể ngửi đây. Tiêu Phàm thấy cảnh này cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, nhất thời không biết làm sao. Trong lòng hắn không còn gì để nói, trai, sớm biết chơi thế này cũng được thì không cần phải kiêng nể gì nữa rồi, đâu cần nghĩ nhiều biện pháp và thủ đoạn như vậy. Lão đầu, mùi thối này thế nào? Tiêu Phàm nhìn ưng chảo lão nhân co rút trên mặt đất hỏi. Mẹ nó, thối cay con mắt. Ưng chảo lão nhân trợn mắt một cái,
kém chút một hơi cũng không thở nổi. Sau nửa ngày, hắn mới thích ứng loại mùi thối này, ngừng thở nhìn Tiêu Phàm nói, tiểu tử, cái mùi thối này là gì, làm sao so với thiên hạ đệ nhất hôi thối của ta còn ác hơn? Điều này nói rõ cái thiên hạ đệ nhất hôi thối của ngươi cũng không phải là thiên hạ đệ nhất. Tiêu Phàm không mặn không nhạt nói ra, vô tận chiến hồn biến mất. Có thể bán cho ta một chút không? Ưng Chảo lão nhân một mặt mong đợi nói. Chờ ta lấy được phong hoàng tương xong thì sẽ bán cho ngươi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, hắn làm sao không biết Ưng Chảo lão nhân có ý đồ gì. Có thể bên trong sát phương thí luyện sống sót đã đủ để chứng minh lão đầu bất phàm, dù lão đầu vẫn chỉ là chiến hoàng cảnh nhưng Tiêu Phàm cũng không dám có bất kỳ sự khinh thường nào. Huống chi, phong hoàng tương đang ở trước mắt, Tiêu Phàm làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội dạng này. Không thể dàn xếp một chút sao? Ưng Chảo lão nhân vẫn có chút không cam lòng. Á đù, máy bay kìa. Tiêu Phàm đột nhiên cả kinh chỉ nơi xa kêu lên, Ưng Chảo lão nhân không chút do dự quay đầu lại, sau một khắc chỉ cảm thấy trên mông truyền đến một cỗ đại lực, cả người bắn nhanh đi về hướng chân trời. Tiểu tử thúi, ta sẽ không để yên cho ngươi. Ưng Chảo lão nhân trong nháy mắt không thấy tăm hơi, chỉ có một tiếng gào thét rung trời từ phía chân trời truyền đến. Nhìn Ưng Chảo lão nhân biến mất ở chân trời, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, mắng thầm, muốn đánh chủ ý vào ta, cũng không nhìn xem ta là ai. Động tác nhỏ của Ưng Chảo lão nhân làm sao Tiêu Phàm không biết, nếu như đem dược dịch cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ với mình, không nói không lấy được phong hoàng tương, còn có thể bị lão bất tử kia đánh chết. Lấy tính cách Tiêu Phàm, không có ra tay giết Ưng Chảo lão nhân đã coi như là kính dạ yêu trẻ lắm rồi. Nguyên lai Tinh Huyễn Phong sợ mùi thối, dược dịch thất bại của ta cũng coi là vật siêu giá trị. Tiêu Phàm cầm dược dịch trong tay hướng đến tổ ong. Dược dịch thất bại như vậy, trên người hắn có không ít, trong thời gian ngắn căn bản không có vấn đề gì. Một đường đi qua, Tinh Huyễn Phong nhao nhao hôn mê, mấy hơi thở, Tiêu Phàm liền đi tới trước tổ ong, lấy ra tu la kiếm, nhẹ nhàng vạch một đường. Tổ ong vỡ ra một cái thông đạo. Vừa vặn có thể làm cho Tiêu Phàm đi vào mà không chật trội. Nơi xa Tinh Huyễn Phong nhe răng trợn mắt, nhưng lại không dám tới gần Tiêu Phàm, những Tinh Huyễn Phong chuẩn bị giết chết Tiêu Phàm, lúc tới gần Tiêu Phàm ba thước đều đã hôn mê. Trong lòng Tiêu Phàm cũng không khỏi kinh ngạc, đường đường là thất giai hồn thú, cho dù lực công kích và lực phòng ngự không làm sao, cũng không nên không chịu được như thế mới đúng chứ. Phế phẩm mà mình luyện chế thất bại vậy mà đem bọn nó làm cho hôn mê. Sớm biết như thế thì có thể nghênh ngang từ không trung bay vào được rồi. Bất quá nghĩ đến phệ hồn huyết tầm, trong lòng Tiêu Phàm cũng liền thoải mái, phệ hồn huyết tầm mặc dù là bát giai hồn thú, nhưng năng lực phòng ngự không phải cũng có hạn sao. Hồn thú sở dĩ biến thái, hoặc là dựa vào lực công kích tự thân, hoặc là dựa vào năng lực kỳ lạ. Liền tựa như Tinh Huyễn Phong, bọn chúng có thể làm cho tu sĩ và hồn thú sinh ra huyễn cảnh, sau đó nhất kích tất sát. Đây không phải thứ mà hồn thú khác có thể so sánh. Nhất là gai độc của bọn chúng, đối với tu sĩ mà nói, đó chính là một đòn chí mạng. Đương nhiên, vô luận hồn thú cường đại như thế nào đều sẽ tồn tại một chút khuyết điểm, liền tựa như Tinh Huyễn Phong sợ mùi thối, phệ hồn huyết tầm lực phòng ngự thấp. Một đường tiến lên, Tiêu Phàm đã đi tới trung tâm của tổ ong, đó là một khoảng không gian khá rộng, dưới đất có một khối ngọc thạch to lớn hình hành tự nhiên. Trung ương ngọc thạch, từ trong đất xuất hiện một cái đài nhỏ, phía trên ngọc đài có một con tử sắc nhộng to bằng đầu người, quanh thân nhộng tản ra hào quang màu tím nồng đậm. Tiêu Phàm liếc nhìn bốn phía một cái, bên trong lít nha lít nhít lỗ trống có vô số thất giai Tinh Huyễn Phong đang theo dõi hắn, tựa như chỉ cần Tiêu Phàm tới gần tử sắc nhộng thì bọn chúng sẽ liều mạng cùng hắn. Nhộng, sẽ không phải cũng chuẩn bị thuế biến đấy. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn tử sắc nhộng. Không khỏi liên tưởng đến trạng thái phệ hồn huyết tầm. Hơn nữa, hồn lực ba động quanh thân tử sắc nhộng phát ra, xa xa không phải thất giai đỉnh phong đơn giản như vậy. Thấy cảnh này, con người Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, thất giai lại lột xác, không phải sẽ trở bát giai sao? Chẳng lẽ nhóm Tinh Huyễn Phong này sẽ sinh ra một con phong đế? Phải biết, thời điểm hồn thú vừa mới thuế biến là lúc yếu nhất, nếu như có thể đem nó thu phục. Bên cạnh mình há không phải lại nhiều thêm một đầu bát giai hồn thú. Thời khắc kích động, Tiêu Phàm chuẩn bị tiến đến tử sắc nhộng, nhưng mà lúc này, từng đạo tiếng ông vang lên,
vô số tinh huyễn phong phô thiên cái địa hướng về nó vào tới. Thậm chí còn có tinh huyễn phong phát ra từng đợt tiếng gầm gừ, đây là tiết tấu chuẩn bị cùng Tiêu Phàm liều mạng. Tiêu Phàm bị dọa đến vội vàng ngừng bước chân, tinh huyễn phong nếu như quả liều mạng bắn ra độc châm kia thì hắn cũng không ngăn cản nổi. Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn lắc đầu, thu phục một đầu bát giai hồn thú tất nhiên không tồi, nhưng mà phải có mạng để đi thu phục mới được. Tử sắc nhộng chính là tinh huyễn phong hoàng của quần thể nơi đây, cũng là tồn tại mà tất cả tinh huyễn phong ủng hộ, là tồn tại bọn chúng có thể dùng tính mệnh bảo vệ. Hắn một khi xuất thủ, sau một khắc tuyệt đối sẽ có vô số gai độc đâm về bản thân. Nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào trên cái bồn chứa ngọc thạch, bên cạnh nơi đó chảy xuôi một chút chất lỏng đậm đặc, tản ra thất thải chi quang, giống như một mảnh tinh hà, chói lọi và mộng ảo. Phong hoàng tương. Tiêu Phàm liếm liếm đầu lưỡi khô ráo, đây chính là đồ vật so thất phẩm đan dược còn chân quý hơn đó, nơi này vậy mà có nhiều như vậy. Ứng phó hoàng của các ngươi sẽ cùng ta liều mạng, nhưng lấy chút phong hoàng tương cũng không tính cái gì đi. Ong ong, đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ, đột nhiên một trận tiếng ông ông vang lên, chỉ thấy hai cái đầu sọ lớn nhỏ của tinh huyễn phong bưng một cái ngọc bồn bay đến cách Tiêu Phàm không xa. Bất quá! Bởi vì bình ngọc trong tay Tiêu Phàm vẫn tản ra mùi thối, bọn chúng vẫn không dám tới gần. Cái này đưa cho ta. Tiêu Phàm chỉ cái ngọc bồn kia, thử thăm dò hỏi, hắn tin tưởng, thất giai hồn thú cho dù nghe không hiểu lời nói, nhưng lại có thể hiểu ý hắn. Hai con tinh huyễn phong kia gật gật đầu, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, chẳng lẽ những tinh huyễn phong này bị hắn dọa sợ rồi. Cho nên cố ý dùng phong hoàng tương đến nịnh nọt hắn. Hai tên gia hỏa này không phải muốn lừa gạt mình chứ? Chắc không phải đâu, hồn thú sẽ không âm hiểm như thế, nhất là hồn thú loài ong. Trong lòng Tiêu Phàm lẩm bẩm, sau đó vẫn thu hồi dược dịch hôi thối vô cùng kia. Tiêu Phàm một mực cảnh giới nhìn chằm chằm bốn phía, làm hắn buông lỏng một hơi là đám tinh huyễn phong thật không xuất thủ đối phó hắn. Hai con tinh huyễn phong phe phẩy cánh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm. Đem cái bọc đầy phong hoàng tương đưa cho Tiêu Phàm. Đa tạ. Tiêu Phàm ước lượng ngọc bồn trong tay một chút, nặng chừng tầm 10 cân, lập tức cười không ngậm miệng được. Có 10 cân phong hoàng tương, nhiệm vụ tứ tinh cũng coi như hoàn thành, điểm tích lũy cũng đạt tới 28, đã rất có hy vọng tấn cấp. Dù sao nhiệm vụ ngũ tinh không phải có thể hoàn thành dễ dàng như vậy, huyết lâu không đến 100 người. Nếu có 5 người có thể hoàn thành nhiệm vụ ngũ tinh đã coi như là cực kỳ lợi hại rồi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng thu hồi phong hoàng tương, sau đó quay người hướng về bên ngoài. Ong ong cũng đúng lúc này, toàn thân tử sắc nhộng đột nhiên tỏa ra hào quang màu tím lóa mắt, đem toàn bộ không gian chiếu sáng vô cùng. Trong thông đạo, tất cả tinh huyễn phong đều kích động kêu lên, tựa như vui mừng nghênh hoàng của bọn chúng được sinh ra. Tiêu Phàm cũng không đình chỉ thân hình. Quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua hào quang màu tím kia có thể nhìn thấy một con tử sắc phong khổng lồ rung động bên trong kén tằm. Tử sắc phong không ngừng va chạm, muốn xé mở kén tằm tránh thoát mà ra, nhưng nó tựa như không đủ sức, căn bản không tránh thoát được lực lượng kén tằm trói buộc. Nhóm tinh huyễn phong kích động lập tức vô cùng nóng nảy, trong không gian cũng trở nên ngạt thở, con người bọn chúng gắt gao nhìn chằm chằm kén tằm màu tím. Mua dây buộc mình, thất phẩm thuế biến thành bát phẩm. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy? Tiêu Phàm lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được kén tằm tử sắc kia rất cứng cỏi, cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Huống chi một con tinh huyễn phong mới sinh đây, cho dù nó thuế biến thành bát giai tinh huyễn phong, nhưng giờ phút này cũng là thời điểm nó suy yếu nhất, muốn phá kén mà ra, rất khó khăn. Đây cũng là bi ai của rất nhiều hồn thú, giống như nhân loại thức tỉnh chiến hồn, bọn chúng vừa ra đời. Phẩm giai cũng đã quyết định thiên phú bọn chúng. Tinh huyễn phong chỉ là hồn thú thất giai, đột phá bát giai chính là chân chính nghịch thiên, không phải dễ dàng như vậy. Nhìn vào phân lượng của phong hoàng tương, ta sẽ giúp ngươi một tay. Tiêu Phàm mị mị hai mắt nói, trong nháy mắt, một đạo bạch sắc quang mang hướng về tử sắc nhộng bắn ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm tinh huyễn phong này sẽ sinh ra một con phong đế trước nay chưa từng có. Rời tổ ong, Tiêu Phàm trực tiếp đạp không hướng về nơi xa. Xuyên thấu bầu trời đêm hắc ám, hắn phát hiện một đám tinh huyễn phong đang thủ hộ bốn phía tổ ong.
Về phần những tổ ong chúa nhỏ bé bên ngoài kia, bọn chúng đã bỏ đi không ít, dù sao Phong Vương Tương cùng chúng nó so sánh căn bản không tính là cái gì. Tiêu Phàm cũng không có bỏ qua dạng cơ hội này, đem mấy tổ ong chúa thu sạch vào bên trong hồn giới. Tính một cái, không sai biệt lắm có khoảng 50 đến 60 cân Phong Vương Tương. Dùng Phong Vương Tương cùng tổ ong chúa ngâm rượu, đoán chừng lão sư sẽ thích. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm nghĩ, trong đầu lóe qua thân ảnh Túy Ông. Biển hoa đã bị hủy diệt hầu như không còn, Tinh Huyễn Phong cũng tử thương thảm trọng, còn có rất nhiều người bị cháy đen. Trong đống phế tích tìm kiếm Phong Vương Tương, đáng tiếc, bọn hắn nhất định sẽ thất vọng. Phong Vương Tương đã sớm bị lấy đi, hiện tại còn lại chỉ là một vùng phế tích mà thôi. Về phần Tinh Huyễn Phong, mảnh gia viên này bị hủy diệt, đối với bọn chúng mà nói có lẽ là một lần đả kích to lớn, nhưng Tiêu Phàm cũng biết, tương lai quần thể bọn chúng sẽ càng thêm cường đại. Dẫm lên Nguyệt Quang, Tiêu Phàm xuyên qua dãy núi, cách vòng thí luyện thứ hai còn không đến 10 ngày, thời gian đã rất gấp bách. Trong lòng hắn đang do dự, có nên hoàn thành nhiệm vụ thứ ba không, dù sao điểm tích lũy vòng thứ hai có thể đưa vào vòng thứ ba. Mà thí luyện vòng thứ ba mới là bắt đầu chân chính giết chóc, giết chết một người chỉ có một điểm tích lũy, hơn nữa điểm tích lũy cũng không được cộng dồn. Nói cách khác, nếu như hắn giết chết một người, nhưng trước đó đã giết chết 10 người thì điểm tích lũy của Tiêu Phàm khi giết người đó không phải là 11 điểm mà chỉ có 1 điểm. Đây cũng là điểm tàn khốc chân chính của sát phương thí luyện, bởi vì chỉ có không ngừng giết chóc mới có thể có được càng nhiều điểm tích lũy. Ôm cây đợi thỏ không có khả năng thu hoạch được nhiều điểm tích lũy. Siêu, Tiêu Phàm hướng chỗ sâu trong sơn mạch lao đi, 3 ngày sau, Tiêu Phàm dừng lại ở bên trong một sơn cốc, 3 ngày này, theo manh mối nhiệm vụ thứ 3 hắn ngồi một chỗ chờ thu hoạch. Hắn dựa theo tập tính Phượng Vĩ Hỏa Điểu đi tìm mấy địa phương nhưng cuối cùng cái gì cũng không thấy. Phượng Vĩ Hỏa Điểu chính là hồn thú hỏa thuộc tính loại phi cầm, xem như nhiệm vụ ngũ tinh. Phượng Vĩ Hỏa Điểu nhất định là bát giai, tương đương với tu sĩ cường giả chiến đế cảnh. Còn 6 ngày khảo hạch vòng thứ 2 sẽ kết thúc, nơi này cách cửa vào cũng phải 1 ngày mới có thể chạy tới, nói cách khác, còn 5 ngày cuối cùng để làm nhiệm vụ thứ 3. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Mặc dù không hoàn thành nhiệm vụ thứ 3 khiến hắn có chút đáng tiếc, nhưng vừa nghĩ tới mình không áp chế tu vi có thể đột phá đến chiến hoàng cảnh đỉnh thì Tiêu Phàm liền vô cùng kích động. Áp chế chiến hoàng cảnh trung kỳ mấy tháng, Tiêu Phàm tự tin lần này có thể nhất cử đột phá chiến hoàng đỉnh phong. Phóng xuất ra hồn lực, xung quanh mấy trăm trượng đều ở trong phạm vi dò xét của Tiêu Phàm. Đáng tiếc, hắn cũng không phát hiện ra dị dạng gì. Đổi mấy nơi, Tiêu Phàm đã gần như hết sức thất vọng, thẳng đến nơi thứ 10. Tiêu Phàm khẽ di một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, chậm chạp nói, Phượng Vĩ Hỏa Điểu. Có người đang cùng Phượng Vĩ Hỏa Điểu chính diện chiến đấu. Tiêu Phàm kinh ngạc tới cực điểm, hồn lực hắn ba động tiến tới cuộc chiến nhưng ngay lập tức bị hủy diệt hầu như không còn. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn thấy rõ ràng Phượng Vĩ Hỏa Điểu, toàn thân nó thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, phía sau có một cái đuôi thật dài, như hỏa diễm phượng hoàng bay lượn. Mà ở đối diện Phượng Vĩ Hỏa Điểu lại là một nam tử mặc chiến bào màu vàng óng. Nam tử dáng người khôi ngô, anh tuấn phi phàm. Cầm một cây hoàng kim chiến kích trong tay, bá khí vô song. Một mái tóc dài vàng óng tại hư không bay múa, kim sắc khí lãng nhấp nhô, tại đỉnh đầu hắn lơ lửng một đầu sư tử to lớn dài 10 trượng. Chỉ nhìn từ bên ngoài, ngoại hình sư tử này cùng bản thể tiểu kim có chút cùng loại, bất quá toàn thân sư tử này hiện lên bạch sắc, tựa như đám mây ngưng tụ thành. Quanh thân nó lại đan xen lít nha lít nhít lôi điện, bá đạo hung mãnh, cho người ta một loại cảm giác chớ tới gần. Cửu phẩm chiến hồn, lôi ngục thiên sư, con người Tiêu Phàm hơi co rụt lại, trừ Bàn Tử, Lăng Phong, Tiêu U, cùng Mạc Thiên Nhai biến dị chiến hồn ra, hắn là lần thứ nhất trên người lạ nhìn thấy cửu phẩm chiến hồn chân chính. Hơn nữa, lôi ngục thiên sư cũng thuộc về chiến hồn loại đặc thù, cùng liệt ngục yêu phượng giống nhau. Mặc dù đều là cửu phẩm chiến hồn nhưng bên trong cửu phẩm cũng cực kỳ cường hoành. Dù sao, lôi ngục thiên sư nắm giữ năng lực lôi thuộc tính đặc thù. Lực lượng thật cường đại. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Phượng Vĩ Hỏa Điểu tốt xấu gì cũng là thực lực bát giai. Nam tử chiến bào màu vàng óng vậy mà cường hoành như thế, cùng nó chiến đấu không phân trên dưới. Cảm nhận được hồn lực ba động đáng sợ,
Tiêu Phàm đều hãi hùng khiếp vía. Lấy thực lực hắn hiện tại chưa chắc có thể làm đến bước này. Trừ phi hắn đột phá chiến hoàng đỉnh phong, lĩnh ngộ tứ trọng sát ý hắn, ngược lại có tự tin cùng bát giai phượng vĩ hỏa điều chiến một trận. Do dự một lúc, Tiêu Phàm vẫn hướng nơi đó bay qua. Một lúc sau, nam tử chiến bào màu vàng óng cùng thân ảnh phượng vĩ hỏa điều rốt cục cũng tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm. Lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên bên tai Tiêu Phàm. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi qua. Thanh âm rất bình tĩnh, lượn lờ bên tai Tiêu Phàm. Màng nhĩ Tiêu Phàm rung động, thanh âm này cảm giác có chút quen thuộc, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một thanh niên mặc trường bào màu tím, một đầu huyết phát, thập phần bình tĩnh đứng trên một tảng đá lớn. Huyết Vô Tuyệt, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra tử bào thanh niên, trong lòng hơi kinh hãi, cách nhau gần như vậy, bản thân vậy mà không có phát hiện hắn tồn tại. Tiêu Phàm đối với thực lực Huyết Vô Tuyệt lập tức đánh giá cao mấy phần, cho dù lấy thực lực hắn hiện tại, Huyết Vô Tuyệt không chủ động xuất thủ, hắn cũng không nhìn ra tu vi cụ thể của Huyết Vô Tuyệt. Giờ phút này Huyết Vô Tuyệt không mang mặt nạ, lộ ra khuôn mặt chân thực. Có lẽ, trừ vòng thứ nhất thí luyện Huyết Vô Tuyệt có chút kiêng kỵ ra, hai vòng thí luyện đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Dù sao, Huyết gia vốn chính là gia tộc Huyết Lâu. Cùng Huyết Lâu có quan hệ đã sớm thâm căn cố đế, không có khả năng thoát ly Huyết Lâu. U Linh, đã lâu không gặp. Huyết Vô Tuyệt thản nhiên nói, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường. Huyết Yêu Nhiêu đều biết rõ thân phận chân thực của Tiêu Phàm, Huyết Vô Tuyệt xem như chàng chủ sinh tử đấu trường làm sao có thể không biết được. Thậm chí, sự tình liên quan tới Tiêu Phàm, Huyết Vô Tuyệt so với Huyết Yêu Nhiêu biết còn nhiều hơn. Hắn là ai? Tiêu Phàm hơi gật đầu. Sau đó nhìn thanh niên chiến bào màu vàng óng phía xa hỏi. Sư huynh ta, chiến vô cực. Huyết Vô Tuyệt mị mị hai mắt, hít sâu một cái nói. Chiến vô cực, con người Tiêu Phàm hơi co rụt lại, cái tên này hắn nghe nói qua nhiều lần, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ gặp trong tình huống này. Chiến vô cực là ai? Tiêu Phàm rất rõ ràng, đây chính là người cạnh tranh vị trí lâu chủ Huyết Lâu tương lai với Huyết Vô Tuyệt. Nhân vật thiên tài cường đại mà Huyết Vô Tuyệt đều phải kiêng kỵ. Có thể trở thành người cạnh tranh vị trí lâu chủ Huyết Lâu tương lai làm sao có thể đơn giản đây. Chiến vô cực là sư huynh ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Huyết Vô Tuyệt nói. Chiến vô cực cùng Huyết Vô Tuyệt ngươi không phải là người cạnh tranh sao? Làm sao đột nhiên biến thành sư huynh của ngươi? Nếu là sư huynh đệ lại cạnh tranh gì đây? Một nhóm nghi vấn lớn từ trong đầu Tiêu Phàm hiện ra, thập phần không hiểu nhìn Huyết Vô Tuyệt. Có một số việc ngươi không hiểu, về sau ngươi sẽ rõ ràng, bởi vì chúng ta là người cùng một đường. Huyết Vô Tuyệt không muốn giải thích nhiều, nhàn nhạt nhìn trận chiến phía xa. Ta cùng các ngươi là người cùng một đường sao? Trong lòng Tiêu Phàm tự nói, hắn cho tới bây giờ không đem bản thân xem như người Huyết Lâu, dù được tu la truyền thừa. Tiêu Phàm cũng chưa từng đem bản thân xem như một tu la chân chính. Bởi vì hắn là một người có máu thịt, có người mà mình yêu, có huynh đệ của mình, một người bình thường thì đều sẽ có tình cảm. Tiêu Phàm không nói, lặng lặng nhìn chiến vô cực phía xa. Hắn có thể cảm nhận được khí tức cuồng bạo trên người chiến vô cực, cảnh giới hẳn là chiến hoàng trung kỳ, nhưng chiến lực hắn lại thẳng bức chiến đế cảnh, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn. Mỗi một chiêu của hắn đều thập phần đơn giản, thô bạo, nhưng lại cực kỳ chí mạng. Nguyên bản Tiêu Phàm lấy mình ở chiến hoàng cảnh trung kỳ lĩnh ngộ tứ trọng ý cảnh mà cảm thấy tự tin, nhưng sau khi thấy thực lực chiến vô cực, Tiêu Phàm mới phát hiện, thế giới này cho tới bây giờ không thiếu thiên tài. Tiêu Phàm xem như một thiên tài, nhưng tuyệt đối không phải là người duy nhất. Chiến vô cực ý cảnh cường đại như thế, những người trong tòa thánh thành kia thì sao? Tiêu Phàm không khỏi nắm nắm tay, tất cả tự mãn trong lòng đều bị hắn vứt bỏ không còn một mảnh, chiến hoàng cảnh chém giết hoàng phủ chiến hoàng đã là rất bá. Như chiến vô cực tại chiến hoàng cảnh trung kỳ có thể cùng chiến đế cảnh chiến một trận, đó mới là thực sự là bá đạo. Nắm giữ lực lượng bá đạo lại họ chiến vô cực này sẽ không theo một dạng với chiến la, là hậu duệ của chiến tộc chứ. Cảm nhận được chiến ý bành trướng trong cơ thể chiến vô cực. Trong lòng Tiêu Phàm có chút hoài nghi. Nếu như thức tỉnh chiến tộc huyết mạch, chiến vô cực có thể cùng bát giai sơ kỳ phượng vĩ hỏa điều chiến một trận, nếu vậy thì cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng tự tin, nếu như toàn lực xuất thủ mà nói,
hẳn là cũng có thể đánh với Phượng Vĩ Hỏa Điểu một trận, chỉ là hắn làm không được dễ dàng, thoải mái như Chiến Vô Cực. Cứu, Phượng Vĩ Hỏa Điểu hét dài một tiếng, toàn thân hỏa diễm gào thét, hai cánh dương ra, một đạo lại một đạo hỏa diễm khí lãng quay cuồng, dù cách xa mấy trăm trượng, Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được một cỗ hỏa diễm chi lực bàng bạc. Thậm chí, sức mạnh trong hỏa diễm ẩn chứa một loại ba động đáng sợ, Tiêu Phàm biết đó là lực lượng thuộc về bát giai hồn thú cùng cường giả chiến đế, ý chí. Chỉ thấy hai cánh Phượng Vĩ Hỏa Điểu chém một cái như hai thanh hỏa diễm thiên đao giận bổ xuống, bá đạo đánh về phía Chiến Vô Cực. Chiến Vô Cực không có mảy may e ngại, hoàng kim chiến kích đại khai đại hợp, hồn lực cuồn cuộn phát ra, một đạo kim sắc kích quang mấy chục trượng nghênh đón. Oanh, tiếng gầm thét đáng sợ quét sạch bốn phương tám hướng, phía dưới sơn phong rung động không thôi, cổ thụ vỡ nát, đất đá tung tóe, hồn lực sóng gió một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Chiến Vô Cực áo bào phá toái không ít, cả người như đạn pháo bay ngược ra, ngay sau đó truyền đến một trận thanh âm tùy tiện cười to. Ha ha, nửa chén trà nhỏ đã hết. Sư đệ, hiện tại đến lượt ngươi. Chiến Vô Cực cầm hoàng kim chiến kích trong tay đứng sừng sững ở không trung, nhàn nhạt hướng về Tiêu Phàm trông lại. Tiêu Phàm nhìn một chút Chiến Vô Cực, lại nhìn Huyết Vô Tuyệt, trên mặt lóe qua một trận cổ quái, hai cái tên điên này là cố ý khiêu khích Phượng Vĩ Hỏa Điểu, chỉ vì xem ai có thể kiên trì thời gian nửa chén trà nhỏ. Hô, vừa dứt lời, Huyết Vô Tuyệt lách mình biến mất tại chỗ, một đạo ánh kiếm đỏ ngòm trong hư không xuất hiện, yêu diễm đến cực điểm, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, rất nhanh liền cùng Phượng Vĩ Hỏa Điểu giao chiến một chỗ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Huyết Vô Tuyệt xuất thủ, không nghĩ tới Huyết Vô Tuyệt vậy mà cũng là cao thủ kiếm đạo. Ánh kiếm màu đỏ đơn thuần kia ẩn chứa tứ trọng sát phạt chi ý vô cùng đáng sợ. Huyết Vũ Trường Không, một tiếng kêu nhỏ trong miệng Huyết Vô Tuyệt truyền ra, huyết sắc trong hư không loạn vũ đầy trời tựa như hình thành một lồng giam chi kiếm, đem Phượng Vĩ Hỏa Điểu vây quanh ở trong. Phượng Vĩ Hỏa Điểu ngửa mặt lên trời thét dài, trong lúc nhất thời căn bản thật sự thoát không được trói buộc của Huyết Vô Tuyệt. Con người Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm hư không, sợ bỏ lỡ cái gì, khác biệt với Chiến Vô Cực bá đạo vô song, thân pháp Huyết Vô Tuyệt nhẹ nhàng, xuất thủ tấn mãnh quyết đoán. Nếu như nói Chiến Vô Cực khí thế tương đối trương dương, Huyết Vô Tuyệt chính là tương đối âm nhu. Chiến lực hai người lại tương đương nhau, nếu như chính diện đối địch mà nói, Chiến Vô Cực còn cường đại hơn mấy phần. Nhưng tương đối mà nói, Huyết Vô Tuyệt mới là sát thủ chân chính, bởi vì chỉ có sát thủ mới có thể giảm nguy hiểm xuống mức độ thấp nhất, chứ không phải như Chiến Vô Cực, cùng đối thủ chính diện giao phong. Có lẽ bởi vì nơi đây động tĩnh quá lớn, có không ít tu sĩ nghe tiếng chạy đến, nhưng khi nhìn thấy Huyết Vô Tuyệt cùng Chiến Vô Cực, trên mặt đám người lộ ra thần sắc chấn kinh. Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt làm sao lại ở chỗ này? Hai tên điên, không nên trực tiếp tấn cấp vòng ba chứ. Rất hiển nhiên, Nam Vực đã không ai có thể cùng bọn hắn tranh phong, nhưng cho dù muốn trực tiếp tấn cấp vòng ba thì cũng phải thu hoạch điểm tích lũy vòng thứ hai đã. Vậy cũng chưa chắc, La Sinh Môn có ẩm huyết cũng rất mạnh, có lẽ có thể cùng bọn hắn tranh phong. Lúc này mới vòng thứ hai mà thôi, còn có vòng thứ ba đây. Vòng thứ ba là tất cả mọi người cửu vực cùng nhau chém giết. Diêm La Phủ Ngọc Diện Vô Tình, Lưu Ly, Nguyên Thiên cùng Độc Cô Trường Giật, La Sinh Môn Mạch Quy, Bạch Chỉ, Hận Thiên cùng Thiên Nhai, có ai là không mạnh. Bọn hắn danh xưng thập đại sát thủ, lần này rất có thể lặp lại huy hoàng như lần trước. Ai, lần trước sinh ra tứ đại sát phương, đây vẫn là siêu việt. Rất nhiều người chạy tới, âm thầm nghị luận, ngược lại cũng không lo lắng Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt sẽ xuất thủ với bọn hắn. Bọn hắn rất rõ ràng, trong mắt Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt, bọn hắn chỉ là một chút điểm tích lũy mà thôi, chết ở vòng thứ hai quá lãng phí, chỉ chết trong vòng thứ ba mới có giá trị. Đương nhiên, về cơ bản thì vòng thứ hai tàn giết lẫn nhau vẫn là tương đối ít, hơn nữa có thể sống sót, dù sao đánh không lại vẫn có thể dùng thủ đoạn chạy trốn. Thời gian nửa chén trà nhỏ rất nhanh liền đi qua, Huyết Vô Tuyệt một kiếm đẩy lui Phượng Vĩ Hỏa Điểu, lách mình lần nữa xuất hiện ở cách Tiêu Phàm không xa, nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm nói, U Linh, người có hứng thú thử hay không? Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, hắn như thế nào nghe không được ý tứ bên trong lời nói Huyết Vô Tuyệt, đây là đang khảo nghiệm thực lực của hắn mà. Địch lại được hay không không quan trọng,
nếu như ngay cả dũng khí đánh với Phượng Vĩ Hỏa Điều một trận đều không có, cũng không xứng cùng Huyết Vô Tuyệt hắn đứng cùng một chỗ. Chiến Vô Cực hơi ngoài ý muốn nhìn Huyết Vô Tuyệt, hắn không biết, Huyết Vô Tuyệt vì sao sẽ coi trọng một người như thế, hắn thấy nơi này không có một ai xứng để hắn nói nhiều một câu. Cũng được. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hắn cũng rất muốn thử xem hiện tại bản thân có bao nhiêu cân lượng. Huống chi, hắn cũng không cho rằng bản thân sẽ thua Huyết Vô Tuyệt và Chiến Vô Cực, bọn hắn là chiến hoàng cảnh trung kỳ có thể làm được, vì sao mình không thể đây? Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không chịu thua, chí ít, từ quá trình chiến đấu lúc nãy, Phượng Vĩ Hỏa Điều tuy mạnh nhưng còn không có mạnh đến cấp độ không thể địch lại. Trong bàn tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, lách mình hướng về Phượng Vĩ Hỏa Điều. Mẹ kiếp, đây là ba tên điên à, bọn hắn đang cố ý khiêu khích bát giai Phượng Vĩ Hỏa Điều. Đám người nhìn thấy một màn này, hít một hơi lạnh. Cứu, nhìn thấy lại một người đi lên khiêu khích, Phượng Vĩ Hỏa Điều cũng triệt để phẫn nộ, nó là bát giai hồn thú, lại bị mấy tên nhân loại nhỏ yếu xem như đá mài đao, điều này khiến nó như thế nào không giận. Hai cánh Phượng Vĩ Hỏa Điều chấn động như thiên thạch, như lưu tinh hướng về Tiêu Phàm đập tới, tốc độ nhanh như bôn lôi. Tiêu Phàm cảm giác được một cỗ sóng lửa to lớn đập vào mặt, khiến bộ mặt hắn đều có chút vặn vẹo, hơn nữa hỏa diễm kia cực nóng, thiêu đốt da rẻ hắn. Đây chính là hỏa diễm ý chí sao? Vậy mà trực tiếp tác dụng trên ý thức. U linh chiến hồn hộ thể, Tiêu Phàm không dám mảy may khinh thị. Cỗ ý chí đối với người bình thường mà nói tuy mạnh, nhưng U linh chiến hồn bây giờ cũng là chiến hồn bát phẩm, hơn nữa, Tiêu Phàm cũng đụng chạm đến kiếm đạo ý chí huyền diệu, cỗ ý chí này ngược lại cũng không làm gì được hắn. Sát phạt chi kiếm, mắt thấy Phượng Vĩ Hỏa Điều sắp tới gần, Tiêu Phàm rốt cục cũng động, chỉ thấy một đạo bạch sắc ánh chớp vạch phá chân trời, ở đây chỉ có hai người thấy rõ một kiếm này, chính là Chiến Vô Cực và Huyết Vô Tuyệt. Về phần những người khác chỉ cảm giác cổ mát lạnh, không khỏi lạnh run. Diệp gia Trảm Thiên kiếm thuật, con người Chiến Vô Cực hơi hơi sáng lên, chiến ý trên người lặng yên dâng lên. Không phải Diệp gia Trảm Thiên kiếm thuật, mà là kiếm thuật bản thân hắn lĩnh ngộ. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu nói. Bản thân lĩnh ngộ, Chiến Vô Cực kinh ngạc không thôi, có thể lĩnh ngộ chiến kỹ cường đại như thế, cái này cần thiên phú đáng sợ cỡ nào. Rất hiển nhiên, Chiến Vô Cực không tin Tiêu Phàm có năng lực như vậy. Hư không truyền đến một tiếng kêu nhỏ, chỉ thấy sóng lửa kia trực tiếp bị một cỗ kiếm khí vô hình chém ra, xa xa nhìn lại tựa như hư không đều bị vỡ ra. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, cùng so với tam trọng sát phạt chi ý lúc trước càng thêm lăng lệ và cường đại, hơn nữa, tu la kiếm giải phong nhất trọng cũng càng ngày càng đáng sợ. Phốc, một tiếng vang giòn truyền ra, con người tất cả mọi người hơi hơi co rụt lại, chỉ thấy mảng lớn huyết vũ rơi xuống hư không, Phượng Vĩ Hỏa Điều cấp tốc lui lại, cánh nó có chút bất ổn. Một kiếm vậy mà làm trọng thương bát giai hồn thú. Ttt, thanh âm hít một hơi lãnh khí vang lên. Trong mắt đám người đều là vẻ kinh hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn không chung. Một kiếm thật lăng lệ, Chiến Vô Cực mị mị hai mắt, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn lúc trước không có mạnh như vậy, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này lại đột phá? Huyết Vô Tuyệt cũng có chút xem không hiểu. Hắn đối với thực lực Tiêu Phàm cũng tính là tương đối hiểu biết, coi như có thể cùng bát giai tiền kỳ Phượng Vĩ Hỏa Điều giao chiến, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như thế. Lại càng không cần phải nói làm bị thương Phượng Vĩ Hỏa Điều. Hắn là ai? Chiến Vô Cực hiếu kỳ hỏi. Về sau ngươi sẽ biết. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu, không có giải thích nhiều. Không chung phía trên, Tiêu Phàm cũng kinh ngạc không thôi, một kiếm của mình vậy mà gây trọng thương cho Phượng Vĩ Hỏa Điều, điều này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Phượng Vĩ Hỏa Điều mới vừa rồi bị Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt thay phiên khiêu khích, thực lực coi như không bằng trước đó, cũng không nên yếu như thế chứ. Chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi vào Tu La Kiếm, Tiêu Phàm liền thoải mái. Tu La Kiếm giải phong so với lúc trước, uy lực đã tăng lên gấp 2-3 lần. Bởi vì tâm ý tương thông, Tiêu Phàm xuất kiếm cũng càng thêm tấn mãnh và tự nhiên, cơ hồ tâm ý vừa đến, kiếm khí liền ly thể, tăng thêm hắn đã lĩnh ngộ tứ trọng sát ý, thực lực cũng đã đến gần vô hạn chiến đế cảnh. Cứu! Từng đợt tiếng thét phẫn nộ đem suy nghĩ Tiêu Phàm thu lại, ngay sau đó, mảng lớn hỏa diễm từ trong miệng Phượng Vĩ Hỏa Điều phun ra, một mảnh hỏa diễm trong nháy mắt chôn vùi Tiêu Phàm.
hỏa diễm bá đạo đốt cháy thân thể Tiêu Phàm, hồn lực hắn thật giống như bị nung khô, cực kỳ khó chịu. Bất quá Tiêu Phàm không có mảy may khẩn trương, kiếm khí quanh thân lượn lờ, cả người phong khinh vân đạm, một kích vừa nãy khiến Phượng Vĩ Hỏa Điểu trọng thương cũng làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều. Công kích ý thức cùng hồn lực chiến kỹ, hình như ta cũng có. Khóe miệng Tiêu Phàm hơi dương lên, sau một khắc, kiếm khí biến hóa, từng đạo quang mang đáng sợ từ Tu La Kiếm tỏa ra. Tu La Kiếm cũng trong nháy mắt biến thành huyết hồng, huyết sắc kiếm khí như cực quang bắn ra nhanh chóng khuếch tán trong hư không. Hỏa diễm chạm tới huyết sắc quang mang vậy mà quỷ dị biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Huyết sắc kiếm khí tốc độ không giảm, lần nữa hướng về Phượng Vĩ Hỏa Điểu vọt đến, huyết sắc kiếm khí rất nhanh, thoáng cái liền đi tới trước người Phượng Vĩ Hỏa Điểu. Phượng Vĩ Hỏa Điểu hét dài một tiếng, trong tiếng kêu đều là vẻ thê lương, nó cấp tốc trốn tránh nhưng vẫn chậm một bước, cánh bị huyết sắc kiếm khí xuyên thủng. Quỷ dị là huyết sắc kiếm khí cũng không có thương tổn được nó, chỉ là làm nó hơi ngốc trệ một chút mà thôi. Một kích chỉ có vẻ hào nhoáng thôi. Có người khinh thường nói, huyết sắc kiếm khí nhìn như thập phần khủng bố nhưng căn bản không có cách nào làm bị thương thân thể người, vậy thì có ích lợi gì đâu. Chỉ là mà kế tiếp khiến ánh mắt tất cả mọi người đờ đẫn tại chỗ, con người kịch liệt run rẩy, chỉ thấy Phượng Vĩ Hỏa Điểu đột nhiên rơi xuống mặt đất, chiếc cánh trước đó bị huyết sắc kiếm khí xuyên thủng vô luận như thế nào cũng không vỗ được. Cái này, chẳng lẽ là công kích hồn lực, ánh mắt Chiến Vô Cực sáng lên, loại thủ đoạn công kích này cực kỳ quỷ dị, có rất ít người có thể nắm giữ. Dù sao, chiến kỹ hồn lực công kích thập phần thưa thớt, dù là đế tộc. Những gia tộc thánh thành kia cũng chưa chắc có được. Hiện tại ta cũng nhìn không thấu hắn. Huyết Vô Tuyệt chậm chạp nói. Trước kia hắn còn cảm thấy bản thân vượt qua Tiêu Phàm rất nhiều, dù là Tiêu Phàm 1 đến 2, 2 đến 3 lần sáng tạo kỳ tích, hắn cũng không đem Tiêu Phàm chân chính coi thành chuyện gì to tát. Thẳng đến hiện tại, Tiêu Phàm liên tục ra 2 kiếm, một kiếm đẩy lui Phượng Vĩ Hỏa Điểu, kiếm thứ 2 gây trọng thương cho Phượng Vĩ Hỏa Điểu. Cho dù là hắn cũng không thể dễ dàng làm như thế. Hồn lực công kích tổn thương là hồn lực và ý thức, ta trước kia làm sao lại không nghĩ tới hồn lực công kích lại có diệu dụng như thế. Một kiếm này vậy mà có thể chảm hồn, trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Một kiếm này không có danh tự cụ thể, chỉ là lúc trước hắn diệt sát gia chủ Ninh gia Ninh Vô Thánh, bị Ninh Vô Thánh dùng hủy diệt chi quang trùng kích, Tiêu Phàm mượn cơ hội lĩnh ngộ một kiếm. Chỉ là cho tới nay, Tiêu Phàm đều không có sử dụng qua mà thôi. Một kiếm này nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm bên trong Tu La truyền thừa tìm một chiêu hồn lực công kích bình thường, sau đó dung nhập hủy diệt chi ý thì có dạng uy lực này. Đương nhiên, hủy diệt chi ý của Tiêu Phàm đã lĩnh ngộ đến tam trọng, uy lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Cứu, Phượng Vĩ Hỏa Điểu một tiếng hét giận dữ, khi nó gần rơi xuống mặt đất. Cánh thụ thương rốt cục cũng khôi phục, con người hỏa hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sau đó quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Chạy, đám người mắt trợn tròn, đây chính là bát giai hồn thú A lại bị hắn dọa chạy. Người này là ai, lại đem Phượng Vĩ Hỏa Điểu dọa chạy. Có người cả kinh kêu lên, con người không hẹn mà cùng rơi vào trên người Tiêu Phàm. U Linh, huyết lâu U Linh, tu sĩ vây xem bên trong có không ít người huyết lâu. Tự nhiên liếc mắt liền nhận ra thân phận Tiêu Phàm. Rất nhiều người trong lòng lẩm bẩm 2 chữ U Linh, thật sâu đem cái tên này tạc vào trong đầu. Ngăn nó lại, đột nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm Huyết Vô Tuyệt kêu to, Huyết Vô Tuyệt không có chút do dự hóa thành một đạo huyết quang xông thẳng tới. Trên mặt Chiến Vô Cực cũng lộ ra một tia ngưng trọng, không chút do dự truy đuổi. Tiêu Phàm mặc dù thập phần không hiểu, nhưng vì nhiệm vụ thứ 3, hắn cũng không chần chờ chút nào. 3 người Tiêu Phàm đuổi sát Phượng Vĩ Hỏa Điểu, tu sĩ 4 phía do dự, cuối cùng cũng vẫn có không ít người truy theo. Chiến hoàng cảnh chém giết bát giai hồn thú, đây chính là sự tình rất ít phát sinh, dạng tràng cảnh này bọn hắn không muốn tùy tiện bỏ lỡ. Trong lúc Tiêu Phàm một kiếm gây trọng thương cho Phượng Vĩ Hỏa Điểu, trong đám người có mấy đạo thân ảnh con người bỗng nhiên rung động một cái, nếu như Tiêu Phàm gặp được, tự nhiên sẽ nhận ra được mấy người theo thứ tự là Vô Tâm, Bại Vô Ngân cùng Ưng Chảo Lão Nhân. U Linh, Tiêu Phàm, Vô Tâm cùng Bại Vô Ngân 2 người đã sớm suy đoán ra thân phận Tiêu Phàm, bởi vì truy mệnh lúc ấy khẳng định U Linh là Tiêu Phàm,
nhưng bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà cường đại như vậy. Nhất là Bại Vô Ngân, hắn phát hiện lần trước hắn đánh với Tiêu Phàm một trận, là Tiêu Phàm thật không muốn giết hắn, bằng không hắn đã sớm chết không thể chết lại. Tiểu tử này so với ta còn giả heo ăn thịt hổ hơn. Ưng Chảo lão nhân nổi giận mắng, cảm giác lưng có chút phát lạnh. Bất quá, ba người cuối cùng cũng vẫn cùng đi theo, bọn hắn rất muốn biết ba người Tiêu Phàm phải chăng có thể chém giết Phượng Vĩ Hỏa Điểu hay không. Sau nửa ngày, tất cả cùng đi theo ba người lần nữa dừng thân hình lại, tiềm phục bốn phía trong cổ lâm, kinh ngạc nhìn phía xa. Phía trước hơn mấy trăm trượng, một vùng đất chết hơn 10 dặm không chút sinh khí, nhiệt khí bốc hơi, dù là cách xa đất chết mấy trăm trượng cũng có thể cảm giác một cỗ nhiệt độ thiêu đốt. Giữa vùng đất chết có một mảnh hồ dung nham rộng lớn. Bên trong hồ dung nham là nham tương hừng hực vô cùng, một mảnh sương mù trên không trung tràn ngập, bốc hơi lên không trung. Chính giữa hồ ngẫu nhiên có mấy lối ra, đó là nham thạch toàn thân xích hồng, có thể trong nham tương hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên cũng là khoáng vật vật liệu không đơn giản. Bọn Tiêu Phàm đứng tại biên giới hồ, lạnh lùng nhìn chăm chú bên trong dung nham, dưới chân bọn hắn cách hồ dung nham đến 3-40 mét. Phượng Vĩ Hỏa Điểu bay lượn trên một cái đảo nhỏ giữa hồ dung nham, phe phẩy cánh khổng lồ, khiêu khích nhìn bọn Tiêu Phàm. Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, Tiêu Phàm, Huyết Vô Tuyệt cùng Chiến Vô Cực cau mày một cái, trong lúc nhất thời không biết vì sao, sắc mặt hơi có chút trầm trọng. Dù là ba người bọn hắn cũng khó mà tiếp nhận nhiệt độ nham tương đáng sợ, một khi ba người xuất hiện ở trên không hồ dung nham, Phượng Vĩ Hỏa Điểu tất nhiên sẽ lôi đình phản kích. Dù sao, sóng lửa cực nóng đối với hành động bọn Tiêu Phàm có hạn chế rất lớn, mà đối với Phượng Vĩ Hỏa Điểu mà nói, đây quả thực là nhạc viên của nó. Xin lỗi, ta không biết nó sẽ chạy. Tiêu Phàm cười khổ nói. Kỳ thật, hắn không biết Phượng Vĩ Hỏa Điểu sẽ chạy, đồng thời hắn cũng không biết nơi này lại chính là hang ổ của Phượng Vĩ Hỏa Điểu. Việc này cũng không trách ngươi, chúng ta cũng phải tốn mất 7 ngày mới có thể lừa nó đi ra. Huyết Vô Tuyệt cũng có chút bất đắc dĩ nói. Thực lực hai người bọn hắn tuy mạnh nhưng cũng không ở chỗ này cùng Phượng Vĩ Hỏa Điểu giao chiến, cho nên mới trăm phương ngàn kế đem Phượng Vĩ Hỏa Điểu lừa ra. Nguyên bản muốn dùng xa luân chiến chậm rãi tiêu hao thực lực Phượng Vĩ Hỏa Điểu, bọn hắn không nghĩ tới nửa đường xuất hiện Tiêu Phàm. Huyết Vô Tuyệt cũng chỉ là muốn thăm dò thực lực Tiêu Phàm, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm có thể làm bị thương Phượng Vĩ Hỏa Điểu, sau đó đem nó dọa chạy. Bây giờ bản thân Phượng Vĩ Hỏa Điểu bị trọng thương, nhất thời lại không có khả năng rời hồ dung nham. Các ngươi cũng có nhiệm vụ, Tiêu Phàm thử hỏi. Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt gật đầu, hai người hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm, Chiến Vô Cực nói, trên đầu nó vừa lúc có ba cái Phượng Vĩ Hỏa Vũ, còn 6-7 ngày, nghĩ biện pháp lại đem nó lừa ra. Có độ khó, bát giai hồn thú trí tuệ cũng không yếu hơn nhân loại. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, trong đầu lại bắt đầu rơi vào trầm tư, con người rơi vào hồ dung nham, nham tương vung động có từng đạo hỏa diễm bốc hơi lên, cực kỳ nóng. Hồi lâu, Tiêu Phàm đột nhiên lắc mình một cái, liền từ trên vách đá thả người xuống, đạp không hướng về Phượng Vĩ Hỏa Điểu phóng đi. U Linh, Huyết Vô Tuyệt muốn ngăn cản, nhưng Tiêu Phàm lắc mình mấy cái liền xuất hiện ở phía trên hồ dung nham cách Phượng Vĩ Hỏa Điểu không đến trăm trượng. Huyết Vô Tuyệt vừa định đạp không mà lên, lại bị Chiến Vô Cực gọi lại, hắn nếu dám động thủ chắc phải có chỗ ỷ lại, trước nhìn xem. Trên mặt Huyết Vô Tuyệt lóe qua một tia lo lắng, hắn biết rõ ràng thân phận Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm chết ở chỗ này, vậy hắn đoán chừng cũng không thể tốt hơn. Hơn nữa, trong lòng Huyết Yêu Nhiêu đã sớm theo Tiêu Phàm, đối với Huyết Vô Tuyệt, Tiêu Phàm là muội phu hắn, chỉ bằng vào điểm này hắn sẽ không để cho Tiêu Phàm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, điều này vẻn vẹn chỉ là ý nghĩ của Huyết Vô Tuyệt mà thôi, Tiêu Phàm đối với Huyết Yêu Nhiêu cũng không có tình cảm đặc thù. Bên trong hồ dung nham, Phượng Vĩ Hỏa Điểu nhìn thấy Tiêu Phàm dám bước vào hồ dung nham, con người lập tức lóe qua vẻ băng lãnh. Một đôi cánh khổng lồ bỗng nhiên chấp động, biển dung nham phía dưới sốc lên vô cùng, cuốn lên từng cột nham tương to lớn, bản lĩnh hết sức cao cường, giống như nham tương cuồn cuộn không dứt. Khí tức cuồng bạo tràn ngập tứ phương, tu sĩ nơi xa vây xem nhao nhao rút lui quay về, sợ tai bay vạ gió. Vì đề phòng Tiêu Phàm chạy trốn,
Phượng Vĩ Hỏa Điểu càng nhất lên từng đạo cột nước nham tương, phong bế bốn phương, cách trở ngoại giới. Từ hồ dung nham nhìn lại giống như một cái chuông lớn hỏa hồng đắp lên trên, người bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nhúc nhích đứng ở trên không, trong mắt Phượng Vĩ Hỏa Điểu lộ ra một tia khinh thường, nó còn tưởng rằng Tiêu Phàm bị dọa sợ. Cứu, Phượng Vĩ Hỏa Điểu hét dài một tiếng, xông thẳng đến Tiêu Phàm, móng vuốt sắc bén đón đầu vồ xuống, muốn đem Tiêu Phàm xé thành mảnh vỡ. Ánh mắt kia bắn ra hàn mang lạnh lẽo, tựa như nhìn một người chết. Nó không biết là trong lòng Tiêu Phàm cũng cười lạnh không thôi, nhìn thấy Phượng Vĩ Hỏa Điểu đánh tới, hắn vẫn không nhúc nhích, ngược lại khóe miệng hơi hơi dương lên. Lúc này còn cười, chẳng lẽ tiểu tử này thực bị dọa sợ hay sao? Trong lòng Phượng Vĩ Hỏa Điểu nghi ngờ không thôi, bất quá nó vẫn không tin Tiêu Phàm có thể là đối thủ của nó. Ở bên ngoài, nó điều động lực lượng hỏa diễm hết sức có hạn, nhưng ở biển dung nham, thực lực nó lại được gia tăng gấp đôi. Oanh long long, cột nước nham tương cuồng bạo hướng về Tiêu Phàm đánh tới, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ vào bên trong. Cũng ngay lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên động, kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn từ thể nội lan tràn ra, khí tức bá đạo tràn ngập bốn phương tám hướng, như một đầu man hoang cự long tỉnh lại. Trong chớp mắt, kim sắc hỏa diễm hóa thành một mảnh biển lửa màu vàng, khí thế đáng sợ trực tiếp đem cột nước nham tương ép trở về. Cùng lúc đó, không gian đều có chút bất ổn, khí tức hỏa diễm bá đạo đem hư không đều áp bách bắt đầu vặn vẹo. Ánh mắt Phượng Vĩ Hỏa Điểu mãnh liệt rung rung, kim sắc hỏa diễm khiến nó cảm thấy có chút sợ hãi. Ngay lúc đó, nó vội vàng ngừng thân hình, kinh khủng nhìn Tiêu Phàm đắm chìm trong kim sắc hỏa diễm, giống hệt thiên thần hạ phàm, hỏa diễm bốn phía cũng không tiếp tục nghe nó sai xử. Kim sắc hỏa diễm không đặc biệt, chính là vô tận chiến hồn biến thành. Phượng Vĩ Hỏa Điểu dùng nham tương phong tỏa tứ phương, Tiêu Phàm cũng không còn giữ lại chút nào, thỏa thích thi triển lực lượng vô tận chiến hồn. Giờ khắc này, Tiêu Phàm giống hệt chúa tể của hỏa diễm, ngàn vạn hỏa diễm đều thần phục dưới chân hắn, mặc cho hắn điều phối. Hô, sau một khắc, Tiêu Phàm động, hắn dường như cùng gió hòa làm một thể, Tu La kiếm tản ra một đạo huyết sắc quang mang, phá vỡ hư không, trong nháy mắt liền đi tới trước người Phượng Vĩ Hỏa Điểu. Tốc độ Tiêu Phàm nhanh đến cực hạn, Tu La kiếm lăng lệ đáng sợ, quang mang mấy chục trượng tản ra hư không, vẻn vẹn kiếm khí liền khiến toàn thân Phượng Vĩ Hỏa Điểu run lên. Mắt thấy Tu La kiếm sắp chém xuống, Phượng Vĩ Hỏa Điểu đột nhiên hai cánh ôm đầu, co quắp tại hư không, toàn thân không ngừng run rẩy. Ách! Tiêu Phàm nhìn thấy bộ dáng Phượng Vĩ Hỏa Điểu, Tu La kiếm trong tay hơi hơi chần chờ, không có chạm rơi xuống. Trí tuệ bát giai hồn thú có thể so với nhân loại, giờ phút này nó đánh không lại, vậy mà trực tiếp đầu hàng. Tiêu Phàm có chút do dự, Phượng Vĩ Hỏa Điểu đột phá đến bát giai cũng không dễ dàng, hơn nữa nhiệm vụ hắn cũng chỉ cần một cái Phượng Vĩ Hỏa Vũ, căn bản không cần phải giết chết nó. Hồng hộc, Tu La kiếm khẽ run lên, một đạo kiếm mang lóe qua đỉnh đầu Phượng Vĩ Hỏa Điểu, ba chiếc Phượng Vĩ Hỏa Vũ trong nháy mắt rơi trong tay hắn. Sau đó, Tiêu Phàm thu hồi Tu La kiếm và vô tận chiến hồn, quay người chuẩn bị hướng về nơi xa bay đi. Cũng đúng lúc này, Phượng Vĩ Hỏa Điểu đột nhiên động, Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn còn tưởng rằng Phượng Vĩ Hỏa Điểu chuẩn bị đánh lén hắn. Nhưng mà, khiến hắn rất ngạc nhiên là, Phượng Vĩ Hỏa Điểu vậy mà xuất hiện ở dưới chân hắn. Mẹ nó, hồn thú cũng có tự trọng như thế, không đánh không phục. Tiêu Phàm không còn gì để nói. Bất quá lấy ánh mắt hiện tại coi như Phượng Vĩ Hỏa Điểu đã thần phục, hắn cũng không quá đa tình. Dù sao Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đều ẩn chứa huyết mạch cửu giai hồn thú, tương lai thành tựu đều không phải Phượng Vĩ Hỏa Điểu có thể so sánh. Cũng đúng lúc này, nham tương trên không hồ dung nham đột nhiên rơi xuống phía dưới. Bên ngoài, từng đạo màn sáng bao phủ tứ phương, cách trở tất cả ánh mắt mọi người, ai cũng không thể nhìn thấy sự tình bên trong. Hai người Huyết Vô Tuyệt cùng Chiến Vô Cực vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bên trong hồ dung nham, Huyết Vô Tuyệt đã nhiều lần kém chút xuất thủ. U Linh thực lực mặc dù không yếu, bên ngoài thậm chí có thể cùng hồn thú bát giai sơ kỳ chiến một trận, nhưng nơi này chung quy là biển dung nham, thực lực Phượng Vĩ Hỏa Điểu tăng lên mấy thành, thậm chí một hai lần, U Linh có thể là đối thủ sao? Nếu hắn dám xuất thủ, phải có cái gì để hắn ỷ vào đi, có lẽ sẽ sáng tạo kỳ tích cũng không chừng.
lần trước lấy tu vi chiến hoàng cảnh chém giết bát giai hồn thú hình như là Lãnh Thiếu nhận đi, lúc ấy hắn chỉ là chiến hoàng sơ kỳ. Vậy coi như cái gì, hắn chém giết chỉ là một đầu hồn thú thụ thương mà thôi, hơn nữa còn là trúng độc, bằng không cũng sẽ không để cho hắn chiếm được tiện nghi. Tu sĩ khác tự nói thầm, rất nhiều người vẫn không coi trọng thực lực Tiêu Phàm, nhưng có một số người vẫn như cũ đối với Tiêu Phàm ôm hy vọng. Hô hô, đột nhiên, cột nước nham tương đầy trời vương vãi xuống, đám người vội vàng đóng chặt miệng, không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trên biển dung nham. Bọn hắn đều muốn biết rõ rốt cuộc là Tiêu Phàm giết Phượng Vĩ Hỏa Điểu, hay là Phượng Vĩ Hỏa Điểu diệt sát Tiêu Phàm. Mấy tức sau, tất cả nham tương đều rơi xuống hồ dung nham, cũng ngay một khắc này, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, hai người Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Tất cả bọn hắn đều nghĩ sai, Tiêu Phàm cũng không có giết chết Phượng Vĩ Hỏa Điểu, Phượng Vĩ Hỏa Điểu cũng không có giết Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm dẫm ở trên lưng Phượng Vĩ Hỏa Điểu, rất hiển nhiên là Phượng Vĩ Hỏa Điểu thần phục Tiêu Phàm. Cái này, đám người hít một hơi lạnh, khiến một đầu bát giai hồn thú thần phục, việc này so với giết nó còn gian nan hơn, Tiêu Phàm là một chiến hoàng cảnh trung kỳ vậy mà làm được. Không chỉ bọn hắn, Tiêu Phàm cũng một mặt im lặng. Hắn căn bản không nghĩ tới thần phục Phượng Vĩ Hỏa Điểu, mà là nó tự đến dưới chân hắn. Lúc này, Phượng Vĩ Hỏa Điểu mang theo Tiêu Phàm rơi vào bên bờ, trong tay Tiêu Phàm còn đang nắm ba cây Phượng Vĩ Hỏa Vũ. Ngươi trở về đi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, hắn không muốn đem Phượng Vĩ Hỏa Điểu mang theo trên người. Đương nhiên, nếu như để cho Phượng Vĩ Hỏa Điểu thủ hộ bên Tiêu Thành, đó là không còn gì tốt hơn. Chỉ là hiện tại hắn tham gia sát phương thí luyện, nhất thời là không có khả năng trở về, hơn nữa Tiêu gia có Mạc Thiên Nhai, trong thời gian ngắn cũng sẽ không làm ra cái gì ngoài ý muốn. Nếu nơi này là hồn thú sơn mạch, về sau sẽ có cơ hội đem nó mang đi. Phượng Vĩ Hỏa Điểu dùng đầu thân mật cọ cọ Tiêu Phàm, liền tựa như tiểu hài làm sai sự tình, đối với Tiêu Phàm cực kỳ không bỏ, cái này khiến những người khác hâm mộ không thôi. Người khác muốn thần phục một đầu bát giai hồn thú cũng khó như lên trời, tiểu tử ngươi tốt rồi, lại còn không muốn. Trở về đi, về sau lại đến đón ngươi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ một trận, sờ sờ đầu Phượng Vĩ Hỏa Điểu nói. Phượng Vĩ Hỏa Điểu kêu nhỏ mấy tiếng, cuối cùng vẫn hướng về bên trong hồ dung nham bay vút đi. Nhiệm vụ của các ngươi cũng là Phượng Vĩ Hỏa Vũ. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh hai người Huyết Vô Tuyệt cùng Chiến Vô Cực nói. Hai người gật đầu, bất quá lại không quá mức quan tâm, theo hai người, Phượng Vĩ Hỏa Vũ là Tiêu Phàm lấy được, bọn hắn không muốn bắt chước người khác. Mặc dù ta cũng xem như người huyết lâu, nhưng ta biết, dù cho các ngươi cũng sẽ không cần. Tiêu Phàm tự nói, coi như bản thân hắn cũng sẽ không cần những người khác bố thí. Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt đều là người cao ngạo, làm sao có thể tiếp nhận Phượng Vĩ Hỏa Vũ đây? Tiêu Phàm sở dĩ đem ba cây Phượng Vĩ Hỏa Vũ tất cả đều chạm xuống, cũng là vì bảo hộ Phượng Vĩ Hỏa Điểu mà thôi. Dù sao hắn có thể giết chết Phượng Vĩ Hỏa Điểu, Chiến Vô Cực và Huyết Vô Tuyệt nếu như toàn lực ứng phó thì làm sao không làm được đây. Bây giờ ba cây Phượng Vĩ Hỏa Vũ bị hắn nhổ, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có sự tình khác, cho dù giết Phượng Vĩ Hỏa Điểu cũng vô dụng. Bất quá! Tiêu Phàm ngừng lại. Lại nói ra, các ngươi là một trong mấy người mạnh nhất cùng tuổi một đời, ta hy vọng cùng hai người các ngươi đứng ở cùng một điểm xuất phát, như vậy ta mới có thể càng mạnh hơn. Nói đến đây, vẻ mặt Tiêu Phàm nghiêm túc vô cùng, trịnh trọng đem hai cây Phượng Vĩ Hỏa Vũ đưa tới trước mặt hai người. Mặc dù hắn đánh bại Phượng Vĩ Hỏa Điểu, nhưng Tiêu Phàm biết nếu như không phải thi triển lực lượng vô tận chiến hồn, hắn cũng không thể nào làm được. Hắn vừa nãy không kiêng nể gì cả triệu hồi ra vô tận chiến hồn, nhưng ra bên ngoài hắn không dám trương dương như thế, tối đa cũng chỉ dám dẫn ra từng tia dư lực của vô tận chiến hồn mà thôi. Bởi vì ảnh hưởng của vô tận chiến hồn quá lớn, một khi bị người khác nhận ra thì sẽ có không ít phiền phức. Chiến Vô Cực cau mày một cái, hắn vẫn không muốn Phượng Vĩ Hỏa Vũ, bất quá hắn lại không muốn để cho nhiệm vụ này thất bại. Phượng Vĩ Hỏa Vũ, ta muốn... Bất quá ta muốn lấy thực lực bản thân để cầm. Chiến Vô Cực lắc đầu, một cỗ chiến ý cường đại bộc phát ra. Huyết Vô Tuyệt do dự, cuối cùng đi đến bên người Tiêu Phàm lấy ra hai cây Phượng Vĩ Hỏa Vũ, hít sâu một cái nói, vòng thứ ba, ta sẽ thắng ngươi. Ta cũng sẽ không thua.
Tiêu Phàm mỉm cười, lách mình liền hướng nơi xa thối lui, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người, nếu như đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy hắn cũng không muốn lưu ở chỗ này. Sư huynh, cho ngươi. Huyết Vô Tuyệt tiện tay ném ra một cái phượng vĩ hỏa vũ nói. Sư đệ, ngươi, Chiến Vô Cực phẫn nộ nhìn Huyết Vô Tuyệt, cũng không có đi tiếp, hiển nhiên là không có ý định muốn. Trước đó đã nói, ngươi và ta mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt đệ nhất, ngươi sẽ không từ bỏ như vậy chứ. Huyết Vô Tuyệt cũng không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười nói. Đây là bố thí, ngữ khí Chiến Vô Cực băng hàn nói. Nhưng ta không cảm thấy là bố thí. Huyết Vô Tuyệt nhàn nhạt lắc đầu, nhìn thấy Chiến Vô Cực chuẩn bị nổi giận, vội vàng cười nói, bởi vì ta hiện tại đã quyết định rời khỏi tranh đoạt lâu chủ huyết lâu tương lai. Ngươi rời khỏi, con ngươi Chiến Vô Cực bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn Huyết Vô Tuyệt. Hắn rất rõ cách làm người của Huyết Vô Tuyệt, hắn là không chịu thua, bây giờ lại rời khỏi, việc này khiến hắn tin tưởng như thế nào. Hồi lâu, Chiến Vô Cực hít sâu một cái hỏi, vì cái gì? Bởi vì, ta không bằng hắn. Huyết Vô Tuyệt cười khổ một tiếng, mờ mịt nhìn về chân trời, chậm chạp nói. Ba nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, Tiêu Phàm ngựa không dừng vó hướng cửa ra bay đi, khí tức trên người hắn càng ngày càng cuồng bạo, vừa rồi triệu hồi ra vô tận chiến hồn khiến hắn hiện tại đã tiếp cận biên giới đột phá. Một hành trình này, Tiêu Phàm vẻn vẹn tốn nửa ngày mới đi tới vị trí căn cứ cửa vào. Nơi đó hai trưởng lão huyết lâu cũng không rời đi, bọn hắn xếp bằng ở trên hai tảng đá lớn tu luyện, đang đợi sát phương thí luyện kết thúc. Cũng đúng lúc này, một cỗ khí tức cuồng bạo từ đằng xa gào thét tới, hai trưởng lão huyết lâu đột nhiên mở hai mắt, còn người băng lãnh nhìn phương xa. Vậy mà sớm từ bỏ, một chút nghị lực đều không có. Trong đó một trưởng lão áo đen mở miệng nói, trong giọng nói mang theo vẻ khinh thường nồng đậm. Có lẽ là đã sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi, khoảng cách thời hạn một tháng chỉ còn mấy ngày, những người lựa chọn nhiệm vụ tam tinh cũng đã hoàn thành không ít. Một trưởng lão áo xám khác mở miệng, ngữ khí lại cực kỳ bình tĩnh. Hô, cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh vô cùng lo lắng xuất hiện ở bên cạnh hai vị trưởng lão. U Linh, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Hồi bào trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Tam trưởng lão, người tới tự nhiên là Tiêu Phàm, hắn cũng liếc mắt liền nhận ra Hôi Bào trưởng lão, không phải là Đại Ly Đế Triều sinh tử đấu trường tam trưởng lão sao? Khụ khụ, U Linh, gọi ta là Tâm Lạc trưởng lão đi. Tam trưởng lão vội ho một tiếng, tại sinh tử đấu trường hắn dám tự xưng tam trưởng lão, nhưng tại huyết lâu, hắn cái gì cũng đều không phải. Nếu như không phải Tiêu Phàm trăm trận thắng liên tiếp, hắn bây giờ còn đang ở sinh tử đấu trường đợi đấy. Nào có thể tiến vào tổng bộ huyết lâu? Vâng, Tâm Lạc trưởng lão. Tiêu Phàm gật đầu, hắn trong lòng đối với Huyết Tâm Lạc cũng khá là cảm kích. Huyết Yêu Nhiêu đã từng nói cho hắn biết, sở dĩ có thể qua thời gian ngắn như vậy thắng liên tiếp trăm trận, trong đó có không ít công lao tam trưởng lão Huyết Tâm Lạc. Được rồi, đừng ở đây kéo việc nhà vào, người bây giờ trở về là chuẩn bị rời khỏi thí luyện sao? Trưởng lão áo bào đen không có ngữ khí tốt như vậy. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm chỉ là một người sớm từ bỏ thí luyện mà thôi, căn bản không đáng để hắn coi trọng. Đúng rồi U Linh, cách thời hạn một tháng còn 6 ngày, người hiện tại trở về để làm gì? Ngược lại là tam trưởng lão Huyết Tâm Lạc, ngữ khí hắn vẫn luôn ôn hòa. Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn lão giả hắc bào kia, nói ra Tâm Lạc trưởng lão, ba nhiệm vụ ta đã hoàn thành, phải chăng có thể nộp nhiệm vụ sớm? Người hoàn thành. Huyết Tâm Lạc kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Tiêu Phàm từ dưới tay hắn đi ra, hơn nữa hắn cũng nhìn Tiêu Phàm tại sinh tử đấu trường một bước lớn lên, điều này khiến hắn có loại tự hào phát ra từ nội tâm. Có đáng giá gì kiêu ngạo, ba nhiệm vụ cộng lại cũng 12 điểm tích lũy mà thôi, người có thực lực vì sao không tuyển chọn nhiệm vụ tứ tinh. Sắc mặt trưởng lão áo bào đen âm trầm vô cùng. Tiêu Phàm cau mày một cái. Quay đầu nhìn về phía áo bào đen trưởng lão, làm sao, ngươi là đối với ta có ý kiến gì à? Ta chọn nhiệm vụ mấy sao thì liên quan gì đến ngươi? Mẹ nó, mình hoàn thành nhiệm vụ, cao hứng bừng bừng đến giao nhiệm vụ, ngươi tựa như ăn thuốc nổ, mỗi lời nói đều nhằm vào ta, thật đúng là cho là ta tốt tính không thành. Thằng nhãi danh,
ngươi dám cùng bản trưởng lão nói chuyện như thế, ngươi muốn chết sao? Trưởng lão áo bào đen vô cùng phẫn nộ, một cỗ khí thế bàng bạc xông thẳng đến Tiêu Phàm. Chiến đế, trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ, nếu như trước đó hắn không cùng Phượng Vĩ Hỏa Điểu chiến đấu qua, hắn thật đúng là có chút e ngại, dù sao, chiến hoàng cảnh và chiến đế cảnh là khác biệt ngày đêm. Đây là một khoảng cách tựa như trời với đất, không phải dễ dàng có thể đánh vỡ như vậy, nếu như trước đó không phải thi triển toàn bộ lực lượng vô tận chiến hồn, hơn nữa lực lượng hỏa diễm vô tận chiến hồn có thể áp chế Phượng Vĩ Hỏa Điểu, Tiêu Phàm cũng chưa chắc có thể là đối thủ Phượng Vĩ Hỏa Điểu. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn không có bất kỳ cái gì e ngại, chỉ cần nộp lên nhiệm vụ, hắn đã không cần áp chế tu vi. Dù không địch lại, hoàn toàn có thể đột phá tái chiến. U Linh, dừng tay, Huyết Tâm Lạc biến sắc, vội vàng ngăn Tiêu Phàm cùng trưởng lão, cười nói, La Phong trưởng lão, làm gì lại tức giận một tên tiểu bối vậy? Hừ, nếu vào huyết lâu thì phải hiểu quy củ huyết lâu, nếu như ngay cả tôn sư trọng đạo cũng không hiểu, muốn ngươi để làm gì? Trưởng lão áo bào đen La Phong hừ lạnh một tiếng nói, hiển nhiên không muốn bỏ qua như vậy. Coi như không giết Tiêu Phàm, hắn cũng không tùy tiện buông tha Tiêu Phàm. Cảm nhận được sát khí băng lãnh trên người La Phong, con người Tiêu Phàm âm hàn vô cùng. Chuyện gì xảy ra, cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, ngay sau đó lại có mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, cầm đầu là một huyết bào lão giả dáng người thập phần khôi ngô, bá đạo phi phàm. Bái kiến bát trưởng lão. Nhìn thấy huyết bào lão giả, La Phong cùng Huyết Tâm Lạc vội vàng cung kính cúi bái, Huyết Tâm Lạc còn thỉnh thoảng cho Tiêu Phàm nháy mắt. Tiêu Phàm tựa như không thấy, thần sắc bình tĩnh nhìn bát trưởng lão. Bát trưởng lão, sự tình là như thế này, tiểu tử này nói năng lỗ mãng, không hiểu được tôn sư trọng đạo, ta giáo huấn hắn vài câu mà thôi, không nghĩ tới kinh động bát trưởng lão. La Phong nói thêm, phải vậy không? Bát trưởng lão cau mày một cái, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, rất có một phen ý vị thẩm tra. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, La Phong dù sao cũng là chiến đế cảnh, lại còn ác nhân cáo trạng trước, điều này khiến hình ảnh La Phong trong mắt Tiêu Phàm bị hạ thấp. Làm sao, người không nói lời nào sao? Bát trưởng lão đột nhiên hỏi. La Phong là huyết lâu trưởng lão cao quý, chỉ trích một tên tiểu bối tự nhiên không có gì, đã như vậy. Tiểu tử nói nhiều thì có thể làm gì? Tiêu Phàm ngữ khí bình tĩnh, lập tức lời nói xoay chuyển nói, bất quá, tiểu tử không biết ta nói năng lỗ mãng, cùng tôn sư trọng đạo có quan hệ gì. La Phong cũng không phải sư tôn ta, cũng không xứng làm sư tôn ta. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, nói năng có khí phách, cũng không vì thực lực hắc y nhân đối diện mà có chỗ e ngại. Hắn không làm chuyện gì sai, căn bản không lo lắng. Ngươi! La Phong phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì xuất thủ. Huyết Tâm Lạc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bát trưởng lão ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy một tu sĩ chiến hoàng cảnh trung kỳ dám cùng một chiến đế nói chuyện như thế. Tâm cảnh này căn bản không giống một người trẻ tuổi, ngược lại giống một lão quái vật. Hồi bẩm bát trưởng lão, sự tình là như thế này, U Linh chuẩn bị trở lại nộp thí luyện nhiệm vụ. Huyết Tâm Lạc đem sự tình nói rõ chi tiết một lần, không có thêm mắm thêm muối. Sắc mặt La Phong âm lãnh, bởi vì đúng là hắn không đúng trước, dựa vào cái gì hắn xem thường Tiêu Phàm, ngươi xem thường ta, vậy ta vì sao phải tôn trọng ngươi? Bát trưởng lão. La Phong mới vừa muốn nói cái gì lại bị bát trưởng lão ngắt lời nói, việc này bản trưởng lão tự có quyết đoán. Nghe vậy, La Phong vội vàng ngậm miệng không nói. Sau đó bát trưởng lão nhìn về phía Tiêu Phàm nói ngươi chuẩn bị nộp nhiệm vụ, trước tiên ngươi đem nhiệm vụ giao ta nhìn xem. A, 20 ngày liền hoàn thành nhiệm vụ, có thể có bao nhiêu khó khăn? Cũng chỉ là phía dưới nhiệm vụ tam tinh mà thôi, cộng lại là 12 điểm tích lũy. La Phong cười lạnh không thôi, giống như một đầu độc xà hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nếu như không phải tam tinh thì sao? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn La Phong. Đột nhiên lập tức đình chỉ động tác trong tay. Nếu như không phải tam tinh thì sao? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, cười tủm tỉm nhìn La Phong. Chẳng lẽ còn có tứ tinh hay sao? La Phong mặt coi thường nói, vừa nhìn thấy khóe miệng Tiêu Phàm, hắn liền thập phần khó chịu. Nếu không ngươi theo ta đánh cược một phen thì như thế nào?
liền cực ta có hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ hay không. Tiêu Phàm không muốn bỏ qua cơ hội dạng này, ngươi xem thường ta, vậy ta liền hung hăng đánh vào mặt ngươi. Bát trưởng lão cũng không có mở miệng, hắn đạt tới cảnh giới dạng này, sự tình khó mà khiến hắn cảm thấy hứng thú, bất quá bây giờ, hắn có vẻ như cũng rất có hứng thú. Sắc mặt La Phong khó coi vô cùng, trong lòng tính toán rất nhanh, tiểu tử này nhất định là đang lừa ta, chiến hoàng cảnh trung kỳ muốn hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ, đối thủ đối mặt so với hoàng phủ chiến hoàng còn muốn đáng sợ hơn. Toàn bộ huyết lâu nam vực, người có thể hoàn thành nhiệm vụ tứ tinh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, người lại có thể hoàn thành hay sao? Được, ta với người cược, người muốn đánh cược gì? La Phong cười lạnh nói. Nếu không thì, cược mạng. Tiêu Phàm vẫn cười tủm tỉm nhìn La Phong. La Phong nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đáng sợ, nhìn về phía bát trưởng lão nói, bát trưởng lão, ngài xem, tiểu tử này chính là quá không biết điều. Nhưng mà bát trưởng lão lại trầm mặc không nói, nếu quả thật như Tiêu Phàm nói, hắn có thể đã sớm hoàn thành nhiệm vụ tứ tinh, vậy tiềm lực hắn tương đối đáng sợ rồi. Nếu như có thể từ vòng thứ ba trong khảo hạch sống sót, tuyệt đối là trọng điểm đáng giá để huyết lâu bồi dưỡng. Đây cũng là nguyên nhân hắn không để ý đến La Phong, một chiến hoàng cảnh trung kỳ tiềm lực vô hạn, giá trị đối với huyết lâu La Phong không thể thấp hơn. Làm sao, người không dám đánh cược đúng không, nếu không dám đánh cược, vậy thì đừng ở nơi này đánh rắm. Còn người Tiêu Phàm cũng biến thành băng lạnh. Được, ta cược với ngươi. La Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm, hận không thể lập tức đem tiểu tử này làm thịt. Còn mời bát trưởng lão, cùng các vị tiền bối làm chứng. Tiêu Phàm cười nhạt, hướng về phía đám người xung quanh chắp tay một cái nói. Sắc mặt huyết tâm lạc vô cùng nóng nảy, bất quá hắn lại không dám mở miệng, Tiêu Phàm cùng La Phong cược mạng, là bọn hắn người tình ta nguyện, hắn căn bản không biết ngăn cản như thế nào. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm lấy ra ba tấm thẻ nhiệm vụ, bên trên không biết làm sao bày biện ra ba ngôi sao, bốn ngôi sao và năm năm ngôi sao. Mọi người vẻ mặt run lên, tiểu tử này không chỉ nhận nhiệm vụ tứ tinh, lại còn nhận lấy nhiệm vụ ngũ tinh. Chẳng lẽ hắn thực hoàn thành nhiệm vụ tứ tinh hay sao? Về phần nhiệm vụ ngũ tinh, mọi người đã không dám tưởng tượng. Bất quá trong lòng đám người, thời điểm tiểu tử này rất có thể nhận lấy nhiệm vụ chỉ là chiến hoàng cảnh sơ kỳ mà thôi, kể từ đó, độ khó nhiệm vụ cũng sẽ là hàng nhất tinh. Ngũ tinh biến thành tứ tinh biến thành tam tinh. Tam tinh liền sẽ biến thành nhất tinh. Danh tự, tu vi. Hắc y nhân bên người bát trưởng lão lấy ra một bản thư tịch thật dày, tiếp nhận ba tấm thẻ nhiệm vụ trong tay Tiêu Phàm, nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói. U linh, Tiêu Phàm lạnh như băng nói ra một câu, ngay sau đó tỏa ra khí tức hồn lực, thực lực chiến hoàng cảnh trung kỳ hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi lần trước đăng ký cũng là chiến hoàng cảnh trung kỳ. Hắc y nhân trong thư tịch lật đến danh tự Tiêu Phàm. Rốt cục có chút động dung. Cũng khó trách hắn không được bình tĩnh như thế, nhiệm vụ tam tinh và nhiệm vụ tứ tinh còn dễ nói, mỗi một giới thí luyện đều có không ít người hoàn thành, nhưng nhiệm vụ ngũ tinh có rất ít người có thể hoàn thành, cho dù phóng nhãn tất cả địa vực mà tam đại tổ chức sát thủ khảo hạch cũng sẽ không vượt quá 10 người. Trong mắt bát trưởng lão cũng phóng ra tinh quang, nhiệm vụ ngũ tinh đó, địch nhân đối mặt là cường giả chiến đế cảnh sơ kỳ, cho dù là hắn năm đó cũng không hoàn thành. Trong lòng La Phong khẩn trương, tiểu tử này thật chẳng lẽ hoàn thành nhiệm vụ tứ tinh. Mà nội tâm huyết tâm lạc lại vô cùng kích động, cho dù là hắn cũng chưa từng nghĩ tới Tiêu Phàm có thể hoàn thành nhiệm vụ tứ tinh, mà U Linh tiểu tử này mỗi lần đều có thể làm cho kỳ tích phát sinh. Chẳng lẽ tu vi ta còn lui lại sao? Tiêu Phàm cổ quái nhìn Hắc Y Nhân, thập phần bình tĩnh nói. Ách, Hắc Y Nhân kém chút bị sặc đến không nhẹ, bình tĩnh tâm thần nói, giao ra vật phẩm nhiệm vụ. Tiêu Phàm hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, đưa tay vung lên, trong tay một lần nữa xuất hiện một chiếc dạ linh diệp, một cái bình ngọc. Khi thấy dạ linh diệp, con người La Phong khẽ run lên, hắn rất rõ ràng, lấy thực lực Tiêu Phàm chiến hoàng cảnh trung kỳ, nhiệm vụ này hẳn là tam tinh, hắn thực hoàn thành. Không sai, đây đúng là dạ linh diệp, nhiệm vụ tam tinh ngươi hoàn thành viên mãn. Hắc y nhân tiếp nhận dạ linh diệp trong tay Tiêu Phàm cẩn thận quan sát một cái. Rất nhanh liền kết luận. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lại đem bình ngọc trong tay đưa cho Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân tiếp nhận bình ngọc, gỡ nắp bình,
lập tức một cỗ mùi thối nồng đậm tràn ngập mà đến, đám người sặc đến không nhẹ, vội vàng ngừng thở, phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm. Tiểu tử, cái này chỉ là tứ tinh nhiệm vụ. Sắc mặt Hắc Y Nhân khó coi tới cực điểm, hắn cách gần nhất, cỗ mùi thối kia thiếu chút nữa thì đem hắn hun chết. Tiểu tử, ngươi dám cố ý chỉnh chúng ta? La Phong tự nhiên không bỏ qua bất luận cơ hội gì làm khó Tiêu Phàm. Khụ khụ, không phải cái này, cầm nhầm thôi. Tiêu Phàm xấu hổ cười một tiếng, trước đó hắn đem Phong Hoàng Tương cùng bình chứa dược dịch luyện chế thất bại đặt ở cùng một chỗ, không ngờ tới lấy nhầm. Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra một cái bình ngọc khác, đồng thời tự mình mở nắp bình, ngay sau đó, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt, trong nháy mắt đem cỗ mùi thối hướng không còn một mảnh. Thực sự là Phong Hoàng Tương, trong mắt mọi người lóe qua vẻ kinh dị. La Phong ngửi được cỗ mùi thơm này, toàn thân mềm nhũn, kém chút ngã ngồi ở mặt đất. La Phong đúng không, hình như là ta thắng, hiện tại mạng ngươi là của ta a. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn La Phong nói. Ngươi vừa mới không phải xem thường ta sao, làm sao hiện tại liền sợ. Coi là không nói lời nào liền không sao. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. La Phong phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, bỗng nhiên một chưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, biến cố bất thình lình nhưng làm Tiêu Phàm bị dọa cho phát sợ. Làm càn, cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên giống như một đạo kinh lôi bên tai đám người nổ tung, La Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra. Dưới một tiếng gầm này, Tiêu Phàm cảm giác màng nhĩ đều kém chút vỡ ra, lục phủ ngũ tạng sốc lên không thôi, kinh ngạc nhìn bát trưởng lão. Một tiếng gầm thét từ trong miệng hắn truyền ra, trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm cảm giác mình bị một đạo kinh lôi bổ trúng, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Mạnh, vô cùng mạnh, đây chính là uy áp ý chí chân chính sao? Tiêu Phàm vội vàng thu hồi khinh miệt trong lòng, huyết lâu trưởng lão thật đúng là vô cùng cường hãn. Bát trưởng lão, tha mạng, La Phong nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, hắn mặc dù là chiến đế cảnh sơ kỳ. Nhưng ở trước mặt bát trưởng lão thì được tính là gì đây? Chiến đế cảnh, mỗi một cảnh giới đều là khác biệt một trời một vực, nhất trọng ý chí uy áp cùng nhị trọng ý chí uy áp hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Huống chi, bát trưởng lão xa xa không chỉ lĩnh ngộ nhị trọng ý chí đơn giản như vậy. Tiểu hữu, hắn nếu như đã nhận lầm, việc này đến đây thì thôi, như thế nào? Bát trưởng lão lạnh lùng liếc mắt nhìn La Phong, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Nguyện cực chịu thua, Tiêu Phàm lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được cỗ sát ý đáy mắt La Phong, lần này buông tha hắn, lần sau hắn có khả năng chưa hẳn sẽ bỏ qua bản thân. Mặc dù hắn không đem bản thân xem như người huyết lâu, nhưng hiện tại hắn vẫn nắm giữ huyết lâu lệnh bài, từ một phương diện mà nói, hắn vẫn là người huyết lâu. Pháp tắc sinh tồn huyết lâu hắn rất rõ ràng, so với bên ngoài càng tàn khốc hơn rất nhiều, từ sát phương thí luyện liền có thể nhìn ra một chút. Bát trưởng lão cau mày một cái, tiểu tử này thậm chí ngay cả mặt mũi hắn cũng không nguyện ý cho. Toàn bộ huyết lâu lại có bao nhiêu người dám không cho hắn mặt mũi. Những người khác cũng kinh ngạc không thôi, tiểu tử này cũng quá không biết điều, nếu như đáp ứng yêu cầu bát trưởng lão, đây chính là tương đương với nhận bát trưởng lão một cái nhân tình đó. Bọn hắn không biết là ở trong mắt Tiêu Phàm, nhân tình bát trưởng lão với hắn mà nói căn bản không đáng dùng. Hắn chỉ muốn đem nguy hiểm bóp chết bên trong cái nôi mà thôi. Huyết Tâm Lạc sắc mặt xám trắng, đột nhiên mở miệng nói, U Linh, còn không cùng bát trưởng lão xin lỗi. Xin lỗi, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía bát trưởng lão nói, nếu như là ta thua, bát trưởng lão sẽ thay ta cầu tình sao? Sẽ không. Bát trưởng lão chém đinh chặt sắt nói ra, mặc dù trong mắt hắn, hoàn thành nhiệm vụ tứ tinh xem như thiên tài. Nhưng vẫn so ra kém một chiến đế cường giả có sẵn. Dù sao, tiềm lực vẫn chỉ là tiềm lực, rất có thể tùy thời vẫn lạc. Đúng vậy, người sẽ không, như vậy vì sao xin tha cho hắn? Đương nhiên, lấy thực lực bát trưởng lão dạng này, ta một tên tu sĩ chiến hoàng cảnh chỉ là sâu kiến mà thôi, cũng không có quá nhiều quan tâm. Tiêu Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Trải qua quá nhiều, Tiêu Phàm cũng biết rõ thế giới này tàn khốc. Nhưng hắn vẫn có chuẩn tắc làm người của hắn, một người muốn hắn chết, Tiêu Phàm sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Bát trưởng lão sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia không thích nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Nhưng lúc này,
Thanh âm Tiêu Phàm vang lên lần nữa, chỉ thấy hắn toàn thân sát khí nở rộ, đi từng bước một hướng La Phong nói, người thiếu nợ ta một mệnh, người không nguyện ý cho, vậy ta liền tự mình tới cầm. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, nhiệt độ bốn phía đều giảm xuống mấy độ. Những người khác nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này nói cái gì, hắn nghĩ tự mình lấy tính mệnh La Phong. La Phong là chiến đế sơ kỳ, người một tên tiểu tử chiến hoàng cảnh trung kỳ cũng dám phát ngôn bừa bãi, muốn lấy sinh mệnh cường giả chiến đế. U Linh, Huyết Tâm Lạc vội vàng ngăn cản, nhưng Tiêu Phàm căn bản bất phi sở động. Tiểu tử rất ngạo khí, trong lòng Bát Trưởng lão hơi kinh hãi, hắn cũng bị khí thế Tiêu Phàm chấn nhiếp, cực kỳ thưởng thức nói. Nhưng hắn vẫn cho rằng Tiêu Phàm quá mức cuồng ngạo, chênh lệch một đại cảnh giới, ba tiểu cảnh giới, đây là một cái lạch trời căn bản không thể vượt qua. Ha ha, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao? La Phong lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhìn thấy Bát Trưởng lão trầm mặc không nói, hắn cũng biết Bát Trưởng lão ngầm đồng ý cho bọn hắn chiến đấu. Nếu như ta có thể giết hắn, ngươi còn muốn ngăn ta? Tiêu Phàm đột nhiên ngừng thân hình, quay đầu nhìn về phía Bát Trưởng lão nói. Một đạo hỏa hồng sắc lưu quang từ trong tay Tiêu Phàm bắn ra, xông thẳng đến Bát Trưởng lão. Làm càn, những người khác thấy thế, còn tưởng rằng Tiêu Phàm ra tay với Bát Trưởng lão, nhao nhao gầm thét, còn có mấy người hướng thẳng đến Tiêu Phàm. Dám động thủ với Bát Trưởng lão, tiểu tử ngươi là muốn chết sao? Dừng tay, nhưng mà, đột nhiên một tiếng vang gầm lên. Một cỗ ý chí uy áp bàng bạc bao phủ toàn trường, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Đám người không biết vì sao, tất cả đều hướng Bát Trưởng lão nhìn lại, lại phát hiện trong tay Bát Trưởng lão cầm lấy lông vũ ánh lửa lập lòe, giống như một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, yêu diễm vô cùng. Phượng Vĩ Hỏa Vũ, có mấy người kêu lên sợ hãi, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, còn người rung động không thôi. Phượng Vĩ Hỏa Vũ đối với chiến hoàng cảnh trung kỳ mà nói, đây chân chính là nhiệm vụ ngũ tinh, cơ hồ là nhiệm vụ gian nan nhất trong vòng thứ hai, lại bị hắn hoàn thành. Tu vi chiến hoàng cảnh lại có thể hoàn thành nhiệm vụ ngũ tinh, vô luận là ở đâu đều là đỉnh cấp thiên tài, phóng nhãn khắp tam đại sát thủ tổ chức cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bát Trưởng lão tâm hơi hơi rung động một cái, hắn phát hiện bản thân nhìn không thấu Tiêu Phàm, một người có thể hoàn thành nhiệm vụ ngũ tinh, chắc chắn được Huyết Lâu trọng điểm vun trồng. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, địa vị hắn trong Huyết Lâu tuyệt đối sẽ không thua hắn. Nghĩ vậy, Bát Trưởng lão hít sâu một cái nói, không ngăn cản ngươi. Đã thật lâu không có sự tình có thể xúc động tiếng lòng Bát Trưởng lão, nguyên bản hắn nghĩ người có thể hoàn thành nhiệm vụ ngũ tinh lần này cũng chỉ có Chiến Vô Cực và Huyết Vô Tuyệt mà thôi. Nhưng Chiến Vô Cực và Huyết Vô Tuyệt là người nào, bọn hắn rất rõ ràng, đây chính là lâu chủ Huyết Lâu tương lai. Vô luận thân phận cùng địa vị đều không phải trưởng lão bọn hắn có thể so sánh. Huyết Lâu khác biệt với những tổ chức khác, cơ hồ lâu chủ là một người độc tài, chớ nhìn Bát Trưởng lão trước mặt người khác uy phong lẫm lẫm, cao cao tại thượng. Nhưng chỉ cần lâu chủ ra lệnh một tiếng, hắn liền cái gì đều không phải. Một người có thể ngang bằng với Chiến Vô Cực và Huyết Vô Tuyệt, mình nếu chèn ép hắn, nếu để cho trưởng lão khác biết thì hắn sẽ rất phiền phức. Như thế tốt lắm. Tiêu Phàm gật đầu, được Bát Trưởng lão trả lời chắc chắn, lần nữa quay đầu nhìn về phía La Phong, cười gằn nói, mạng ngươi, ta muốn rồi. Toàn thân La Phong run lên, chẳng biết tại sao, thanh niên mặc áo đen trước mắt này rõ ràng chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ, nhưng trong lòng hắn lại có một loại sợ hãi nồng đậm. Loại sát ý lạnh như băng này dù trên người Chiến Vô Cực và Huyết Vô Tuyệt hắn cũng chưa từng cảm thụ qua, thậm chí trên người một đám trưởng lão cũng không có cảm thụ qua. Chỉ có đã từng. Lâu chủ, ngươi là lâu chủ nào? Đột nhiên, La Phong nhớ tới một đạo thân ảnh, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói. Ta không biết cái gì lâu chủ, ta chỉ biết ngươi phải chết. Tiêu Phàm từng bước một hướng về La Phong đi đến, mỗi một bước, khí thế trên người liền leo lên mấy phần. Tứ trọng sát phạt chi ý hiển hiện ra, hình thành sát phạt phong bạo khủng bố. Dù là một đám chiến đế cường giả Huyết Lâu cảm nhận được cỗ sát ý ngập trời này cũng bị dọa cho phát sợ. Tứ trọng sát phạt chi ý, Huyết Tâm là kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Thì ra là thế. Bát Trưởng lão mị mị hai mắt, hắn rốt cục biết Tiêu Phàm vì sao có thể hoàn thành nhiệm vụ ngũ tinh.
tại chiến hoàng trung kỳ có thể lĩnh ngộ tứ trọng sát ý, chiến lực hắn đã có thể so với tuyệt thế chiến hoàng. Mặc dù hồn lực so ra kém tuyệt thế chiến hoàng nhưng trong nháy mắt bộc phát không thể yếu hơn tuyệt thế chiến hoàng là bao. Chỉ là trong lòng bọn hắn không hiểu, Tiêu Phàm tiềm lực to lớn như thế, làm sao trước kia không có tiếng tăm gì? Chẳng lẽ hắn cùng lâu chủ thực có quan hệ? Hẳn không phải là cùng lâu chủ có quan hệ, lâu chủ biến mất đã nhiều năm, bất luận kẻ nào cũng không tìm ra hắn. Bát trưởng lão lắc đầu nói, sau đó đột nhiên nhìn về phía Huyết Tâm Lạc nói, ngươi biết hắn. Hắn gọi U Linh, mấy tháng trước hắn dùng 3 tháng thời gian ngắn thắng được sinh tử đấu trường 100 thắng liên tiếp. Huyết Tâm Lạc gật đầu, về phần cái khác hắn biết rõ không ít, nhưng không có ý định nói tiếp. Thời gian 3 tháng thắng được 100 trận liên tiếp, há không phải so với Lãnh Thiếu Nhận còn lợi hại hơn. Trong lòng Bát trưởng lão hơi kinh hãi, hít sâu một cái nhìn về phía xa. Ha ha, ngươi muốn giết ta, cho dù ngươi lĩnh ngộ tứ trọng sát ý, không kém gì tuyệt thế chiến hoàng thì như thế nào? Ta muốn giết ngươi chỉ như giết bọn heo chó. Lúc này, La Phong đột nhiên tùy tiện cười to dữ tợn, như một con sói nhào về phía Tiêu Phàm. Nhìn thấy La Phong đánh tới, Tiêu Phàm không sợ hãi, hắn vẫn đi về phía trước, khí thế không ngừng tăng lên. Oanh, một tiếng nổ vang từ thể nội Tiêu Phàm truyền đến, mọi người tựa như nghe được âm thanh tiếng sét, ngay sau đó chỉ cảm thấy linh khí thiên địa bốn phía điên cuồng tập trung hướng về thể nội Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lấy ra một cái bình ngọc, gỡ nắp bình, trực tiếp rót vào trong miệng. Phong Hoàng Tương, đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này vậy mà dùng Phong Hoàng Tương đột phá cảnh giới, lãng con mẹ nó phí quá. Bên trong Phong Hoàng Tương ẩn chứa hồn lực bàng bạc vô cùng đáng sợ. Dù là chiến hoàng đỉnh phong dùng để đột phá chiến đế đều đã đủ, hắn một tên chiến hoàng cảnh trung kỳ vậy mà cũng dám dùng Phong Hoàng Tương đột phá cảnh giới. Phong hồn thủ, gầm vang lên một tiếng, chỉ thấy tay phải La Phong đột nhiên tản ra quang mang nóng sáng, từng đạo lít nha lít nhít sợi tơ hồn lực lấp lóe. Xen thành một cái lưới lớn, hướng về vị trí hồn hải Tiêu Phàm chộp tới, tàn nhẫn đến cực điểm. Công kích linh hồn, hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, chân đạp lưu quang trích tinh bộ cấp tốc nhanh chóng thối lui. Cường giả chiến đế cảnh lĩnh ngộ ý chí có lực công kích cường đại, sức công kích như thế này được xưng là công kích linh hồn, so với công kích hồn lực bình thường còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tu sĩ chiến hoàng cảnh khó lòng phòng bị. Đây cũng là nguyên nhân cường giả chiến đế cảnh cường đại như thế. Linh hồn là một loại tồn tại hư vô phiêu miểu, nhưng từ một phương diện mà nói, cũng có thể xưng là ý thức. Ý thức một khi gặp công kích, một người liền sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác, cho dù người cường đại như thế nào cũng chỉ có mặc người chém giết. Đối với loại thủ đoạn này, Tiêu Phàm cũng là từ bên trong tu la truyền thừa hiểu được, hắn cũng không biết cụ thể ứng dụng như thế nào. Bất quá! Vạn pháp không rời một chữ nhanh, chỉ cần tốc độ bản thân đủ nhanh, đối phương không nhất định có thể công kích được bản thân. Oanh, cũng đúng lúc này, hồn lực kịch liệt ba động từ thể nội Tiêu Phàm truyền ra, tiếng oanh minh không dứt, trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ. Đó là lúc đột phá cảnh giới, kinh mạch mở rộng tạo thành đau đớn, bất quá Tiêu Phàm lại hết sức bình tĩnh, còn người hắn chú ý đến La Phong động tĩnh. La Phong mặc dù chỉ là chiến đế cảnh sơ kỳ nhưng vô luận tốc độ hay là thủ đoạn công kích đều không phải Tiêu Phàm có thể sánh, hắn sống mấy chục năm tuế nguyệt, hiển nhiên cũng không phải sống uổng phí. Chạy, ngươi chạy không thoát, La Phong nhìn thấy Tiêu Phàm tránh thoát hắn một kích, lập tức cười lạnh liên tục, tốc độ lần nữa tăng lên, hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lại là một chiêu phong hồn thủ, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến, lần này khi Tiêu Phàm trốn tránh. Trực tiếp một chiêu sát phạt chi kiếm lực phách xuất ra. Một đạo kiếm khí nhìn không thấy tại hư không xuất hiện, trong nháy mắt đi tới trước mặt hồn lực. Thủ đoạn chiến đế cảnh, người có thể hiểu được, chết đi cho ta. La Phong kêu to, hắn công kích linh hồn, căn bản không quan tâm công kích hồn lực. Hắn thấy Tiêu Phàm nhất định phải chết. Phốc, nhưng mà vượt ngoài ý liệu của hắn, phong hồn thủ dùng mắt thường miễn cưỡng có thể bắt được lại trực tiếp vỡ ra trong hư không. Hơn nữa, tốc độ kia không giảm mảy may, chớp mắt liền đi tới trước người La Phong, La Phong kinh biến, hướng một bên trốn tránh, thế công trong nháy mắt tan rã. Đây là kiếm gì, tại sao có thể công phá công kích linh hồn? Có trưởng lão mở miệng, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Bọn hắn có không ít người thập phần hiểu biết đối với công kích La Phong,
nhất là phong hồn thủ, đây chính là chiến kỹ thành danh của La Phong, tu sĩ cùng giai cơ bản đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà hiện tại lại bị một chiến hoàng cảnh trung kỳ phá giải, việc này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bên trong một kiếm kia ẩn chứa một loại sức mạnh so với ý chí còn thần bí hơn. Bát trưởng lão híp hai mắt, hắn trong lòng đã quyết định, vô luận như thế nào đều không thể để cho Tiêu Phàm chết ở trên tay La Phong. Trong lòng hắn có chút hối hận, sớm biết thế liền trực tiếp giết La Phong, không tất yếu vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngược lại đắc tội Tiêu Phàm. Nếu như La Phong biết bát trưởng lão đã bỏ hắn, đoán chừng sớm đã liều mạng cùng Tiêu Phàm. Tiểu tử, ngươi nếu là tuyệt thế chiến hoàng, ta có lẽ còn kiêng kỵ ngươi mấy phần, nhưng ngươi cho dù đột phá, vẫn chỉ là chiến hoàng hậu kỳ, há lại là đối thủ của ta. Thần sắc La Phong rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hồn lực quanh thân hắn ba động lấp lóe, một cỗ khí tức cường đại từ trên người hắn nổi lên, chậm rãi hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ hàn ý băng lãnh xông thẳng kinh mạch và lục phủ ngũ tạng hắn, đây là uy áp ý chí đặc thù, nếu như Tiêu Phàm không có chạm đến biên giới ý chí, có lẽ còn phải ăn một chút thiệt thòi. Sau một khắc, toàn thân Tiêu Phàm phóng ra một mảnh sương mù màu máu, ngưng tụ thành vô tận sát phạt kiếm khí, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy kiếm khí to lớn. Trấn hồn trưởng, La Phong nào sẽ cho Tiêu Phàm cơ hội? Hiện tại hắn chỉ là chiến hoàng cảnh hậu kỳ nhưng khí tức trên người hắn đang không ngừng tăng lên, vạn nhất hắn một lần vượt qua hai cái tiểu cảnh giới thì sao? Huống chi, sự tình duy nhất một lần đột phá hai tiểu cảnh giới cũng không phải chưa từng xảy ra, bên trong sát phương thí luyện thường xuyên sẽ phát sinh. Hồn lực đáng sợ tại hư không ngưng tụ thành một đạo trưởng cương to lớn, quét ngang đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, bị buộc không ngừng lùi lại. Từ bên trong trưởng cương, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức băng lãnh, một khi bị đánh trúng, rất có thể đông kết hồn hải, phong tỏa chiến hồn. Sát phạt chi kiếm, mắt thấy trưởng cương càng ngày càng gần, Tiêu Phàm cực kỳ quyết đoán, nếu trốn không được, vậy liền dứt khoát xuất thủ công kích. U linh chiến hồn bỗng xuất hiện, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một chuôi hắc sắc trường kiếm, sát phạt chi khí đáng sợ hiện ra. Đây là lần thứ nhất Tiêu Phàm thi triển uy lực chân chính của sát phạt chi kiếm. U linh chiến hồn phối hợp giải phong nhất trọng tu la kiếm, thi triển một chiêu này, uy lực chí ít cường đại gấp 3-4 lần. Lại tăng thêm Tiêu Phàm đã đột phá đến chiến hoàng cảnh hậu kỳ, một kiếm này là một kích mạnh nhất của bán bộ chiến đế. Phốc, một tiếng vang giòn, trưởng cương bị một kiếm tiêu diệt, hóa thành hồn lực phong bạo cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng. Nhưng đạo kiếm khí vô hình kia vẫn như cũ xông thẳng đến La Phong. La Phong không dám khinh thường, trong tay đột nhiên thêm ra một bộ bao tay hắc sắc, trán phóng u lãnh quang mang, hắn một trưởng đánh ra, mấy tức về sau, rốt cục khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên có chút thực lực, vậy ta càng không thể tha cho ngươi. La Phong cũng không có lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại khóe miệng dương lên, giống như tất cả những thứ này hắn vẫn nắm giữ bên trong. Hắn vừa dứt lời, oanh một tiếng vang thật lớn, một đạo thanh sắc quang mang từ đỉnh đầu hắn toát ra. Thanh quang kia hư ảo tựa như một cánh tay màu xanh, bàn tay hướng xuống, tản ra một cỗ bàng bạc uy áp. Một sát na này, trong mắt Tiêu Phàm nồng đậm vẻ kinh hãi, hoảng sợ nói, bát phẩm chiến hồn, trấn hồn chi thủ. Đây là lần thứ nhất Tiêu Phàm đụng tới chiến hồn kỳ dị bậc này, loại chiến hồn này đối với tu sĩ mà nói thì công kích cũng không có giá trị quá lớn. Nhưng nó lại có một loại năng lực quỷ dị, chính là trấn áp, tựa như trấn hồn trưởng, nếu như bị đánh trúng, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sức phản kháng nào. Nếu chiến hoàng hậu kỳ không đủ, vậy liền đột phá chiến hoàng đỉnh phong vậy. Trong mắt Tiêu Phàm hiện lên một cỗ vẻ ngoan lệ, đối mặt trấn hồn thủ của La Phong, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Trong bàn tay Tiêu Phàm lại xuất hiện hai bình ngọc, đem phong hoàng tương còn lại đều hướng trong miệng rót vào. Thiên địa linh khí ẩn chứa trong phong hoàng tương cũng không yếu hơn bao nhiêu so với cực phẩm hồn thạch, đây cũng là vật Tiêu Phàm ỷ vào trong thời gian ngắn có thể đột phá chiến hoàng đỉnh phong. Nhìn thấy Tiêu Phàm lại nuốt vào hai bình phong hoàng tương, sắc mặt La Phong cũng rốt cục biến đổi, Tiêu Phàm là chiến hoàng cảnh hậu kỳ mà hắn trong thời gian ngắn đều giết không chết. Nếu như đột phá chiến hoàng đỉnh phong thì sẽ như thế nào? Linh hồn phong cấm, La Phong hét lớn một tiếng. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trấn hồn thủ trên đỉnh đầu đột nhiên tách ra thanh quang sáng chói,
một chùm ánh sáng bắn về phía chân trời, giống như từng đạo thần hồng. Ngay sau đó, bên trong chùm sáng màu xanh lại nhộn nhạo từng đạo gợn sóng thanh sắc, cùng chùm sáng bên cạnh kết nối vào một chỗ, trong nháy mắt hình thành lồng giam màu xanh. Sắc mặt Tiêu Phàm hơi đổi một chút, một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn từ trong lòng hắn dâng lên. Linh hồn phong cấm vậy mà khiến ý thức hắn bắt đầu mơ hồ. Nếu như không phải U Linh chiến hồn bảo vệ đầu, lần này có lẽ thực sự bị choáng rồi. Hắn không nghĩ tới La Phong vậy mà cường đại như thế, bản thân là chiến đế cảnh đỉnh phong cũng liền thôi, lại còn là chiến đế am hiểu công kích linh hồn. Hắn rất rõ ràng, chiến đế am hiểu công kích linh hồn cực kỳ thưa thớt. Khó trách bát trưởng lão ở giữa mình và La Phong không chút do dự lựa chọn La Phong, điều này cũng không phải không có đạo lý. Hô hô, cũng đúng lúc này, từng đạo chùm sáng màu xanh từ trên chấn hồn thủ chiếu nghiêng xuống, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Chùm sáng màu xanh mặc dù không cách nào phạm tới thân thể, nhưng đối hồn lực cùng ý thức có tổn thương rất lớn. Tiêu Phàm không dám chính diện giao phong, chân đạp lưu quang trích tinh bộ tại hư không cực tốc xuyên toa, ý thức hắn dẫn ra hồn giới trên ngón tay, điên cuồng hấp thu hồn lực của hồn thạch bên trong hồn giới. Hắn đột phá chiến vương cảnh là cần hồn lực thành hải, bây giờ đột phá chiến hoàng đỉnh phong, làm sao có thể chỉ cần bằng đấy phong hoàng tương. Lần trước tại Hoa Gia được mấy ngàn vạn thượng phẩm hồn thạch đã bị hắn tiêu hao không sai biệt lắm, hắn đã bắt đầu luyện hóa hồn lực cực phẩm băng phách thạch. Ta nói rồi, người chạy không thoát, La Phong cười lạnh, bốn phương tám hướng đều bị hắn phong tỏa, Tiêu Phàm làm sao có thể trốn được. Mẹ kiếp, chẳng lẽ ta vẫn phải vận dụng phệ hồn huyết tầm? Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, trong lòng nghĩ thầm. Lập tức lại lắc đầu. Phệ hồn huyết tàm bây giờ năng lực hắn không rõ ràng, chỉ là có thể không nhìn công kích vật lý, nhưng công kích linh hồn lại không nhất định. Dù sao, linh hồn đối với chiến hoàng cảnh mà nói thập phần phiêu miểu, chỉ có chiến đế cảnh mới có thể chạm tới. Bên ngoài có nhiều người như vậy nhìn thấy, nếu như thi triển toái hồn trưởng cũng rất có thể bị bọn hắn phát hiện, đã như vậy vậy cũng chỉ có công kích bản thân La Phong. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh. Hắn thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên đột phá chiến hoàng đỉnh phong, một bên trốn tránh công kích những thanh sắc quang mang đó. Lít nha lít nhít hồn văn đều không đụng tới Tiêu Phàm, những thanh sắc quang mang này làm sao có thể đụng tới Tiêu Phàm. Đây cũng là điều Tiêu Phàm đáng được ăn mừng, cũng may mình là một hồn văn sư. Hồn văn, đột nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, ngẩng đầu nhìn vô số chùm sáng màu xanh bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những chùm sáng màu xanh này chẳng phải không khác gì lắm so với hồn văn sao? Nếu hồn văn đồ hoàn chỉnh đều có sơ hở, vậy chùm sáng màu xanh tự nhiên cũng có sơ hở. Kỳ thật, cái gọi là vật lý công kích cùng chiến kỹ công kích, thậm chí công kích linh hồn, đều là mượn nhờ hồn lực để thi triển công kích mà thôi. Đã như vậy, chỉ cần tìm ra nhược điểm hồn lực, liền có thể tự hành công phá một chiêu này, nhược điểm trấn hồn chi thủ chính là. Trong lòng Tiêu Phàm tự nói. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên nâng con ngươi, nhìn về phía chấn hồn thủ trong không trung, nhếch miệng cười. Hô, lưu quang trích tinh bộ thi triển đến cực hạn, một cái lắc mình, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở bên cạnh chấn hồn thủ, tốc độ này quỷ dị khiến La Phong đều giật mình. Trảm hồn, tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm rung động, một đạo chùm sáng màu đỏ bắn ra, trước đó chính là thi triển một kiếm này phá vỡ công kích phượng vĩ hỏa điều. Bây giờ lập lại chiêu cũ. Bất quá thực lực Tiêu Phàm lại so với vừa rồi càng thêm cường đại. Ngươi tự tìm cái chết, La Phong gầm thét, hắn không nghĩ Tiêu Phàm vậy mà nhìn ra sơ hở chiến kỹ này, hơn nữa còn thành công đột phá vô số chùm sáng màu xanh cản trở. Chỉ bằng vào điểm này, không phải chiến hoàng cảnh có thể làm được, cho dù thường ngày giao thủ cùng chiến đế cảnh sơ kỳ, linh hồn phong cấm vẫn làm mọi việc đều hết sức thuận lợi. A, à, khóe miệng Tiêu Phàm dương lên. Việc đã đến nước này, hắn nào còn có chút lưu thủ nào, chẳng cần biết ngươi là ai, trước hết giết rồi nói. Phốc phốc, chùm sáng màu đỏ phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên thủng chấn hồn thủ, từng đạo hồn lực đáng sợ ba động từ bên trong chấn hồn thủ quét sạch ra. A chiến hồn bị thương, bản thân La Phong cũng nhận phản phệ, phát ra âm thanh thê lương thảm thiết, danh con, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Qua nhiều năm như vậy. Đây là lần thứ nhất chiến hồn hắn bị thụ thương, hơn nữa còn là tổn thương trong tay một tu sĩ chiến hoàng cảnh,
cái này khiến hắn như thế nào không giận. Kẻ này thiên phú thật đáng sợ, vậy mà trong nháy mắt khám phá sơ hở của La Phong. Phía dưới, các cường giả Huyết Lâu kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn tự hỏi, coi như đứng ở góc độ Tiêu Phàm, bọn hắn cũng sẽ không làm tốt như vậy, trừ phi những kẻ kia biết thủ đoạn công kích của La Phong. Điều này cũng không tính là gì, hắn mạnh nhất là lực lĩnh ngộ. Huyết Tâm Lạc lắc đầu từ phế phủ nói ra, hít sâu một cái, chấn kinh nhìn về phía Tiêu Phàm. Lực lĩnh ngộ, Bát trưởng lão nghi hoặc nhìn Huyết Tâm Lạc. Trong lòng Huyết Tâm Lạc một cái lộp bộp, hắn ngược lại là quên vừa rồi nhìn quá mức xuất thần, quên bên cạnh mình còn có Bát trưởng lão. Ngẫm lại, Huyết Tâm Lạc vẫn gật đầu nói, lúc trước sinh tử đấu trường 100 trận, ký ức tại hạ bây giờ vẫn còn mới mẻ. U Linh cùng một người gọi Thiên Tàn chiến đấu, trong quá trình chiến đấu, trực tiếp phục chế chiến kỹ đối phương, đồng thời còn suy đoán ra chiến kỹ phía sau, cuối cùng chém giết đối phương. Ttt những người khác nghe vậy liền hít một hơi lạnh, dù bọn hắn đã là chiến đế cảnh, trong lòng cũng vẫn không được bình tĩnh. Kẻ này có sư phụ không? Bát trưởng lão nghi ngờ nói. Huyết Tâm Lạc hơi ngoài ý muốn, hắn biết Bát trưởng lão đang động tâm muốn thu hắn làm đồ đệ, không thể làm gì khác hơn nói, cụ thể ta không biết, nhưng sư phụ hắn có lẽ rất bất phàm. Huyết Tâm Lạc đã sớm biết rõ thân phận Tiêu Phàm có một sư tôn chiến đế cảnh, hơn nữa, Tiêu Phàm còn là một thất phẩm luyện dược sư. Hắn mặc dù không dám lừa gạt Bát trưởng lão, nhưng không có ý định làm bại lộ thân phận Tiêu Phàm. Bát trưởng lão nghe vậy đành thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Oanh, cũng đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng nổ vang ngập trời, mọi người biết Tiêu Phàm tiếp tục đột phá, rốt cục bước vào chiến hoàng cảnh cảnh giới đỉnh phong. Ngắn ngủi không đến một chén trà, Tiêu Phàm liên tục từ chiến hoàng cảnh trung kỳ đột phá đến chiến hoàng cảnh đỉnh phong, vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, nhất cử trở thành tuyệt thế chiến hoàng. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy quanh thân Tiêu Phàm kim sắc hỏa diễm xen lẫn, dù U Linh chiến hồn che giấu cũng hoàn toàn không che giấu được tồn tại vô tận chiến hồn. Chiến hồn hỏa diễm đặc thù, hắn là song sinh chiến hồn, đám người đều là cường giả chiến đế cảnh, chỗ nào nhìn không ra kim sắc hỏa diễm ngoại thân Tiêu Phàm là cái gì, hồn lực bàng bạc đáng sợ nóng bỏng, khiến một đám chiến đế cảnh ở đây đều hãi hùng khiếp vía. Song Sip Snasen chiến hồn, Bát trưởng lão cùng cường giả Huyết Lâu tất cả đều mắt trợn tròn, dù trước đó Tiêu Phàm đột phá chiến hoàng cảnh hậu kỳ, bọn hắn vẫn không thấy Tiêu Phàm ẩn tàng vô tận chiến hồn. Bởi vì thực lực Tiêu Phàm đã đủ đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong, có thể ngăn chặn ba động chiến hồn. Nhưng Tiêu Phàm vừa mới đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong, mặc dù đem vô tận chiến hồn ẩn tàng rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn bại lộ sự tồn tại của vô tận chiến hồn. Tiêu rồi, U Linh vậy mà nắm giữ song sinh chiến hồn. Dù là Huyết Tâm Lạc cũng phải trợn tròn mắt, hắn đã gặp U Linh chiến hồn của Tiêu Phàm, nhưng chưa từng thấy qua Tiêu Phàm còn nắm giữ chiến hồn hỏa diễm đặc thù. Trong lòng Tiêu Phàm cũng thầm nói không tốt, hắn đã không cân nhắc toàn diện, ở đây đều là cường giả chiến đế cảnh. Mỗi lần đột phá cảnh giới, U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đều sẽ phát sinh dị động, lần này hắn cho là có thể áp chế rất tốt, nhưng vẫn để lộ ra hồn lực ba động. Song sinh chiến hồn, đây chính là một trong át chủ bài lớn nhất của hắn, cho đến nay, trừ lần trước đó gặp Phượng Vĩ Hỏa Điểu, hắn cũng chưa bao giờ phát huy lực lượng chân chính của vô tận chiến hồn. Bây giờ hiển lộ ra, hắn liền biết không tốt rồi. Dù sao, lần này đột phá hồn lực ba động của vô tận chiến hồn quá mức cường đại. Lần trước Tiêu Phàm đột phá chiến hoàng cảnh, túy ông ở bên cạnh cũng chỉ hoài nghi mà thôi, không có chân chính xác nhận. Nhưng hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người đều nhất trí xác nhận sự tồn tại của vô tận chiến hồn. Chiến hồn hỏa diễm, cũng đúng lúc này, hai đạo thân ảnh nơi xa gào thét tới, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người bọn Bát trưởng lão. Chiến thiếu chủ, Huyết thiếu chủ, trừ Bát trưởng lão ra, những người khác nhao nhao đối với người tới cung kính thi lễ. Người tới chính là Chiến Vô Cực và Huyết Vô Tuyệt, hai người trước kia cũng cảm nhận được hỏa diễm chi lực trên người Tiêu Phàm, trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh được, bởi vì hai người trước kia cũng gặp qua U Linh chiến hồn của Tiêu Phàm. Vô Cực, Vô Tuyệt, các ngươi nhanh như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ. Thái độ Bát trưởng lão đối với hai người Chiến Vô Cực và Huyết Vô Tuyệt hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc không có bất kỳ vẻ ngạo mạn gì, có chăng chỉ là hiền lành,
hòa ái, giờ phút này hắn căn bản không giống một sát thủ. Bát trưởng lão, mọi người, hy vọng các ngươi nhìn thấy đều im hết cho ta, một chữ cũng không được nói ra. Huyết Vô Tuyệt nhìn đám người sát khí nặng nề nói, sau đó làm một động tác cắt cổ. Vâng, thiếu chủ, những người khác toàn thân run lên, nhao nhao gật đầu. Bát trưởng lão mang theo nghi hoặc nhìn Huyết Vô Tuyệt, rất hiển nhiên, trong lòng hắn vẫn còn có chút khó chịu, bản thân dù sao cũng là bát trưởng lão, Huyết Vô Tuyệt ngươi mặc dù là thiếu chủ nhưng vẫn không thể uy hiếp ta. Bát trưởng lão, Huyết Vô Tuyệt giống như nhìn ra ý tứ của bát trưởng lão, tụ thanh âm thành tuyến nói, ngươi cảm thấy còn ai có thể dạy dỗ U Linh lĩnh ngộ tứ trọng sát ý sao? Chẳng lẽ là, con người bát trưởng lão hơi hơi co rụt lại, thử hỏi nhìn Huyết Vô Tuyệt. Bát trưởng lão hít vào ngụm khí lạnh, toàn thân rung động kịch liệt một cái, sau một lát mới nói, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, ai nói sự tình U Linh nắm giữ song sinh chiến hồn ra bên ngoài, chết hết. Rõ, toàn thân đám người phát lạnh, hoàn toàn không dám có bất kỳ phản kháng gì. Mặc dù bọn hắn không biết Huyết Vô Tuyệt cùng bát trưởng lão vừa nãy nói cái gì, nhưng bọn hắn cũng biết rõ sự tình tính rất nghiêm trọng. Sự tình này nhất định phải xem như bí mật lớn nhất của bản thân. Chôn ở trong lòng. Vô Tuyệt, La Phong phải chăng muốn? Bát trưởng lão lại thử thăm dò hỏi. Không cần. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu, nhàn nhạt nhìn không trung nói, ta tin tưởng, U Linh có thể giết chết hắn. Đám người hít sâu một cái, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không trung phía trên, Tiêu Phàm vội vàng thu liễm hồn lực vô tận chiến hồn, liếc nhìn lấy bát trưởng lão bọn hắn nơi xa, thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng bọn hắn chỉ cho rằng ta nắm giữ chiến hồn hỏa diễm đặc thù, mà không phải là vô tận chiến hồn. Hắn giờ phút này cảm giác bản thân tràn ngập lực lượng, kinh mạch toàn thân mở rộng gấp bội, hồn lực cuồn cuộn như giang hà mãnh liệt, hồn lực bên trong hồn hải càng như hung thú, điên cuồng gào thét. Dù đối mặt chiến đế cảnh La Phong, Tiêu Phàm cũng cảm giác hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền sát. Đột phá chiến hoàng đỉnh phong. Hắn có thể chân chính phát huy ra uy lực tứ trọng sát phạt chi ý, uy lực này thậm chí có thể giết chiến đế. Khó trách trước đó Tiêu Phàm cảm giác bản thân còn thiếu một chút, không cách nào chân chính dung hợp uy lực tứ trọng sát phạt chi ý, nhưng hiện tại, hắn tin tưởng mình có thể xem thường bất luận kẻ nào dưới chiến đế cảnh. So với chiến hoàng trung kỳ, Tiêu Phàm cảm giác bản thân còn cường đại gấp 10 lần. Song sinh chiến hồn, ngươi là song sinh chiến hồn. La Phong trong miệng ho ra máu, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, trong lòng khó coi tới cực điểm. Hắn biết Tiêu Phàm vô luận như thế nào đều không chết được, hoàn thành nhiệm vụ ngũ tinh không nói, hiện tại Tiêu Phàm lại nắm giữ song sinh chiến hồn. Nếu hắn dám giết Tiêu Phàm, bát trưởng lão trước tiên sẽ lấy tính mạng của hắn. Thế nhưng không giết, chẳng lẽ bản thân mình phải chết? Tiếp tục, Tiêu Phàm thản nhiên nói, một bộ áo bào đen không gió mà bay. Tóc đen dày đặc trên không trung bay lên, một tay dẫn theo tu la kiếm, đứng lơ lửng trên không, trên người tản ra một cỗ khí thế vô địch. Tiếp tục, La Phong có loại xúc động muốn thổ huyết, đừng nói hiện tại không giết chết Tiêu Phàm, cho dù có thể, hắn cũng không dám giết Tiêu Phàm. Một người nắm giữ chiến hồn hỏa diễm đặc thù trong mắt một đám trưởng lão huyết lâu là cái gì, hắn rất rõ ràng. Người đã không giết ta, vậy ta không khách khí. Tiêu Phàm chậm rãi nâng tu la kiếm trong tay, hồn lực cuồn cuộn dung nhập bên trong tu la kiếm, trong chớp mắt, tu la kiếm biến thành xích huyết như máu. Từng đạo khí tức như có như không từ trên người Tiêu Phàm hiện ra, bốn phía hư không đều bị đông kết. Oanh, đột nhiên, tiếng vang đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm truyền ra, sát phạt chi khí cuồng bạo như một mảnh đại dương mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng, bên trong mấy trăm trượng xung quanh toàn bộ bị che kín. Thật mạnh. Toàn thân đám trưởng lão huyết lâu run rẩy một cái, cỗ sát phạt chi ý này dường như so với sát phạt ý chí còn kinh khủng hơn một chút. Sắc mặt La Phong trong nháy mắt trắng bạch, thân thể hắn vậy mà run rẩy. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm nâng tu la kiếm trong tay lên, tiên diễm như huyết kiếm tức giận nở rộ, U Linh chiến hồn cùng Tiêu Phàm hòa làm một thể. Giờ phút này Tiêu Phàm chính là tu la đẫm máu chân chính, sợi tóc lượn lờ trong từng tia sương mù màu máu. Thiên nhân hợp nhất, La Phong kinh hô một tiếng, hắn nào còn dám dừng ở chỗ này, giờ phút này Tiêu Phàm so với hắn suy nghĩ đột phá đến chiến hoàng cảnh đỉnh phong còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, La Phong nhấc chân chạy, nếu không thể giết ngươi,
vậy ta chạy vẫn không được sao? Sát phạt chi kiếm. Khẽ nói một tiếng, Tiêu Phàm chậm rãi xuất kiếm, nhìn như rất chậm nhưng một kiếm này lại nhanh đến cực hạn. La Phong vừa mới chạy khoảng hơn 10 trượng, thân thể thế mà cứng ngắc tại chỗ, thời gian dường như dừng lại ở một màn này. Cường giả Huyết Lâu phía dưới trợn mắt hốc mồm nhìn không chung, cũng bị khí thế Tiêu Phàm chấn nhiếp, chỉ có Chiến Vô Cực và Huyết Vô Tuyệt cùng Bát Trưởng Lão là coi như bình tĩnh. Phốc, đột nhiên ở giữa một tiếng vang giòn, thân thể La Phong một phân thành hai, sau đó bị vô tận sát phạt chi khí xé rách ra, hóa thành vô số huyết khí. Đây chính là tuyệt thế chiến hoàng Tiêu Phàm, một kiếm có thể chạm cường giả chiến đế. Khiến mọi người hít một hơi lạnh là huyết khí cuồn cuộn trên bầu trời đột nhiên quay về, cấp tốc hướng về Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm gào thét đến. Kiếm biết uống máu, đám người hít một hơi lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm. Mặc dù khí thế Tiêu Phàm biểu hiện như biển cả ngập trời, chém giết La Phong như bẻ cành khô, khiến bọn hắn trong lòng cực kỳ kinh ngạc, thập phần không bình tĩnh được. Nhưng cùng bảo kiếm uống máu mà so sánh, thực sự là cá bé gặp cá lớn. Tu luyện tới bây giờ, những cường giả Huyết Lâu này việc đời lớn gì chưa từng gặp qua, nhưng còn chưa từng thấy kiếm biết uống máu. Cái này, Tiêu Phàm cũng kinh ngạc nhìn Tu La kiếm, từng tầng sương mù màu máu lượn lờ phía trên Tu La kiếm, sau đó trực tiếp chui vào bên trong Tu La kiếm. Triệt hồi hồn lực, Tu La kiếm khôi phục bình tĩnh, cùng kiếm bình thường không có cái gì khác nhau. Nhưng Tu La kiếm uống máu lại làm trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Chẳng lẽ là bởi vì duyên cớ giải phong nhất trọng, Tiêu Phàm cau mày một cái, tâm thần cảm ứng biến hóa của Tu La kiếm, hắn phát hiện Tu La kiếm vẫn bình thường như cũ, chỉ là hắn cảm giác cùng với Tu La kiếm lại mật thiết thêm rất nhiều. Tiêu Phàm hoài nghi, sở dĩ vừa nãy lại có thể thi triển ra cảnh giới thiên nhân hợp nhất có khả năng rất lớn là có liên hệ với Tu La kiếm. Một khắc này, Tiêu Phàm cảm giác cùng Tu La kiếm hoàn toàn hòa làm một thể, mình có thể điều khiển nó dễ như trở bàn tay. Mặc kệ, chỉ cần ta khống chế Tu La kiếm, mà không phải kiếm khống chế ta thì không có vấn đề, người muốn uống máu, qua mấy ngày để ngươi uống đủ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thu hồi Tu La kiếm, cả người cực kỳ bình tĩnh, nhìn qua siêu nhiên vô cùng. Nếu như không phải tận mắt nhìn Tiêu Phàm trước đó chém giết chiến đế cảnh La Phong, bọn hắn hoàn toàn liên tưởng không ra Tiêu Phàm sẽ hung hãn, hung lệ như vậy. Tiêu Phàm lách mình rơi vào bên người Huyết Tâm Lạc, cùng Huyết Tâm Lạc, Huyết Vô Tuyệt cùng Chiến Vô Cực chào hỏi. Về phần Bát Trưởng Lão, Tiêu Phàm chỉ gật đầu, điều này cũng làm cho Bát Trưởng Lão thở phào, chỉ Tiêu Phàm không có mang thù, vậy liền không có việc gì. Hắn không biết là Tiêu Phàm căn bản không đem việc này đặt ở trong lòng, dù sao vô luận là ở đâu đều là lấy thực lực phi tôn. Bát Trưởng Lão người chí ít không có uy hiếp tính mệnh ta, vậy ta cũng không cần phải ghi hận ngươi. Vô Cực, Vô Tuyệt, các ngươi cũng tới giao nhiệm vụ à? Bát Trưởng Lão cười ha hả, nhìn về phía Chiến Vô Cực và Huyết Vô Tuyệt nói. Mà Tiêu Phàm cùng Huyết Tâm Lạc nói mấy câu về sau, liền ở phía xa bắt đầu ngồi xuống đả tọa, dù sao khoảng cách vòng thứ ba khảo hạch còn có đủ thời gian. Đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Hắn cũng phải củng cố cảnh giới hiện tại, nhất là đối với dung hợp tứ trọng sát ý, hắn cần một đoạn thời gian mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Mặt khác, hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý, Tiêu Phàm cũng vẫn dừng lại ở tam trọng, mà bất hủ kiếm ý, hắn cũng đã đụng chạm đến ngưỡng cửa tam trọng. Bây giờ đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào một bước kia. Đương nhiên, đối với bất hủ kiếm ý, hắn cũng không có quá mức yêu cầu xa vời, chỉ cần đem hủy diệt chi ý, khoái mạn chi ý đều lĩnh ngộ tứ trọng viên mãn là đã đủ. 6 ngày còn lại chớp mắt trôi qua, trong lúc đó ngẫu nhiên có tu sĩ từ tứ phương lục tục chạy về. Khiến Tiêu Phàm vui mừng là hai người Phong Lang cùng Ảnh Phong cũng thành công hoàn thành 3 nhiệm vụ, chỉ bất quá, hai người bọn hắn cũng chỉ được 31 điểm tích lũy. Mà Tiêu Phàm, Huyết Vô Tuyệt cùng Chiến Vô Cực toàn bộ đều lấy được 78 điểm tích lũy. Chênh lệch này thật đúng là không phải lớn bình thường, một nhiệm vụ ngũ tinh thì có 50 điểm tích lũy, đủ để xem thường bất luận kẻ nào. Mặt khác, Huyết Yêu Nhiều cũng không kém, hoàn thành tam tinh cùng tứ tinh nhiệm vụ, được 28 điểm tích lũy. Cuối cùng, chừng 100 người thành công trở lại nơi đây, hơn 80 người, cuối cùng có 48 người tiến giai vòng thứ 3.
Dù sao, ở giữa cũng không có xung đột lợi ích quá lớn, hơn nữa thời gian hoàn thành nhiệm vụ đều không đủ, nào có thời gian giết chóc khắp nơi. Người bị đào thải đều bị đưa khỏi nơi này, còn lại 48 người, tất cả đều lặng lặng đứng ở trên quảng trường nhỏ, chờ đợi thí luyện vòng thứ 3. Chúc mừng các người đại biểu phân bộ huyết lâu nam vực tiến giai vòng thứ 3. Một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, mở miệng nói chuyện là bát trưởng lão. Đám người nghe vậy, nhao nhao đứng dậy, nghiêm túc nhìn về phía bát trưởng lão. Bọn hắn biết vòng thứ 3 mới là thời điểm khảo nghiệm chân chính năng lực của một người. Mặc dù các ngươi thành công tiến giai vòng thứ 2, nhưng nguy hiểm bây giờ mới chính thức bắt đầu, hiện tại các ngươi có một cơ hội lựa chọn, ai muốn từ bỏ, bây giờ có thể đứng ra. Còn người bát trưởng lão sắc bén đảo qua tất cả mọi người ở đây. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau nửa ngày vẫn không có người đứng ra, có thể hoàn thành nhiệm vụ, ai lại muốn dễ dàng buông tha đây? Sát thủ đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng tử vong, nếu như ngay cả điểm giác ngộ này đều không có, cũng không tất yếu tham gia sát phương thí luyện. Rất tốt, người huyết lâu ta không có thứ hèn nhát. Bát trưởng lão hài lòng gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười, lại nói, các ngươi sẽ rất may mắn khi bản thân không rời đi. Vòng thứ 3 khảo hạch mặc dù nguy hiểm, nhưng nguy hiểm và kỳ ngộ đều cùng tồn tại. Nơi vòng thứ 3 khảo hạch là một cổ địa mới phát hiện, bên trong sinh cơ bằng bạc, rộng lớn vô cùng, chưa có người đi vào. Bất quá các ngươi sau khi tiến vào cũng phải cẩn thận, rất có thể có tồn tại hồn thú bát giai trở lên, đồng dạng, những người khác hiện tại bên cạnh các ngươi cũng sẽ trở thành địch nhân của các ngươi. Bát trưởng lão tiếp tục nói. Ngay từ đầu cảm xúc đám người bành trướng, nhưng nghe đến mấy câu nói phía sau kia, thần sắc đám người lại trở nên ngưng trọng vô cùng, thậm chí rất có vài phần đề phòng. Sau khi tiến vào cổ địa, các ngươi chỉ có một người bạn, chính là bản thân các ngươi, những người khác đều là địch nhân, cái này là lệnh bài tích lũy của các ngươi, mỗi người một khối. Nói đến đây, bát trưởng lão đưa tay vung lên, từng đạo lưu quang từ trong tay hắn bắn ra, chuẩn xác không sai rơi vào trong tay mỗi người. Hiện tại, ta đưa vào các ngươi một sợi hồn lực, lệnh bài tích lũy nắm giữ khí tức đặc thù của các ngươi. Bên trong cổ địa, mỗi khi giết chết một người, đoạt được lệnh bài tích lũy của đối phương thì được tính là một điểm tích lũy. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến gian lận, phàm là người rời cổ địa bí cảnh mất đi lệnh bài tích lũy, chết. Một chữ cuối cùng của bát trưởng lão mang theo ý chí đáng sợ quét sạch ra. Đám người nghe vậy lập tức giật mình một cái, bọn hắn làm sao không minh bạch ý tứ của bát trưởng lão, nếu như ai muốn hỗ trợ gian lận, đem lệnh bài tích lũy của bản thân cho người ta, nhất định phải cân nhắc đến tính mạng mình. Nếu như đem lệnh bài tích lũy bản thân thu hoạch được của người khác cho người ta thì sao? Tiêu Phàm cũng trong nháy mắt biết quy tắc vòng thứ 3, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề khác, không khỏi cau mày một cái. Có thể, điều này vẫn ở trong quy tắc, bất quá người sau khi chết, hồn lực bên trong lệnh bài tích lũy cũng sẽ chậm rãi tiêu tán, lúc hồn lực tiêu tán hầu như không còn, lệnh bài tích lũy cũng sẽ vỡ vụn. Bát trưởng lão thản nhiên nói, ngữ khí bên trong thiếu một cỗ băng lãnh. Nếu như vậy, vậy cũng có thể thành đoàn cùng nhau săn giết những người khác. Nghe thấy bát trưởng lão nói, trong lòng Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch cái gì, khó trách trước đó huyết yêu nhiều muốn hắn theo huyết vô tuyệt, nguyên lai chính là đạo lý này. Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc, thanh âm bát trưởng lão tiếp tục vang lên, hiện tại, tất cả mọi người phong ấn tu vi, bịt kín hai mắt theo ta đi. Có vẻ như tốc độ chậm dần, tiến vào hải vực. Tiêu Phàm ngồi ở trên lưng một đầu phi cầm hồn thú bát giai, nhún nhún cái mũi, một cỗ mùi tanh nước biển nồng đậm phả vào mặt, giờ phút này hắn bị phong ấn tu vi, che hai mắt, chỉ có thể dựa vào mũi phân biệt đại khái phương hướng. Nếu như không phải bát giai hồn thú tốc độ thả chậm, Tiêu Phàm cũng căn bản không ngửi thấy mùi. Lấy tốc độ bát giai hồn thú toàn lực phi hành, cũng phi hành thời gian 3 ngày, cách Đại Ly Đế Triều chừng 3 hải vực, bất quá khả năng lớn nhất vẫn là Nam Bộ Thương Lan Hải của Đại Ly Đế Triều. Trong đầu Tiêu Phàm nhanh chóng phân tích. Mặc dù bị phong ấn tu vi khiến hắn nhận định có hạn chế, nhưng năng lực Tiêu Phàm không phải khủng bố bình thường. Trên đường đi tất cả đồ vật có khả năng phân biệt đều ghi nhớ trong đầu. Thương Lan Hải trong lòng hắn chính là một chỗ vô ngân hải vực rộng lớn, dù là chiến hoàng cảnh cường giả cũng cực ít đi qua nơi này.
bởi vì nơi đó hiếm có người ở, hải đảo cực kỳ thưa thớt, có khả năng gặp được cơ duyên cũng thập phần thưa thớt. Mặt khác, tu sĩ lục địa rất ít có thể thích ứng sinh hoạt trên biển, hơn nữa, có rất ít tu sĩ có thể kiên trì phi hành thời gian dài, cho nên người ra biển thăm dò cũng không phải rất nhiều. Chỉ ít một mảnh Thương Lan Hải ở nơi này cực kỳ bần cùng, có rất ít người nguyện ý đến thăm dò. Mặt khác, cho dù trong hải dương thần bí khó lường, tài nguyên rất nhiều, so với lục địa còn nhiều hơn, bởi vậy trong hải dương cũng có hồn thú cường đại tồn tại, chỉ là bình thường khó mà bắt giết, liệp hồn đoàn cũng không nguyện ý đi qua. Trong hải dương, một khi bị thất giai, bát giai hồn thú trở lên tiếp cận, đây chính là sự tình cực kỳ phiền phức. Nguyên nhân đó khiến biển cả lộ ra càng thêm thần bí. Rốt cục bát giai hồn thú cũng dừng lại, ngay sau đó, đám người cảm giác có một cỗ lực lượng to lớn kéo lấy bọn hắn, chậm rãi rơi trên mặt đất vững chắc. Lúc này, một cỗ lực lượng nhu hòa rót vào thể nội Tiêu Phàm, hồn lực cuồn cuộn lập tức hướng về kinh mạch mãnh liệt mà ra, Tiêu Phàm có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Rất hiển nhiên là có người mở phong ấn thay hắn. Bây giờ các ngươi có thể gỡ bịt mắt xuống. Thanh âm bát trưởng lão vang lên, đám người gỡ bịt mắt xuống, chậm rãi mở mắt ra. Một cỗ quang mang chói mắt bắn vào tầm mắt đám người, rất nhiều người không mở được hai mắt, cảm giác một trận đau nhói. Tiêu Phàm gỡ bịt mắt xuống, thích ứng một hồi, lúc này mới đánh giá tứ phương. Quả nhiên như hắn sở liệu, vị trí địa phương này là một đảo hoang, bốn phương tám hướng mênh mông, căn bản không biết phương hướng. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có bầu trời xanh thẳm, nước biển dường như trở thành vĩnh hằng, không bao lâu. Nơi xa lại có một điểm đen gào thét tới. Điểm đen chậm rãi biến lớn, đám người rốt cục thấy rõ đó là cái gì, một loan điểu to lớn trên lưng chở hơn 100 người cấp tốc tới gần, không bao lâu liền rơi vào hòn đảo cách đó không xa. Việc này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, không bao lâu sau, từng đầu bát giai hồn thú mang theo đông đảo tu sĩ đến, rất hiển nhiên đây đều là người bát vực khác. Trừ Nam vực tương đối đặc thù chia làm 3 đoàn thể ra. Bát vực khác đều chỉ có một đoàn thể, bởi vì bên trong bát vực khác đều chỉ tồn tại một tổ chức sát thủ, chỉ có Nam vực là địa phương tam đại tổ chức sát thủ cùng tồn tại. Bất quá tất cả những thứ này đối với Tiêu Phàm bọn hắn ảnh hưởng không lớn, một khi tiến vào bên trong cổ địa, trừ Phong Lang, Ảnh Phong cùng mấy người huyết yêu nhiêu, những người khác đều là địch nhân. Muốn đoạt được đệ nhất, liền được không ngừng giết người, không có ai chủ động đem điểm tích lũy tặng cho ngươi. Nha. Huyết lão lục, huyết lão thất, huyết lão bát, lần này vậy mà là các ngươi dẫn đội, nhìn huyết lâu các ngươi cũng không phải là đặc biệt coi trọng thí luyện lần này, chẳng lẽ tự biết thua rồi sao? Đột nhiên, một đạo âm thanh âm dương quái khí vang lên. Chỉ thấy một nam tử trung niên mặc hắc sắc trang phục đi qua, nghiền ngẫm nhìn bát trưởng lão, cách đó không xa cũng có hai người một nam một nữ mặc phục sức. Rất hiển nhiên. Hai người trong mắt nam tử trung niên chính là huyết lão lục cùng huyết lão thất. Diêm La phủ ngươi quá coi trọng rồi, nghĩ không ra khiến một trong tam đại phán quan, vô thường phán quan tự mình đến, bất quá có vẻ như cũng không gì hơn cái này, đừng đến thời điểm ba hạng đầu đều không được, vậy thì mất hết mặt mũi rồi. Bát trưởng lão cười lạnh nói, bất quá con ngươi lại ngưng trọng vô cùng. Diêm La phủ tam đại phán quan, vô môn phán quan, tử thần phán quan. Vô thường phán quan, ai dám khinh thường. Nếu quả thật muốn chơi lớn, cho dù ba người bọn bát trưởng lão cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, huống chi, Diêm La phủ cũng không chỉ đến một vô thường phán quan, còn có tam đại trưởng lão khác. Trừ huyết lâu ra, Diêm La phủ cùng La Sinh môn thống ngự tam vực, so với huyết lâu càng cường đại không ít. Đương nhiên, bởi vì phân bộ tam đại tổ chức sát thủ khác biệt, mạnh nhất nam vực vẫn là huyết lâu. Huyết lão bát, người muốn chết sao? Nam tử trung niên vô thường phán quan con người băng lãnh, một bước tiến lên, rất có một bộ tư thế lớn. Được rồi, nếu người đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Lại một người mở miệng, ngữ khí rất bình thản, mặc dù nói như vậy nhưng hắn vẫn tựa như ước gì người huyết lâu cùng Diêm La phủ làm một trận. Hừ, vô thường phán quan hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí tức cường đại xông thẳng đến một đám tu sĩ huyết lâu. Có mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị chấn động đến lục phủ ngũ tạng, trong miệng không ngừng ho ra máu. Vô thường, người tự tìm cái chết, lần này không chỉ bát trưởng lão phẫn nộ,
Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão cũng đằng đằng sát khí nhìn Vô Thường phán quan đối diện. Muốn đánh nhau, ta bồi các ngươi. Vô Thường phán quan nhàn nhạt nhìn ba người bát trưởng lão, trong mắt đều là vẻ khinh thường, vừa dứt lời, lại có ba người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sắc mặt mấy người bát trưởng lão âm trầm vô cùng, lại không dám động thủ, nếu đánh thật, một Vô Thường phán quan bọn hắn cũng không chịu đựng nổi, huống chi lại tăng thêm ba người khác. Ba vị trưởng lão, các ngươi yên tâm, thù này ta sẽ báo. Con người chiến vô cực lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vô Thường phán quan đối diện, căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại. Tiểu tử, người thật lớn khẩu khí, người tên gì? Vô Thường phán quan lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến vô cực nói, rất có một phen ý vị xem kỹ. Chiến vô cực sắc mặt thập phần bình tĩnh nhìn Vô Thường phán quan, một cỗ chiến ý lặng yên dâng lên. Được, hy vọng người có thể sống sót để nói chuyện với bản tôn. Vô Thường phán quan lạnh lùng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, nhìn qua thập phần tà dị. Vô Thường, hắc bạch Vô Thường, Tiêu Phàm cổ quái đánh giá Vô Thường phán quan. Trước đó hắn chẳng phải giết chết hắc bạch Vô Thường sao? Hiện tại lại một tên Vô Thường đi ra. Bất quá, khí tức trên người Vô Thường phán quan phát ra lại vô cùng đáng sợ, so với bát trưởng lão thì cường đại hơn nhiều. U Linh, người phải nhớ kỹ mấy người kia. Qua một lúc tiến vào bên trong cổ địa, nhất định phải cẩn thận. Bốn người đứng phía sau Vô Thường phán quan theo thứ tự là Độc Cô Trường Giật, Ngọc Diện Vô Tình, Lưu Ly cùng Nguyên Thiên Nhất. Đúng lúc này, thanh âm Huyết Yêu Nhiêu vang lên bên tai hắn. Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người hai nam một nữ, bọn hắn đều không mang mặt nạ, nhận ra rất dễ. Đúng rồi, còn có Địa Sát Quỷ Chủ phía sau, đúng. Chính là người vừa mới khuyên can người kia. Bốn người theo thứ tự là Hận Thiên, Bạch Chỉ, Lãng Thiên Nhai, Mạch Quy, lại thêm ta, đại ca cùng chiến vô cực, bọn hắn danh xưng thập đại sát thủ, nhất định phải cẩn thận bọn hắn. Huyết Yêu Nhiêu lại nói. Tiêu Phàm liếc mắt mấy người, đem dung mạo bọn hắn ghi tạc trong lòng, cảm nhận được khí tức trên người mấy người, Tiêu Phàm cau mày một cái, cả đám người này đều rất không đơn giản. Hơn nữa, những người này không mang mặt nạ, không khỏi làm Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, nói thập đại sát thủ. Ngươi không bằng trực tiếp nói cho ta biết, không mang mặt nạ đều muốn được chú ý. Không sai biệt lắm chính là đạo lý này. Huyết Yêu Nhiêu gật đầu, cực kỳ nghiêm túc nói. Ta thấy không cần chờ vào cổ địa, dứt khoát hiện tại luận bàn một phen như thế nào. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm tùy tiện hơi có vẻ bá đạo vang lên. Lời nói tùy tiện vang vọng thật lâu tại hư không, chỉ thấy một thanh niên áo bào trắng từ phía sau Vô Thường phán quan đi tới, con người băng lãnh nhìn chằm chằm chiến vô cực. Người này tuấn mỹ tuyệt luân, mặt như ngọc, ngũ quan điêu khắc rõ ràng, một đầu tóc đen thui, dưới một đôi mày kiếm là một đôi mắt ưng sắc bén, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ băng lãnh. Ngươi đã muốn chiến, ta sẽ chiến cùng ngươi. Chiến vô cực không sợ hãi chút nào. Chiến ý như nước sông cuồn cuộn mãnh liệt cuộn trào ra, hắn căn bản không giống một sát thủ, ngược lại giống một tôn chiến thần. Trường Giật, giao cho ngươi một nhiệm vụ. Vô Thường phán quan đột nhiên nhếch miệng cười nói. Người này tên Độc Cô Trường Giật, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nguyên bản hắn tưởng là đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong, trở thành tuyệt thế chiến hoàng liền có thể không nhìn bất luận kẻ nào phía dưới chiến đế cảnh. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện. Cũng không phải là chuyện dễ như thế, người gọi Độc Cô Trường Giật thực lực cũng rất mạnh, hơn nữa hắn khí tức dương cung mà không phát, cùng chiến vô cực bá đạo hoàn toàn tương phản. Bất quá, Tiêu Phàm cũng nhớ kỹ người này, bên trong cổ địa gặp được, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Trưởng lão mời nói. Độc Cô Trường Giật thập phần bình tĩnh nói. Chờ sau khi ngươi rời cổ địa, ta muốn nhìn thấy đầu của tên này, ở chỗ này không cần giết hắn. Vô Thường phán quan thản nhiên nói, tựa như trong mắt hắn, chiến vô cực đã là một người chết. Trưởng lão yên tâm, Trường Giật nhất định không phụ kỳ vọng. Độc Cô Trường Giật cực kỳ trịnh trọng nói, con người băng lãnh liếc chiến vô cực đều là vẻ khiêu khích. Chiến vô cực nghe vậy lên cơn giận dữ, thiếu chút nữa thì xông lên, cũng may có bát trưởng lão lôi kéo, bằng không chiến vô cực đã sớm liều mạng với hắn. Mẹ nó! Độc Cô Trường Giật thật đúng là không phải phách lối bình thường. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì, thực lực chiến vô cực hắn là tận mắt nhìn qua,
muốn giết hắn không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, đánh lén lại là một chuyện khác, dù sao, sát thủ ưu thế vốn có chính là đánh lén, chiến vô cực ở phương diện này quả thật có khiếm khuyết. Chí ít, theo Tiêu Phàm thấy, chiến vô cực lần đầu tiên nhìn qua không giống một sát thủ. Thời gian không còn nhiều, bắt đầu đi. La Sinh Môn Địa Sát Quỷ Chủ thản nhiên nói, một vệt sáng trong bàn tay hướng về không trung vỗ tới. Oanh long long, hư không rung động một trận, đột nhiên quỷ dị vỡ ra, tựa như sóng ánh sáng, hết sức kỳ lạ. Ngay sau đó, một đạo hình ảnh xuất hiện trước tầm mắt đám người, phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi kéo dài, một mảnh tối như mực, xa xôi cuối cùng có một đạo hắc ảnh thoáng hiện, dường như là hồn thú to lớn bay lượn. Lục trưởng lão Huyết Lâu khẽ hơi trầm xuống một cái, một trưởng vỗ hướng không trung, hình ảnh kia lập tức biến bắt đầu mơ hồ, mấy hơi thở sau, phía trên không trung lập tức xuất hiện rất nhiều đường vân. Đường vân càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng ngưng tụ thành một bản đồ địa hình thu nhỏ, bên trong sơn mạch kéo dài, vây quanh chi thế, trung ương hình thành một cái sơn cốc to lớn. Cũng đúng lúc này, thanh âm bát trưởng lão vang lên, đây là địa đồ cổ địa, các ngươi nhớ kỹ. Nơi đây tên là Đọa Lạc Cốc, các người đi vào sẽ ngẫu nhiên chuyển đến các nơi khác nhau ở Đọa Lạc Cốc, nhất định phải cẩn thận, tận lực sống sót. Đám người nghe vậy, cảm nhận được một cỗ áp lực trọng đại, bát trưởng lão cũng không muốn bọn hắn đoạt được đệ nhất, chỉ muốn bọn hắn sống sót, chỉ dựa vào điểm này liền đủ để chứng minh Đọa Lạc Cốc bất phàm. Ong ong bản đồ kia chậm rãi biến mất, Diêm La Phủ Vô Thường phán quan cũng rốt cục xuất thủ, khi hắn một trưởng vỗ hướng không trung. Hư không triệt để vỡ ra, không phải, nói cho đúng là xuất hiện một đạo quang môn to lớn, giống như một bức họa quyển chậm rãi mở ra. Tất cả mọi người lập tức đi vào, sau một tháng, cánh cửa truyền tống lần nữa sẽ mở ra. Vô Thường phán quan lạnh lùng quát, cho dù là hắn thì mở quang môn này cũng khó có thể kiên trì quá lâu. Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng về không trung bay đi, thời khắc bọn hắn chạm tới quang môn, thân hình đột nhiên biến mở đi. Sau một cái hô hấp liền biến mất không thấy gì nữa. Thực sự là phát hiện cổ địa mới sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, ba người quen thuộc mở cổ địa như vậy, căn bản không giống vừa mới phát hiện ra. Là phát hiện mới nhất, do cường giả tam đại tổ chức sát thủ nghiên cứu phương pháp mở ra, mỗi người nắm giữ một bộ phận, ai cũng đừng nghĩ một mình tiến vào bên trong cổ địa. Huyết Yêu Nhiêu đi đến bên người Tiêu Phàm, giải thích nói. Mảnh cổ địa này tồn tại trong một không gian khác, Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi, trước đó cái gì cũng đều không có, hiện tại đột nhiên làm ra một tiểu không gian, cái này so với bí cảnh tiểu không gian còn muốn kỳ lạ hơn. Huyết Yêu Nhiêu khanh khách cười nhẹ, bất quá vẫn là thập phần kiên nhẫn giải thích nói, đây chỉ là một loại hồn giới cực kỳ đặc thù mà thôi, đồ vật dính đến không gian liền tựa như hồn giới này. Nói đến đây, Huyết Yêu Nhiêu chỉ một chiếc nhẫn màu máu trong tay. Thứ gì của nàng cũng đều là đỏ. Cẩn thận một chút. Tiêu Phàm gật đầu, nếu như là hồn giới, vậy thì có thể hiểu được, có chút hồn giới có thể ngăn cách trong ngoài, nhìn không thấy cũng rất bình thường. U Linh ca ca, người đang quan tâm ta sao? Huyết Yêu Nhiêu cười đến khiến nhánh hoa phải run rẩy. Tiêu Phàm nhún nhún vai, xem như cái gì cũng không nghe được, nhìn về phía Ảnh Phong cùng Phong Lang nơi xa, truyền âm nói, Ảnh Phong, Phong Lang. Các ngươi cũng cẩn thận một chút. Cánh cửa truyền tống là truyền tống ngẫu nhiên, không biết cổ địa tràn ngập nguy hiểm như thế nào, ai biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào, vạn nhất gặp gỡ bát giai hồn thú thì phiền phức lớn rồi. Hai người Phong Lang và Ảnh Phong gật đầu, sau đó đồng thời đạp không mà lên, hướng về quang môn bay đi, Tiêu Phàm cùng Huyết Yêu Nhiêu cũng đi cùng sau lưng hai người. Thời khắc chạm tới quang môn, Tiêu Phàm cảm giác có một cỗ lực lượng to lớn kéo lấy mình. Tựa như muốn đem hắn xé nát. Tiêu Phàm nào dám phản kháng, một cái lảo đảo liền bị màn sáng hút vào trong đó. Ngay sau đó, vô số đường vân xuất hiện ở trước mắt hắn, bốn phía truyền đến một cỗ áp lực thật lớn, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân khó chịu khiến hắn có loại cảm giác vượt qua đường hầm thời không. Sau một lát, một cỗ lực lượng nhu hòa tràn ngập toàn thân, cỗ áp lực kia lặng yên biến mất, lúc này Tiêu Phàm mới phát hiện vị trí hắn lại đang ở trên một đỉnh núi. Đọa Lạc Cốc, đến rồi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Chân trời một mảnh tối tăm mờ mịt, cho người ta một loại cảm giác thập phần âm u, tựa như một tảng đá lớn đặt ở trái tim, một ngạt, ngưng trọng, hô hấp đều có chút ngạt thở.
Dãy núi chập trùng, dường như từng đầu hồng hoang hung thú ẩn núp giữa rừng núi, rồng cuộn hùng cứ, tản ra khí tức khắc nghiệt và hùng hậu. Tiêu Phàm đạp không bay lên nhìn Đoạ Lạc Cốc phía sau hắn, từng tòa sơn phong cao vút trong mây, mây mù phía trên khiến nhìn không thấy điểm cuối cùng. Vượt quá hiếu kỳ, Tiêu Phàm lách mình hướng về vị trí mây mù không trung lao đi, lại phát hiện bị một cỗ lực lượng khác ngăn lại, hư không nhộn nhạo từng đạo năng lượng ba động. Giả, Tiêu Phàm kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền minh bạch, tản ra năng lượng ba động hẳn là hồn giới, vị trí hắn hẳn là biên giới hồn giới. Thật đúng là thủ bút lớn, đem hồn giới lớn như vậy vây quanh một vùng thung lũng. Tiêu Phàm đứng ở trên không quan sát sơn mạch nơi xa, quá hùng vĩ. Dù ai cũng không có cách nào tưởng tượng nổi, bên trong Thương Lan Hải mênh mông còn tồn tại một mảnh cổ địa. Siêu, thân hình Tiêu Phàm lóe lên, rơi xuống vào trong núi rừng thâm thúy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.